bách dưới sự bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đầu dựa vào Phật Tổ, hắn mang ta tiến vào Thiên Đế Tổ Đình, ta cũng lợi dụng Thái Nhất Âm Dương Bàn, ở mạt Pháp Phủ xuống thời điểm, xuất lực không thiếu. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, nguyên lai là dùng phân thân giải quyết sao? Dừng một chút, hắn lại cảm thấy không đúng, nói, không đúng, còn muốn dựa vào Thái Nhất Âm Dương Bàn. Khiếu Tinh Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, không có Thái Nhất Âm Dương Bàn mà nói, nhân quả không cách nào rời đi, tất cả cắn trả, chỉ có thể bản thể chịu đựng, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần vội hỏi, tiền bối, vậy quá một âm dương bàn, còn ở bên trong tay ngươi chứ? Khiếu Tinh Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, không có ở đây, nếu như còn ở ta trong tay, ta khẳng định cho ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi là gia chủ đại nhân bình xanh nhất là tán tụng nhân vật. Là hắn tiên đoán bên trong thay đổi thế giới người, cũng là hắn tiên đoán bên trong, có thể cứu anh chủng thế gia người, thậm chí có thể để cho thần anh thụ hồi phục. Chúng ta anh chủng thế gia, đều là luân hồi tín đồ, mặc dù trong tinh không con dân, cũng cảm thấy luân hồi thiên đường, là sai lầm thế giới, nhưng chúng ta biết, đó là bởi vì là chân chính luân hồi chi chủ, còn không ra đời. Một khi luân hồi chi chủ ra đời, hắn sẽ thành lập một cái chân chính thiên đường thế giới, đến lúc đó. Tinh không bờ bên kia tất cả hắc ám, cũng sẽ bị thiên đường trói lọi xua tan, chúng ta sẽ có được vĩnh viễn vô cùng vui. Diệp Thần ngơ ngác không nói ra lời, không nghĩ tới cái này anh chủng thế gia, vẫn là mình tín đồ. Thật ra thì chân chính thiên đường thế giới, chân chính cuối cùng, chính xác thế giới, rốt cuộc là dạng gì, Diệp Thần cũng không biết. Những vấn đề này, quá mức to lớn cùng hư không mờ mịt, không phải hắn bây giờ có thể suy tính. Nhưng anh chủng thế gia, bao gồm Khiếu Tinh Vân ở bên trong, cũng kiên định cho rằng, Diệp Thần nhất định có thể thành lập chân chính thiên đường, chân chính, hoàn mỹ thế giới, để cho tinh không bờ bên kia, thành là chân chính vô cùng vui bờ bên kia thế giới. Vậy quá một âm dương bàn ở địa phương nào? Diệp Thần xuất hiện ở thần sau một lúc lâu, suy nghĩ trở lại thực tế, trước mắt vấn đề trọng yếu nhất, vẫn là bắt được Thái Nhất Âm Dương Bàn. Pháp bảo này, là hắn giải quyết máu tươi cắn trả tai họa ngầm mấu chốt. Cũng là băng thần đạo thống, có thể thuận lợi truyền cho Ngụy Dĩnh mấu chốt. Hơn nữa, cái này Thái Nhất Âm Dương Bàn, có thể rời đi sống chết, cho dù mình tử vong, đều có thể đem chết trạng thái rời đi đi ra ngoài, thật sự là nghịch thiên ngoại hạng đồ, chỉ cần có được, thì có thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần rất muốn biết, nếu Thái Nhất Âm Dương Bàn, không có ở đây Khiếu Tinh Vân trong tay, vậy là ai cầm đi? Khiếu Tinh Vân cắt tỉa nhớ lại, trầm ngâm nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Trầm tư sau một hồi, hắn con mắt tránh lượng, nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là hai đuôi đoạt đi. Diệp Thần cả kinh nói, hai đuôi, huyết nha chó sói. Khiếu Tinh Vân nói, đúng vậy. Diệp Thần nói, là hắn. Khiếu Tinh Vân thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói, đúng vậy, chính là hắn. Năm đó mạt Pháp thời đại sau khi kết thúc, vô cùng thiên tai thêm thân, ta cho dù có Thái Nhất Âm Dương Bàn, cũng không khả năng đem vô số sát phạt nhân quả. Toàn bộ rời đi đi ra ngoài, hơn nữa vậy không người làm ta dê thế tội. Có thể ở mạt Pháp bên trong người còn sống sót, cũng so ta mạnh, ta cuối cùng mất đi tất cả tu vi, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, đã không thể lại ở lại không không thời không, nếu không bóng tối màu lót, sẽ đem ta nuốt mất. Ta mang Thái Nhất Âm Dương Bàn, chạy tới thế giới hiện thật, từ từ chữa thương, ta xem qua một vạn lần đốm nhỏ tắt, vũ trụ thành bành trướng thi thể, cuối cùng hết thảy lại đang trong cho bụi sống lại. Ta thương thế rốt cuộc tốt. Hơn nữa, ta từng là anh chủng thế gia người làm, anh chủng thế gia khí vận, che chở ta tuy mất đi tất cả tu vi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng năm tháng mài mòn mà không chết. Đang trốn ra không không lúc nào không trước, ta học chút cơ quan khôi lỗi thuật pháp, cũng chế tạo ra mấy đầu hộ thân con rối, cuối cùng có thể ở thế giới hiện thật, an ổn tùy tiện sống sót. À, ta tại sao phải còn sống, ta cũng không biết. Có thể là bởi vì ta không muốn chết đi. Tử vong quá đau khổ, ta trước kia, chết qua rất nhiều lần, mỗi một lần, cũng rất thống khổ. Cho nên, làm có một ngày, hai đuôi đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, hỏi ta đòi Thái Nhất Âm Dương Bàn, ta không hề nghĩ ngợi, liền đem đồ vật giao cho hắn, bởi vì ta không muốn chết. À, ta tính một chút, vậy ít nhất là 50 triệu cái kỷ nguyên trước chuyện, cái này thời gian chân thực quá rất lâu. Quá khá dài, đã mất đi tính toán ý nghĩa. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới cái này Thái Nhất Âm Dương Bàn, đã bị hai đuôi đoạt đi.
hai đôi huyết nha chó sói, Diệp Thần cũng từng đối chiến qua, hơn nữa chiến thắng. Thế nhưng thời điểm, là bởi vì là thế giới hiện thật quy luật, còn khá là vững chắc, hai đôi không phát huy ra nhiều ít lực lượng, cho nên hắn may mắn chiến thắng. Nhưng hiện tại, thực tế pháp thì đã giãn ra rất nhiều, hai đôi huyết nha chó sói, ít nhất có thể bộc phát ra thần đạo cảnh sức chiến đấu, hơn nữa đuôi thú huyết mạch bản thân đại khủng bố, vậy đơn giản là không có thể tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Nếu như tái chiến nói, Diệp Thần không có nắm chắc thủ thắng. Khiếu Tinh Vân cười một tiếng, nói tiếp, hai đôi cướp đi thái nhất âm dương bản sau đó, vẫn luôn muốn luyện hóa chấp trưởng, nhưng hắn đó là mộng tưởng hảo huyền. Cái này thái nhất âm dương bàn, trừ ta anh chủng thế gia, và người cái này luân hồi chi chủ bên ngoài, không người có tư cách luyện hóa. Hai đôi khổ tâm luyện hóa, từ đầu đến cuối đều là thất bại, tự thân vậy tiêu hao đại lượng nguyên khí, cuối cùng bị đà đế cổ thần bắt. Hi hi, nếu như không phải là hắn quá si ngu, lãng phí quá nhiều lực lượng, hắn làm sao sẽ bị bắt được? Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghĩ tới hai đôi huyết nha chó sói, năm đó bị đà đế cổ thần bắt được. Sau lưng lại còn cùng thái nhất âm dương bản có liên quan. Bất quá hôm nay hai đuôi, đã là người tự do, hoàn toàn thoát khỏi đà đế cổ thần nắm trong tay. Thật ra thì đà đế cổ thần, cũng có ngầm cho phép hai đuôi thoát ly ý. Đuôi thú quá khó khống chế, hơn nữa chăn nuôi cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Năm đó đà đế cổ thần, chế tạo thập vĩ, chủ yếu là vì đối kháng luân hồi đi đời sách. Nhưng nếu mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, cũng không có thể chân chánh chế tạo ra luân hồi sách, vậy hắn tự nhiên vậy không cần phải lại đào tạo thập vĩ đối kháng, dẫu sao chi phí thật sự là quá cao quá cao. Bây giờ hai đuôi, hẳn là người tự do. Diệp Thần nói. Khiếu Tinh Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn trước đây không lâu thật ra thì còn tới thăm ta, còn rất kinh ngạc nói ta tại sao còn không chết. Diệp Thần cả kinh nói, tiền bối, ngươi không có bị hắn thương tổn tới chứ. Khiếu Tinh Vân nói, không có, ta có mấy đầu con rối hộ thân, hắn muốn giết ta, cũng cần bỏ ra không thiếu giá phải trả, hắn không có ngu như vậy. Dẫu sao, ta đã sớm cầm thái nhất âm dương bàn cho hắn. À, luân hồi chi chủ, ngươi muốn thái nhất âm dương bàn, ta có thể truyền cho ngươi một đoạn thần chú. Đoạn này thần chú, là khống chế thái nhất âm dương mâm thần chú, chỉ cần ngươi nhất niệm tụng đi ra, thái nhất âm dương bàn liền sẽ quy ngươi nắm trong tay. Sau lưng mang theo nhân quả luật bí ẩn. Đoạn này chú ngữ là. Lập tức, Khiếu Tinh Vân liền đem thần chú truyền cho Diệp Thần. Đoạn này thần chú âm tiết phức tạp, nhưng Diệp Thần trí nhớ thật tốt, nghe một lần liền nhớ. Cái này thần chú cuối cùng mấy cái âm tiết, khá có ý tứ, là thái nhất trở về bốn chữ. Diệp Thần nhớ xong rồi thần chú, vậy bắt được thái nhất âm dương mâm tọa độ. Cái này thái nhất âm dương mâm chỗ. Cũng là hai đuôi huyết nha chó sói chỗ. Tiền bối, chỉ cần đọc lên thần chú, vậy pháp bảo liền sẽ quy về ta là chứ? Diệp Thần hỏi, hắn chỉ muốn bắt được thái nhất âm dương bàn, chân thực chẳng muốn tự nhiên đâm ngang, cùng hai đuôi tranh đấu. Khiếu Tinh Vân nói, đúng vậy, nhưng ngươi phải đi đoạt lại thái nhất âm dương bàn, có thể sẽ chọc cho giận hai đuôi, ngươi tu vi thông thiên, tự nhiên có thể ngăn cản, ta không thể được, ngươi có thể được chiếu cố ta. Diệp Thần cười nói, không thành vấn đề, tiền bối, ta trước mang ngươi hồi ta trận doanh, cực kỳ chiếu cố ngươi là được. Khiếu Tinh Vân nói, như vậy quá tốt, anh chủng tiểu thư nếu là biết, luân hồi chi chủ ngươi chứa chấp ta, nàng khẳng định thật cao hứng. Chính là không biết, nàng bây giờ còn có không có còn sống, ta anh chủng thế gia cửu nhân, chân thực quá nhiều quá nhiều. Năm đó mạt pháp thời đại, lại như vậy hung hiểm, có thể khi đó, tiểu thư cũng đã. À. Diệp Thần nhìn Khiếu Tinh Vân nói liên tục hình dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại là than thở. Anh chủng thế gia mới có thể có một cái như vậy trung thành nô bộc, cũng coi là vận khí. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn Khiếu Tinh Vân, rời đi nơi đây, trực tiếp trở lại tinh nguyệt giới, trước đem hắn nghỉ ngơi. Tiếp theo, Diệp Thần liền phong tỏa thái nhất âm dương mâm tọa độ, chuẩn bị lên đường. Luân hồi chi chủ, người có đủ cường đại phân thân sao? Khiếu Tinh Vân đột nhiên hỏi nói, muốn giải quyết máu tươi cắn trả vấn đề, cần một cái đủ cường đại phân thân. Nếu như phân thân không đủ cường đại mà nói, cho dù có thái nhất âm dương bàn, đó cũng là uổng công. Ngươi xem đủ sao? Diệp Thần cười một tiếng,
đem Thanh Liên phân thân sử dụng tới. Khiếu Tinh Vân vừa thấy, thiếu chút nữa bị vậy Thanh Liên phân thân tóe ra thần quang, sáng chói mắt bị mù, nói liên tu, đủ rồi, đủ rồi. Diệp thần cái này cái phân thân, dĩ nhiên là đủ cường đại, hiện tại cũng chỉ kém thái nhất âm dương mâm. Lập tức, Diệp thần biến dạng hư không, trực tiếp lên đường đi thái nhất âm dương mâm sở tại, đó cũng là hai đuôi huyết nha chó sói sở tại. Hư không bể tan tành, Diệp thần hạ xuống đến thiên ngoại thiên, một nơi sơn thanh thủy tú địa phương. Trước đây hắn đi gặp Khiếu Tinh Vân, cái địa phương kia, là tức trạng thái hành tinh, một phiến cuồng bạo khí tượng. Nhưng hiện ở chỗ này, cũng không phải tinh cầu, mà là một cái hoành bản bức họa vậy, trải ở thiên ngoại thiên trong hư không, hẳn là một cái đại năng lưu lại thần bí cảnh, khắp nơi khói dáng tràn ngập, đỏ nghê cổn địa, linh khí 10 phần dư thừa. Nhưng ở nơi này linh khí dư thừa địa phương bên trong, Diệp thần nhưng bắt được một món hắc ám sát khí. Cái này cổ hắc ám sát khí, hết sức quen thuộc, đó chính là hai đuôi huyết nha chó sói hơi thở. Hưu. Một cổ tàn bạo hắc vụ, như mũi tên nhọn, từ phương xa bắn tới, ngay tức thì nổ bắn ra đến Diệp thần trước mặt. Trong hắc vụ giết ra một cái móng vuốt sói, muốn bóp lại Diệp thần cổ họng. Diệp thần hừ một tiếng, vẫy tay đón đỡ, thốn kình khai thiên, cùng vậy con chó sói móng quấn quýt chung một chỗ, hai bên ai cũng không có đem nhường. Hắc vụ bên trong, lại lộ ra một cái máu tanh đầu sói, chính là huyết nha chó sói hình dáng, hắn thần sắc vô cùng dữ tợn. Nói, Diệp thần, là ngươi thằng nhóc này, ngươi làm sao sẽ chạy tới nơi này? Ngươi làm sao biết bổn tọa rơi xuống? Diệp thần và Khiếu Tinh Vân trò chuyện, đó là nhất định sẽ kích động thiên cơ, nhưng thiên cơ lan truyền, cần thời gian. Hai đuôi huyết nha chó sói, hiển nhiên còn không cảm nhận Diệp thần ý đồ. Diệp thần cười cười nói, không việc gì, muốn hỏi ngươi lấy lại một món đồ thôi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp thần lui về phía sau mấy bước. Trong miệng cấp niệm chú tiếng nói, cuối cùng hướng huyết nha chó sói đưa tay chỉ một cái, kêu lên, thái nhất trở về. Cái này bốn chữ vừa rơi xuống, trong hắc vụ ông một tiếng, bay ra một khối la bàn hình dáng pháp bảo, bay vào Diệp thần trong tay. Diệp thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp cái này cái la bàn, phía trên chạm chỗ âm dương bát quái đồ hình, bối cảnh là một bụi to lớn cây anh đào, phong cách cổ xưa cùng đẹp lạ thường ý cảnh, đan vào một chỗ, đặc biệt xinh xắn tinh xảo. Hình như là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là trong truyền thuyết thái nhất âm dương mâm. Diệp thần thần chú nhất niệm ra, thái nhất âm dương bàn liền rơi vào trong tay hắn, hắn trong lòng tất nhiên vô cùng kích động vui sướng. Hai đuôi huyết nha chó sói lắc mình một cái, hóa thành một người mặc giáp nhẹ, cánh tay dài chó sói mao thanh niên kiếm sĩ, gặp thái nhất âm dương bàn rơi vào Diệp thần trong tay, trong thoáng chốc thiên cơ động minh, cái gì cũng biết. Kinh hãi tức giận kêu lên. Là Khiếu Tinh Vân kêu ngươi tới. Diệp thần cười một tiếng, tay bưng thái nhất âm dương bàn, nói, đúng vậy, pháp bảo này, vốn chính là anh chủng thế gia đồ, người chiếm đoạt lâu như vậy, cũng nên vật quy nguyên chủ. Huyết nha chó sói nghe Diệp thần mà nói, ngũ quan tức giận vặn vẹo, gầm hét lên, đừng nói nhảm, đây là bổn tọa đồ, người dám cướp, bổn tọa giết ngươi. Còn nữa, nhớ, bổn tọa có tên chữ. Sau này bổn tọa không gọi hai đuôi. Bổn tọa tên là, từ, trời, chó sói. Huyết nha chó sói, không, chính xác mà nói, hẳn gọi hắn từ thiên lang. Hắn tựa hồ và tam vĩ như nhau, vậy sản sinh ra khôn ngoan vô cùng ý thức, không có hắc ám si ngu hình dáng. Cheng một tiếng, từ thiên lang rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm nổ lên kinh khủng hắc ám sát khí, phá không chém thẳng Diệp thần. Diệp thần trong lòng rét một cái, có thể rõ ràng cảm nhận được, từ thiên lang kiếm khí uy thế, chỉ ít đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Nếu như huyết chiến nói, Diệp thần không chiếm được tốt gì chỗ. Hơn nữa, thái nhất âm dương bàn đã bắt vào tay, mục đích chuyến đi này đạt tới, Diệp thần tự nhiên không cần phải ham chiến. Một con chó điên, lười được cùng ngươi đánh. Diệp thần thần sắc lãnh đạm, cũng không có rút kiếm ứng chiến, mà là ở sau lưng mở ra tự do rực. Mang thái nhất âm dương bàn, thì phải phi độn đi. Nhân quả luật, cho bổn tọa lăn xuống tới. Từ thiên lang quát to một tiếng, trực tiếp lợi dụng thần đạo cảnh quy luật, bộc phát ra một cái nhân quả luật, muốn để Diệp thần lăn xuống. Diệp thần sau lưng tự do rực, ở nhân quả luật hạn chế hạ, lại có thể không bay nổi. Nhưng hắn vậy như người thú, lấy thiên huyền cảnh thân, cực
cứng rắn bị Từ Thiên Lang Nhân quả luật trói buộc, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có té xuống. Đại hoang trộm thiên thuật, không gian ăn cắp, xúc địa thành thốn. Ngay sau đó, Diệp Thần lại thi triển thuật pháp, lập tức ăn cắp không gian, để cho thân thể đột phá nhân quả luật phong tỏa, lập tức phá không bay vút ra. Từ Thiên Lang kinh hãi, biết Diệp Thần thần thông biến hóa vô cùng, nếu là thật để cho Diệp Thần chạy, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại đuổi kịp. Vèo! Từ Thiên Lang thân thể tiêu xạ nhi ra, thẳng hướng Diệp Thần đuổi theo, một bộ không chết không thôi hình dáng. Diệp Thần một đường phi đột, nhưng thủy chung thoát khỏi không hết Từ Thiên Lang đuổi giết, trong đầu nghĩ đợi trở lại tinh nguyệt giới, dựa vào địa mạch, vậy sẽ không sợ. Từ Thiên Lang tựa hồ nhìn ra Diệp Thần ý tưởng, hét lớn, Diệp Thần, ngươi nếu là lại không dừng lại, bổn tọa đi liền đầu dựa vào Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần trong lòng rét một cái Từ Thiên Lang, hắn cũng không sợ. Một cái Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn cũng không phải như vậy kiêng kỵ. Nhưng nếu như hai người kết hợp, vậy cũng rất nguy hiểm. Hắn theo bản năng dừng lại hạ bước chân, nhưng suy nghĩ một chút, lại cười lạnh nói, hai đuôi, lấy ngươi nóng nảy, làm sao sẽ khuất phục dưới người đâu. Từ Thiên Lang tức giận, nói ta nói, bổn tọa tên chữ, kêu Từ Thiên Lang. Ngươi trực tiếp cướp đi bổn tọa đồ, không khỏi quá mức dã man, dù sao phải cho bổn tọa một chút giao phó. Diệp Thần nghe giọng hắn khí bên trong, tràn đầy nhân tính lý trí, ngược lại cũng là hết sức kinh ngạc, lại không nhịn được vui vẻ cười to, nói, ngươi một đầu đuôi thú, lại còn nói ta dã man, thật là hoang đường. Nói đi, ra cái giá tiền, chỉ cần không phải quá ngoại hạng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Thần chỉ muốn thuận lợi bắt được Thái Nhất Âm Dương Bàn, chỉ cần Từ Thiên Lang mở ra giá tiền, ở hắn tiếp nhận trong phạm vi nói, hắn nguyện ý giao dịch, mình chịu thiệt một chút vậy không thành vấn đề, chỉ cần cái này người điên, sau này không nên tới quấy rầy nữa. Từ Thiên Lang tựa hồ liền cùng Diệp Thần những lời này, đầy mặt vẻ giận dữ vào thời khắc này tiêu tán, đổi được trầm ổn, nói. Ngươi chịu giao dịch, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, ngươi nếu như chỉ muốn dã man cướp đoạt, bổn tọa định không buông tha ngươi. Vậy quá một âm dương bàn, bổn tọa một mực không thể luyện hóa, thậm chí chọc tới rất nhiều thống khổ dây dưa, muốn đến đó không phải là bổn tọa cơ duyên, bổn tọa cho ngươi cũng không sao. Nhưng, ngươi phải đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện. Diệp Thần nói. Từ Thiên Lang nói, giúp ta tìm một cái người. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, ngươi muốn tìm ai? Từ Thiên Lang bình tĩnh nói, nàng kêu Từ Hữu Dung. Diệp Thần cau mày nói, Từ Hữu Dung, nam nữ. Từ Thiên Lang bình tĩnh thần sắc, lúc này nổi lên một chút chập chờn, nói, nàng là cô gái, ta hôm đó ở Phù Văn Thánh Địa, bị ngươi đánh bại sau đó, thiếu chút nữa rơi vào mê loạn điên cuồng, là nàng tỉnh lại ta, hơn nữa cho ta lên liền một cái tên, liền kêu Từ Thiên Lang. Nhưng sau đó, nàng đột nhiên không từ từ biệt, ta còn chưa kịp báo đáp nàng. Ta cả đời này, cho tới bây giờ không thua thiệt người bất kỳ, ngươi luân hồi trận doanh tai mắt rất nhiều, ta muốn ngươi giúp ta tìm nàng, ta phải hướng nàng báo ân. Cái này Từ Thiên Lang, trước đây một mực tự xưng bổn tọa, nhưng ở nói đến chỗ này Từ Hữu Dung thời điểm, lại nữa như xưng hô này, giọng nói vậy mang một chút khác thường, đối vậy Từ Hữu Dung vô cùng coi trọng. Hắn là muốn báo ân. Diệp Thần ga một tiếng, trong đầu nghĩ giao dịch này, tự mình rót vậy tiện nghi rất, chỉ phải giúp một tay tìm người là được, liền nói có thể, không thành vấn đề. Từ Thiên Lang nói, nàng dài bộ dáng này. Hắn nâng lên tay, hội tụ linh khí, hiển hóa ra cái đó Từ Hữu Dung hình dáng, là một cái đặc biệt tuyệt lệ, khí chất cao nhã cô gái, eo thon thả, nhưng dáng vẻ lại hết sức bốc lửa, thật là khó có thể tưởng tượng, như vậy eo thon chi, lại có thể nhờ nổi như thế to lớn trái cây. Từ Thiên Lang, ánh mắt rất thuần túy, đổ vậy không có ý khác, chính là đơn thuần muốn báo ân mà thôi. Diệp Thần nhìn cái này Từ Hữu Dung hình dáng, thấy đối phương bốc lửa vóc người, không tự chủ được nghĩ tới Tôn Di, rồi sau đó lắc đầu một cái, thu liễm lại nội tâm nghĩ bậy, hướng Từ Thiên Lang nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm. Từ Thiên Lang nói, rất tốt, luân hồi hứa một lời nghìn vàng, ta tin tưởng ngươi làm người. Nếu như có vị này Từ Hữu Dung cô nương tin tức, ngươi kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống. Nhớ ta tên chữ, là Từ Thiên Lang. Hắn đối mình tên chữ, tựa hồ vô cùng coi trọng, lần nữa trịnh trọng dặn dò, rồi sau đó mới xoay người rời đi.
Diệp Thần thấy Từ Thiên Lang rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem vậy Từ Thiên Lang hình dáng, ở không có tìm được Từ Hữu Dung trước, hắn không thể báo ân, nội tâm nhân quả không có thể giải quyết, hẳn là sẽ không nhúng tay những chuyện khác. Diệp Thần lấy được rồi Thái Nhất Âm Dương Bàn, quá trình có thể nói là đặc biệt thuận lợi, vui mừng quá đổi, lập tức trở lại Tinh Nguyệt giới. Khiếu Tinh Vân gặp Diệp Thần trở về nhanh như vậy, lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, người cướp lấy Thái Nhất Âm Dương Bàn, vậy hai đuôi không có làm khó ngươi sao? Diệp Thần cười cười nói, khá tốt, tiền bối. Cái này Thái Nhất Âm Dương Bàn, ta trước hết mượn. Khiếu Tinh Vân cười nói, không cần khách khí, luân hồi chi chủ, pháp bảo này, ngươi trực tiếp cầm đi là được, coi là chúng ta anh chủng thế gia, đưa lễ vật cho ngươi. Tương lai ta anh chủng thế gia, muốn trở lại tinh không bờ bên kia, hồi phục thần anh thụ, còn cần dựa vào ngươi. Ngươi là chúng ta anh chủng thế gia người cứu độ. Diệp Thần cảm kích nói, đa tạ tiền bối, tương lai ta nếu có đi tinh không bờ bên kia cơ hội, ta nhất định sẽ không quên các ngươi. Khiếu Tinh Vân nói, như vậy quá tốt. Lấy được rồi Thái Nhất Âm Dương Bàn, Diệp Thần cũng không chậm trễ, trước giọt máu luyện hóa sau đó, quá trình đặc biệt thuận lợi. Cái này Thái Nhất Âm Dương Bàn, như có linh tính, cùng Diệp Thần đồng tình, vậy đồng ý hắn là chủ nhân. Bất quá, Diệp Thần luyện hóa chấp trưởng Thái Nhất Âm Dương Bàn sau đó, tu vi vẫn là thiên huyền cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp, cũng không có tiến bộ. Đây là bởi vì, hắn tu vi, đã đình trệ ở cổ trai, trừ phi là độ kiếp đột phá, nếu không bỏ mặc hấp thu nhiều hơn nữa cơ duyên, cũng sẽ không lại tiến bộ. Trước đây luyện hóa quang minh chi tâm, cũng là như vậy. Tu vi không có được bất kỳ tăng lên. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Diệp Thần không có được bất kỳ tăng thêm. Ngược lại, những cái kia cơ duyên, tất cả linh khí nội tình, toàn bộ lắng đọng ở Diệp Thần trong đan điền, tương lai cùng hắn đột phá đến vô lượng cảnh sau đó, những thứ này cơ duyên nội tình, sẽ bộc phát ra, để cho hắn từng bước thăng chức. Nói cách khác, hiện tại hắn lấy được cơ duyên, sẽ không lập tức để cho mình đột phá, mà là làm một cổ lắng đọng lực lượng, tăng thêm tương lai. Chấp trưởng Thái Nhất Âm Dương Bàn sau đó, Diệp Thần cảm thấy pháp bảo này, tựa hồ thành thân thể mình một phần chia, khá là huyền diệu. Hắn liền tới đến Ngạo Thế Thiên Cung trên quảng trường, thúc giục Thái Nhất Âm Dương Bàn, cái này là bàn pháp bảo, cấp tốc trở nên lớn, rất nhanh hóa thành một cái đạo tràng lớn nhỏ, vừa vặn bao trùm ở trên quảng trường. Là bàn bên trên, vậy âm dương bát quái đồ án, vậy bắt đầu chậm rãi chuyển động lực, tràn ra thần bí huy quang. Tạo thành la bàn bối cảnh thần anh thụ, thật giống như cũng phải sống lại, toát ra ửng đỏ ánh sáng, cùng thái cực âm dương ánh sáng, hỗn hợp hóa thành cầu vồng, mười phần lộng lẫy. Diệp Thần phi thân một cước, đứng ở bát quái đồ án dương vị cá mắt trên, lại gọi ra Thanh Liên phân thân, đem đặt ở âm vị cá mắt. Âm dương tất cả định, Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, một tiếng ngâm sướng, âm dương nghịch chuyển, nhân quả chuyển giá. La bàn cấp tốc chuyển động, âm dương nghịch chuyển. Mới vừa ở dương vị Diệp Thần, bị chuyển tới âm vị. Mà hắn Thanh Liên phân thân, thay thế hắn mới vừa chỗ ở vị trí, vậy nhận chịu hắn tất cả mặt trái nhân quả. Phốc xích. Cứ như vậy trong nháy mắt, Thanh Liên phân thân tại chỗ hộc máu, thân thể nội bộ khắp nơi truyền ra bạo liệt thanh âm, gương mặt từ đỏ thắm biến thành thảm trắng, trên da thậm chí nổi lên thi ban. Thanh Ngưu cổ tôn lợi dụng Diệp Thần máu tươi, cắn trả Diệp Thần căn nguyên. Hiện tại tất cả cắn trả đều bị Thanh Liên phân thân nhận chịu, Diệp Thần bình yên vô sự. Thậm chí, Diệp Thần trước đây dứt bỏ luân hồi máu tươi, cùng vạn khư kịch chiến, tỉ thí vũ hoàng cổ đế, tất cả tiêu hao cùng tổn thương, tất cả mặt trái trạng thái, thảm thiết nhân quả, toàn bộ đều chuyển gả cho Thanh Liên phân thân. Diệp Thần bản thể, ở trong nháy mắt, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, long tinh hổ mãnh, tinh thần sáng láng, thân thể trước đó chưa từng có thoải mái. Vậy Thanh Liên phân thân thì nhận chịu to lớn mặt trái nhân quả, thân thể cũng thiếu chút nữa muốn nổ lên, nguyên bản thần quang tích chứa thân thể, đổi được ám đạm vô cùng, chảy ra dơ bẩn cùng hôi thối mù. Diệp Thần bản thể, chỉ có mắt, còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Đó là thi triển quyết tử ma nhãn, mang tới to lớn tác dụng phụ, cái này tác dụng phụ, dính líu tới nhân quả, quá nghiêm trọng, liền Thái Nhất Âm Dương Bản đều không thể rời đi. Còn có chỉ thủy kiếm đạo, mang tới mài mòn, cũng không thể rời đi. Bất quá trừ cái này ra, tất cả mặt trái trạng thái, cũng toàn bộ rời đi đi ra ngoài, Diệp Thần cả người nhẹ nhàng khoan khoái,
nội tâm vui sướng liền liền, trong đầu nghĩ. Cái này thái nhất âm dương bàn, quả nhiên là thần kỳ, phần lớn mặt trái nhân quả, đều có thể rời đi đi ra ngoài. Chỉ bất quá, nhìn biến thành màu đen bốc mùi thanh liên phân thân, Diệp Thần lại có chút đau lòng. Cái này phân thân, hắn thật vất vả, mới đào tạo đến ngày hôm nay như thế cường đại bước, kém không nhiều mới có thể có bản thể hắn 70% lực lượng. Nhưng hiện tại, nhưng lại hư hại như vậy, muốn khôi phục nói, sợ rằng cần phải tiêu hao đại lượng tư nguyên. Dọc theo quảng trường, Khiếu Tinh Vân và rất nhiều luân hồi trận doanh người, thấy thái nhất âm dương bản có hiệu lực, kỳ diệu như vậy, để cho Diệp Thần ngay tức thì thoát khỏi mặt trái trạng thái, đều là mừng rỡ không thôi. Thật may, thái nhất âm dương bàn là gia chủ đại nhân tự tay chế tạo, quy luật vô cùng ảo diệu, cho dù năm tháng mài mòn, hôm nay vậy có đủ cường đại lực lượng. Khiếu Tinh Vân vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem Diệp Thần nhân quả rời đi thành công, thái nhất âm dương mâm hiệu dụng, hiển nhiên còn chưa giảm năm xưa, như cũ mạnh mẽ. Diệp Thần thu hồi thanh liên phân thân, tung người nhảy xuống la bàn, hướng bên sân Ngụy Dĩnh cùng Vũ Lăng Hoa nói, Lăng Hoa, Ngụy Dĩnh. Đến phiên các ngươi, mượn dùng cái này thái nhất âm dương bàn, cũng có thể hoàn thành băng thần đạo chính thống rời đi. Ngụy Dĩnh cùng Vũ Lăng Hoa nhìn nhau, hai cô gái gật đầu một cái, liền phi thân nhảy lên la bàn tâm trận bên trên, cũng ngồi xếp bằng xuống. Vũ Lăng Hoa muốn truyền ra băng thần quyền bính, Ngụy Dĩnh đã biết, nàng suy nghĩ mình sắp phải thừa kế băng thần đạo thống, nội tâm tóm lại là có chút bất an, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần, ta thật có tư cách trở thành băng thần sao? Diệp Thần cười nói, là có gì không? Ngươi là phụ nữ của ta, bỏ mặc cái gì thần cách, ngươi đã có tư cách thừa kế. Ngụy Dĩnh nghe nói như vậy, nội tâm an tâm một chút, rồi sau đó ánh mắt cũng thay đổi được kiên định, nói, được, ta như thành băng thần, đi đến không không lúc nào không, ta giúp ngươi giết thiên nữ. Diệp Thần nghe vậy, nụ cười khó hiểu có chút cứng ngắc, trầm mặc một tí, cuối cùng gật đầu nói, được. Vũ Lăng Hoa hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, cái này băng thần quyền bính, là gia tộc ta tất cả, ta tự mình truyền thụ, gia tộc ta sẽ không bỏ qua ta, cốt thiên đế nhất định phải giết ta, người nhất định phải bảo vệ ta. Nàng thanh âm mang vô hạn khủng hoảng cùng bi thương thương xót, biết cái này băng thần quyền bính, dứt bỏ sau khi rời khỏi đây, mình liền không còn là trên trời chân thần, mà là trong hồng trần tiên, nếu như không có Diệp Thần che chở nói, đối mặt không không thời không tập sát. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, nếu như không cắt bỏ, nàng thần cách, sớm muộn cũng phải bị gia tộc tước đoạt, rơi vào thiên nữ trong tay. Đã như vậy, ngược lại không như cung phụng cho luân hồi trận doanh. Diệp Thần nói, Lăng Hoa, người yên tâm, chỉ cần ta không chết, người cũng sẽ không chết. Vũ Lăng Hoa thoáng an tâm, gật đầu nói, được, cái này băng thần quyền bính rời đi, cần chút thời gian. Ta cũng không nhất định phải bao lâu, tóm lại ta mau sớm. Diệp Thần nư một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không thúc giục, miễn được mang cho Vũ Lăng Hoa áp lực. Hiện tại hắn cùng Vạn Khư quyết chiến sắp tới, hắn chỉ hy vọng, ở Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan trước, Vũ Lăng Hoa có thể hoàn thành băng thần đạo chính thống truyền thừa. Vù vù, Vũ Lăng Hoa bóp một cái pháp quyết, cả người xương khí ngất trời, hàn băng khí tức tách thả ra. Sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao thiên địa pháp tướng, băng xương xen lẫn, sáng đẹp nguy nga. Nàng chậm rãi đem tự thân băng thần đạo ẩn, hết thảy quy luật cùng linh khí, thông qua thái nhất âm dương bàn, rời đi cho Ngụy Dĩnh. Diệp Thần gặp đạo thống truyền thừa tiến hành, hơi thở ổn định, muốn đến là sẽ không có gì ngoài ý muốn, liền phái người bảo vệ hiện trường, lại ngoài định mức phái người đi ra ngoài điều tra, cái đó cứu vớt hai đuôi, kêu từ hữu dung cô gái, rốt cuộc là người nào. Người ở phương nào? Hết thảy giải quyết thỏa đáng, Diệp Thần tự đi trở lại phòng tu luyện bên trong, điều dưỡng thân thể. Dựa vào thái nhất âm dương bàn, hắn phần lớn mặt trái trạng thái, đều bị thanh liên phân thân nhận chịu, nhưng thi triển quyết tử ma nhãn và chỉ thủy kiếm đạo, mang tới tác dụng phụ, thực sự quá lớn, cần chính hắn từ từ điều tức khôi phục. Diệp Thần lại gọi ra thiên quân phong thần bia, thử nghiệm câu thông Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm tiền bối. Ta đã bắt được thanh nghiêu cổ tôn tọa độ. Tại mới vừa, Diệp Thần rời đi nhân quả, giải quyết máu tươi cắn trả vấn đề, cũng là mơ hồ cảm nhận một màn thiên cơ hình ảnh, thấy thanh nghiêu cổ tôn âm mưu thất bại, tức hộc máu hình dáng. Thanh nghiêu cổ tôn tọa độ, hoàn toàn bại lộ, Diệp Thần là rõ ràng bắt được, chuẩn bị cho biết Nhâm Phi Phàm. Ùm ùm, trong hư không,
truyền đến đáp lại. Nhưng ra Diệp Thần dự liệu, đáp lại hắn, cũng không phải Nhâm Phi Phàm, mà là một cái ánh mắt tràn đầy trí khôn, quanh thân thủy quang sông lên thiên, thiên đế hơi thở siêu tuyệt chư giới ông già. Lại là Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế tiền bối. Diệp Thần cảm giác được Nguyên Thiên Đế xuất hiện, lấy làm kinh hãi. Vậy mà nói, Nguyên Thiên Đế là sẽ không dễ dàng hiện thân, nếu không, hắn trên đời gian lưu lại quá nhiều dấu vết, thì sẽ đưa đến hồn Thiên Đế hồi phục. Bất quá lúc này, hắn nhưng là tự mình hạ xuống, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, xin lỗi. Vừa thấy mặt, Nguyên Thiên Đế lại là mở miệng nói xin lỗi. Ta nói, muốn che chở các ngươi luân hồi trận doanh, nhưng để cho người ngươi, chịu đựng mục nát kiếm tổn thương, là ta bất lực. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối không nên tự trách, vậy cũng không trách ngươi được. Hắn biết chuyện này, là Dạ Hàn, Ám Thiên Đế, Mạnh Thiên Tàn đám người âm mưu, ước chừng hao phí triệu hoàng kim nguyên ngọc, lấy này làm giá, che đậy thiên cơ, né tránh Nguyên Thiên Đế thấy rõ, cuối cùng thương tổn tới Kỳ Tư Thanh. Hơn nữa, Nguyên Thiên Đế nói muốn hộ đạo, Diệp Thần vậy không thật đần độn làm chân lý. Luân hồi trận doanh chân chính hộ đạo giả, chỉ có Nhâm Phi Phàm. Nguyên Thiên Đế có quá nhiều tính toán, hắn không phải Diệp Thần bản thân thân bằng, có thể tín nhiệm, nhưng không thể tuyệt đối tín nhiệm. Tóm lại, chuyện này là ta sơ suất trong việc giám sát, ta trách nhiệm trọng đại. Tư Thanh cô nương đạo tâm bị long đong, cái này quần ngọc tiên trì, có thể giải quyết, ta liền đưa cho ngươi. Nguyên Thiên Đế giọng vẫn là mang sâu đậm tự trách, bàn tay duỗi một cái, sử dụng một kiện pháp bảo, lại là một hoàng hồ tiên, ao nước hòa hợp như ngọc, không mang theo chút nào mài mòn, linh khí đặc biệt đậm đà. Diệp Thần một mắt dưới, liền nhận ra, cả kinh nói, đây là quần ngọc tiên trì, tiền bối, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Diệp Thần nhớ, quần ngọc tiên trì, là ở Tam Vĩ Phong Gian Mộng trong tay, hiện tại nhưng xuất hiện ở Nguyên Thiên Đế trong tay. Nguyên Thiên Đế nói, là Tam Vĩ đưa cho ta. Diệp Thần ngạc nhiên nói, nàng chịu đem chân quý như vậy pháp bảo, bỗng dưng đưa cho ngươi. Nguyên Thiên Đế nói, cũng không phải vô duyên vô cớ, nàng trước đây không lâu tới hỏi ta, chữ tình giải thích sao, nàng nói nàng cần một cái hải đăng, phòng ngừa đạo tâm bị lạc, chữ tình là mấu chốt. Ta nói cho nàng đáp án, nàng ban đầu đi tìm thiên nữ là vô dụng, thiên nữ không phải nàng hải đăng, ta cho nàng chỉ một con đường sáng, nàng đối với ta đáp án, coi như hài lòng, liền đem cái này quần ngọc tiên chỉ đưa cho ta, coi là báo đáp. Diệp Thần lại là tò mò, nói tiền bối, vậy chữ tình giải thích sao? Ai mới là Tam Vĩ chân chính hải đăng? Diệp Thần thật ra thì theo bản năng cho là mình, nhưng cũng không có bắt được bất kỳ nhân quả liên lạc, muốn đến Tam Vĩ hải đăng. Cũng không phải là hắn, vậy thì là ai? Liền hắn và thiên nữ, đều không tư cách đảm nhiệm hải đăng, cái này thế gian, còn có thể là ai? Nguyên Thiên Đế ý sâu dài cười một tiếng, nói cái vấn đề này, người sau này sẽ biết đáp án, tóm lại, cái này quần ngọc tiên trì, người trước thu cất đi, có thể giúp Tư Thanh cô nương, giải quyết đạo tâm bị long đong khốn khổ. Còn như Dạ Hàn và Ám Thiên Đế các người, thật làm ta. Nguyên Thiên Đế dễ khi dễ. Ta là không tiện ra tay, nhưng ta sẽ cắt cử chân lý gặp mặt mộ cung người ra tay trả thù. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thiên Đế giọng lộ ra lạnh lùng sát khí, như nổi giận quân vương, muốn chảy máu ngàn vạn dặm, sơn hà lật. Diệp Thần cũng là cảm thấy sâu đậm dùng mình, xem ra lần này, Ám Thiên Đế và Dạ Hàn các người, coi như là hoàn toàn chọc giận Nguyên Thiên Đế. Đây cũng là chuyện tốt, Nguyên Thiên Đế chịu ra tay, cũng có thể thuận tiện giúp luân hồi trận doanh. Giải quyết ẩn bên trong kẻ địch. Diệp Thần nhìn vậy quần ngọc tiên trì, cũng không có nhận lấy, mà chỉ nói, tiền bối, vẫn là làm phiền ngươi, tự mình giao cho Tư Thanh, ta không tiện đi không không lúc nào không. Diệp Thần sợ mình nhận lấy quần ngọc tiên trì, lại nhờ người đưa lên nói, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vẫn là để cho Nguyên Thiên Đế, tự tay đưa đến Kỳ Tư Thanh trong tay, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nguyên Thiên Đế gật gật đầu nói, cũng có thể, ta lại truyền cho ngươi một môn võ đạo, coi là bồi thường. Vừa nói, hắn thu hồi quần ngọc tiên trì, lại sử dụng một chi võ đạo ngọc giản, trên ngọc giản khắc thiên chết hiểu quyền ba chữ, có bá đạo cuồng bạo uy thế, mơ hồ từ trong đó tràn ngập ra. Diệp Thần vội nói, có quần ngọc tiên trì bồi thường, đã đủ rồi. Nguyên Thiên Đế cười khổ nói, không phải, luân hồi chi chủ,
ta là muốn nói cho ngươi, ta sắp muốn bế quan, sợ rằng không thể lại vì ngươi hộ đạo. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối, ngươi muốn bế quan. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, chết đi trí nhớ đang công kích ta, rất nhiều không rõ tội nghiệt, cũng lật tuôn ra ngoài, ta cần bế quan điều tức, nếu không tội nghiệt ăn mòn, ta có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Thiên Đế thở dài nói, năm đó ta từng đánh vào tinh không bờ bên kia, khiến cho đại lộ sụp đổ, quy luật hỗn loạn, chư thiên rơi vào mạt pháp thời đại, thiên tai hạ xuống, hàng tỷ triệu sinh linh bởi vì ta mà chết, ta tội nghiệt sâu nặng. Ta đem tương quan trí nhớ, toàn bộ tiêu diệt, để trốn tội nghiệt tâm ma, nhưng gần đây mấy ngày này, có thể là ta ra tay số lần quá nhiều, xúc động đại lộ, bị ta giết chết trí nhớ, lần nữa hồi phục, các loại không rõ tội nghiệt, cũng tuôn ra ngoài, mang cho ta cực lớn thống khổ. Nguyên Thiên Đế nói những lời này thời điểm, tựa như vậy xúc động cổ xưa thiên cơ năm tháng, đã từng mạt pháp thời đại cảnh tượng thê thảm, từng bức họa, ở Diệp Thần trước mắt lướt qua. Hắn thấy được từng cái thế giới, từng cái thời không, từng cái vũ trụ lớn, đang mãnh liệt hắc ám thiên tai hạ, toàn bộ tiêu diệt. Chết đi sinh linh, chủng tộc, không biết có nhiều ít. Vô số bi thảm gào khóc tiếng, xông vào Diệp Thần trong lỗ tai, thiếu chút nữa để cho hắn hỏng mất. Thua thiệt được hắn võ tổ đạo tâm bền bỉ, nếu không sợ rằng phải gai gâu. Cái này còn chỉ là hắn lơ đãng cảm nhận thiên cơ hình ảnh, chỉ bắt được một chút đi qua nhân quả. Mà Nguyên Thiên Đế, nhưng thuộc về những thứ này thảm thiết hình ảnh trung tâm vòng xoáy, hắn cũng là năm đó vậy trận mạt pháp tai biến người đầu tiêu, tội nghiệt chân thực quá sâu nặng, quá sâu nặng. Cái này thế gian, không có so với cái này tội nghiệt, còn muốn sâu nặng tồn tại. Nguyên Thiên Đế thừa nhận áp lực cùng thống khổ, có thể tưởng tượng được. Tiền bối, người muốn bế quan bao lâu? Diệp Thần hỏi. Ta cũng không biết, xin lỗi, luân hồi chi chủ, vốn là đáp ứng bảo vệ ngươi luân hồi trận doanh nửa năm, nhưng hiện tại chỉ có thể bị buộc ngừng, ngày này chết hiểu quyền coi là ta đưa cho ngươi nhận lỗi. Môn quyền pháp này, là ta năm đó đánh vào tinh không bờ bên kia, từ bờ bên kia trên thế giới, rớt xuống quyền pháp, uy lực vô cùng lợi hại. Tựa hồ vẫn là mở ra một cái bí tàng mấu chốt. Ta suy tính đến, cái này chư thiên bên trong, tồn tại một cái bí tàng, bị tầng tầng cấm chế phong ấn, mà đây thiên chết hiểu quyền, chính là đánh vỡ cấm chế phong ấn biện pháp duy nhất. Thế nhưng bí tàng là cái gì, ta không biết, hẳn liên quan đến tinh không trung cực cùng đại lộ khởi nguyên bí ẩn, người sau này hẳn biết gặp phải. Ta từng cầm môn quyền pháp này, giao cho võ tổ, nhưng dùng võ tổ thiên phú, hắn đều không thể lĩnh ngộ. Ta nghĩ, người thiên phú siêu tuyệt, có lẽ có thể luyện thành môn quyền pháp này. Nguyên Thiên Đế đem quyền kia pháp ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần kinh hãi, nói, liền ta võ tổ sư tôn, đều không thể lĩnh ngộ sao. Hắn nhận lấy ngọc giản, tinh thần đảo qua coi, liền cảm thấy trong ngọc giản ghi lại thiên chết hiểu quyền, đích xác là bá đạo uy mãnh, bác đại tinh thâm, có chết hiểu diệt thiên địa, xuyên qua tinh không thần uy. Nhưng nói nếu là có biết bao phức tạp nói, không hề gặp được. Chỉ ít, Diệp Thần sơ lược quét nhìn một lần, cảm giác mình vẫn có thể lĩnh ngộ. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, người có thể lĩnh ngộ. Diệp Thần chần chờ một tí, vẫn là gật đầu nói, cũng có thể, không tính là quá phức tạp. Nguyên Thiên Đế cười khổ một tí, lại là thở dài nói, không phải là không phức tạp, ngày này chết hiểu quyền, và thiên đấu đại đồ kiếm vậy phức tạp. Chỉ là ngươi đoạn thời gian này, cơ duyên phong phú, đột nhiên tăng mạnh, thiên phú năng lực vậy đi theo tiến bộ, cho nên cho dù là thiên chết hiểu quyền thâm ảo như vậy quyền pháp, ngươi cũng có thể xem hiểu. Diệp Thần kinh nghi bất định nói, phải không? Hắn nhưng là không nghĩ tới, ngày này chết hiểu quyền tu luyện độ khó, là cùng thiên đấu đại đồ kiếm vậy. Mà mình, nhưng là có thể ung dung lĩnh ngộ. Nguyên lai mình thiên phú năng lực, lại có thể tiến bộ đến loại này. Nguyên Thiên Đế nói, ngươi thiên phú, quả nhiên là chư thiên đệ nhất tồn tại, tương lai thành tựu, vậy nhất định có thể vượt qua ta và hồn thiên đế. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế giọng nói lại mang vẻ ngưng trọng, hỏi, đúng rồi, ngươi còn nhớ cửu thiên phục long ấn sao? Diệp Thần nói, tự nhiên nhớ. Vậy cửu thiên phục long ấn, đã từng là thế giới hiện thật thứ nhất người luyện thú, văn thiên đại sư pháp bảo, cũng là thập đại cổ thần khí một trong, có cực kỳ lợi hại trấn áp thần uy. Thậm chí đủ để trấn áp đuôi thú. Chỉ là, ở văn thiên đại sư sau khi chết, vậy pháp bảo vậy hóa thành nguyên thủy nguyên khí,
quy về hư thiên địa. Hiện tại Nguyên Thiên Đế nói tới, chẳng lẽ nói, pháp bảo này lại muốn lần nữa xuất thế liền sao? Quả nhiên, lại nghe Nguyên Thiên Đế nói, ta bắt được thiên cơ, gần đây đoạn thời gian này, Cửu Thiên Phục Long Ấn có thể phải lần nữa xuất thế, đó là Mục Dã gia tộc đã từng là trấn tộc bảo, cùng tinh không bờ bên kia có liên hệ cực lớn, người nếu như có cơ hội, nhất định phải cướp được tay, nếu bị người khác đoạt đi, vậy thì nguy hiểm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Mục Dã gia tộc, tinh không bờ bên kia, cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn sau lưng, lại có to lớn như vậy nhân quả. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, người chắc biết, Mục Dã gia tộc truyền thuyết chứ. Bọn họ từng là tinh không thần tộc bốn thị tộc lớn một trong, sau đó bị thần anh thụ xuống anh chủng thế gia tiêu diệt, từ đây tinh không thần tộc, chỉ có ba cái thị tộc. Mục Dã gia tộc trấn tộc bảo, vậy từ trên tinh không rơi xuống, chính là cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn. Diệp Thần gật đầu một cái, anh chủng thế gia cùng Mục Dã gia tộc đi qua, hắn đã nghe Khiếu Tinh Vân nói qua. Anh chủng thế gia gia chủ, chính là thế gian hệ hỏa phép tắc tổ nguyên, sáng lập ngọn lửa vĩ đại tồn tại, được gọi là Viêm Thiên Đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, lấy sức một mình, tiêu diệt Mục Dã gia tộc mấy chục triệu người, đắp hài cốt, đúc thành thái nhất âm dương bàn. Chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, lúc đầu Cửu Thiên Phục Long Ấn, lại là đã từng Mục Dã gia tộc trấn tộc bảo. Nếu như Cửu Thiên Phục Long Ấn xuất thế, người nhất định phải đi cướp lấy, không thể bỏ qua. Nguyên Thiên Đế lần nữa dặn dò. Ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần trịnh trọng kêu. Ừ, chờ ngươi sau này bước vào tinh không bờ bên kia, vậy nhớ mang ta theo. Nguyên Thiên Đế lại nói, hắn lúc này khắp nơi cùng Diệp Thần giao hảo, nhưng thật ra là nhìn chúng Diệp Thần tiềm chất. Hắn biết, mình cả đời này, là không thể nào bước vào tinh không bờ bên kia, hắn đã từng đánh vào qua, nhưng thảm thiết thất bại. Hắn rất rõ ràng, muốn đi tinh không bờ bên kia, có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại hắn đem hy vọng duy nhất, ký thác vào Diệp Thần trên mình, chỉ hy vọng Diệp Thần đến bờ bên kia sau đó, có thể mang thêm hắn, hắn cũng có thể chết cũng không tiếc. Diệp Thần cười khổ một tí, nói tiền bối, bây giờ nói những thứ này quá xa vời. Nguyên Thiên Đế nói, không, không rất xa, chờ ngươi giải quyết thực tế nhân quả, lại bước vào không không lúc nào không, xem Nhâm Phi phàm như vậy, một bước lên trời thành Thiên Đế chủ thần, khoảng cách tinh không bờ bên kia, cũng chỉ có một bước xa mà thôi, rất nhanh. Diệp Thần vẫn là cười khổ, nói, hy vọng đi. Nguyên Thiên Đế nói, vậy ta đi trước, chúc ngươi may mắn. Cáo từ rời đi. Diệp Thần thấy Nguyên Thiên Đế rời đi, tâm thần có chút hoảng hốt, mơ hồ tới giữa, hắn tựa hồ vậy cảm giác được, truyền thuyết kia ở giữa tinh không bờ bên kia, trên tinh không, đại lộ cuối cùng thế giới, tựa như thật xúc tu có thể đụng vậy. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại tạp niệm của nội tâm, tính hạ tâm lai, ngồi xếp bằng ngồi vững, cảm ngộ Nguyên Thiên Đế đưa cho hắn Thiên Chết Hiểu Quyền. Cửa này Thiên Chết Hiểu Quyền, chiêu thức bá đạo, khí thế hùng hồn, có nghiền bạo thiên địa tinh không, tan biến đại đạo uy nghiêm vô thượng, so với giống vậy 33 thiên thần thuật, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Diệp Thần cũng không nhịn được xúc động, không hổ là từ tinh không bờ bên kia rớt xuống đồ, quả nhiên là lợi hại. Ở cảm ngộ tu luyện một đêm sau đó, Diệp Thần liền đem Thiên Chết Hiểu Quyền tất cả bí ẩn, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Ánh nắng sáng sớm, chiếu vào trong phòng tu luyện. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thần khí dâng trào, thật giống như có xài không hết lực lượng. Diệp Thần. Vừa lúc đó, một đạo trầm hậu thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Là Nhâm Phi phàm thanh âm. Thiên quân phong thần trên bia, rốt cuộc truyền đến đáp lại. Nhâm tiền bối. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi phàm thanh âm, trong lòng vui mừng. Nhâm Phi phàm mừ một tiếng, nói, ngày hôm qua, Nguyên Thiên Đế đã đem quần ngọc tiên chỉ đưa tới, Tư Thanh cô nương không sao, Thanh Ngưu cổ tôn chỗ ở giết hại thời không, đã bị ta ra tay chém chết, nhưng hắn tự mình coi tình hình cực nhanh, đã chạy thoát thân đi nhờ cậy Dạ Hàn. Chân lý gặp mặt mộ cung bên kia, có sứ giả hạ xuống, muốn cùng chúng ta luân hồi trận doanh liên thủ, đối phó Dạ Hàn, Ám Thiên Đế, Tử Thần giáo đoàn, cổ tinh môn nhóm thế lực, ha ha, xem ra lần này, bọn họ là thật chọc giận Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần đại hỉ, nói có thật không? Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Một ngày ngắn ngủi này thời gian, không không lúc nào không bên kia, đã có kinh thiên gợn sóng bùng nổ, rồi sau đó hết thảy lại lắng xuống.
Kỳ Tư Thanh ở quần Ngọc Tiên chỉ phụ trợ, thoát khỏi đạo tâm bị long đong khốn khổ, sẽ không lại phản bội Diệp Thần. Thanh Nhiêu Cổ Tôn gặp phải cự đả kích lớn, lãnh địa bị Nhâm Phi Phàm chém chết, tự thân chạy trốn. Nguyên Thiên Đế báo thù lửa giận, cũng đã dấy lên, dưới quyền chân lý gặp mặt Mộ Cung thế lực điều động, chuẩn bị cùng Luân Hồi trận doanh hợp tác. Diệp Thần có thể cảm giác được, hiện tại toàn bộ không không lúc nào không, đều là dòng nước ngầm mãnh liệt, mưa gió quỷ quyệt. Nhâm Phi Phàm suy tính chốc lát, vẫn là nói, Diệp Thần, Luân Hồi trận doanh cần ngươi, ngươi nhanh đi không không lúc nào không, không có ngươi, Luân Hồi trận doanh không có người đáng tin cậy, khí vận nội tình cuối cùng là kém một chút, đối mặt Cổ Tinh Môn, Phong Gian gia tộc, Tử Thần giáo đoàn, Đà Đế Thiên Tông vân. Vân rất nhiều cường địch, sợ rằng một cây chẳng chống vững nhà. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói, Nhâm tiền bối, ngươi muốn ta đi không không lúc nào không? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chúng ta cũng chờ đợi ngươi, ngươi hôm nay, vậy có đầy đủ mạnh. Lớn thực lực, chỉ cần bước vào không không lúc nào không, chúng ta có thể giúp ngươi nhanh chóng bước lên thần. Còn như thế giới hiện thật, ngươi kẻ địch, chỉ còn lại Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn hai cái, chỉ cần ngươi bước lên thần, hoàn toàn có thể lấy nghịch thiên dung mạo, lại hạ xuống hồng trần, giết bọn họ. Nhâm Phi Phàm ý tưởng, là để cho Diệp Thần giành trước thần, lại tiếp tục giết Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần mắt đồng co giúp một cái, Nhâm Phi Phàm nói phương pháp, bề ngoài có thể được, nhưng ở sau lưng, hắn nhưng bắt được to lớn tai họa ngầm, lắc lắc đầu nói. Nhâm tiền bối, không được, ta chỉ là thiên huyền cảnh, nếu như phải đi không không lúc nào không, chỉ có thể vượt biên đi, không độ kiếp phi thăng, không đi qua chui luyện, căn cơ quá yếu ớt. Nhâm Phi Phàm nói, người luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, không cần sợ căn cơ yếu ớt, có thể chờ sau này tu vi đến, lại độ kiếp cũng không muộn, liền như người ban đầu, vượt biên tiến vào thái thượng thế giới như nhau, cũng là sau đó mới độ kiếp, trở thành thượng vị giả. Bất quá, ở bước vào không không lúc nào chưa từng có, người tốt nhất trước đi một chuyến Tử Hoàng Thiên Cung, đoạt lại thuộc về ngươi mồi lửa và thiên bia. Nếu không, ta sợ ngươi lên trời thành thần sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn nội tâm sợ hãi, đem những thứ này, toàn bộ giao cho Hồng Quân Lão Tổ, vậy thì thật to không ổn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, trong đầu nghĩ mồi lửa và thiên bia, đích xác là không thể đợi thêm nữa, nhất định phải mau sớm đoạt lại. Dẫu sao Đạo Đức Thiên Tôn sau lưng, còn có một cái Hồng Quân Lão Tổ. Một khi mồi lửa và thiên bia, rơi vào Hồng Quân Lão Tổ trong tay, vậy Diệp Thần còn muốn đoạt lại, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Phải biết, Hồng Quân Lão Tổ nhưng mà thiên đế bảng trước ba tồn tại, muốn từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đơn giản là nói vớ vẩn. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ta đi liền Tử Hoàng Tiên Cung một chuyến, lấy lại mồi lửa và thiên bia, nhưng còn như muốn không muốn đi không không lúc nào không, ta còn cần thận trọng cân nhắc. Mồi lửa là từ thiên hỏa mệnh tinh lưu truyền ra đồ, thiên bia lại là góp đủ 10 khối luân hồi huyền bi chỗ mấu chốt, cũng không cho sơ thất. Nhâm Phi Phàm thở dài nói, được rồi, ta tôn trọng ngươi ý kiến, ta sẽ ở không không lúc nào không chờ ngươi. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm thanh âm cùng ý chí, liền dần dần không nhìn thấy đi xuống, thiên quân phong thần bia cũng mất động tĩnh. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta trước chân áp Đạo Đức Thiên Tôn, đoạt lại mồi lửa cùng thiên bia, lại đi tiêu diệt Vũ Hoàng Cổ Đế, giải quyết thực tế nhân quả, cuối cùng lại đi không không lúc nào không cũng không muộn. Nếu là đi trước không không lúc nào không, thời không vách đá cách trở, sơn thủy vạn nặng, còn muốn hạ xuống hồng trần giết người, nơi nào có như thế dễ dàng. Nếu là thật có như thế dễ dàng, ta sớm bị Cốt Thiên Đế, Thiên Khải Chí Tôn, ma nữ bọn họ giết chết. Diệp Thần có chính hắn tính toán, lại không chịu tùy tiện vượt biên đi không không lúc nào không. Hắn sửa sang lại một tí suy nghĩ, chính là một mình lên đường, trực tiếp một mình lướt đi Tử Hoàng Tiên Cung. Hắn cũng không có mang người bất kỳ, bởi vì phất cờ giống chống nói, khẳng định kích động thiên cơ, phải bị Đạo Đức Thiên Tôn phát hiện. Nếu là Đạo Đức Thiên Tôn phát hiện, trước thời hạn có nghiêm mật phòng bị, vậy đối với Diệp Thần rất bất lợi. Ngược lại không như một mình xông giết, Diệp Thần tin tưởng lấy mình thực lực, trấn áp Tử Hoàng Thiên Cung, vậy không là chuyện không thể nào. Phải biết, hắn hiện tại phần lớn mặt trái trạng thái, cũng thông qua thái nhất âm dương bàn, chuyển gả cho Thanh Liên phân thân. Tự thân là cả người ung dung, trạng thái tốt vô cùng. Có thể Đạo Đức Thiên Tôn, cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ khôi phục được nhanh như vậy. Suy rồi.
Diệp Thần biến dạng hư không, hạ xuống đến Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên. Hắn từ trời cao bên trong, nhìn xuống Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn, liền thấy phần lớn sơn môn kiến trúc, đều đã từ hắc ám tai biến trong phế tích, khôi phục như cũ, lại khôi phục năm xưa tiên khí trôi giạt, thủy quang hòa hợp đại khí tượng. Trước đó hắc ám tai biến, tuy là bị Diệp Thần giải quyết, nhưng bởi vì phát sinh ở Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên, cho nên được lợi lớn nhất người, ngược lại là Đạo Đức Thiên Tôn. Tay này khoác thiên nghiêng đại công đức, căn bản rơi vào Đạo Đức Thiên Tôn trong tay. Diệp Thần phỏng đoán, không bao lâu, Đạo Đức Thiên Tôn cũng có thể bước lên thần. Đến lúc đó, hắn còn muốn đoạt lại mồi lửa và thiên bia, đem sẽ đặc biệt khó khăn. Hắn ngày hôm nay hạ xuống, thời gian điểm thẻ được vừa đúng lúc. Đạo Đức Thiên Tôn vẫn là một cái bán thần, lấy Diệp Thần thực lực, cho dù đối phương dựa vào địa mạch, hắn vậy đủ để áp chế. Đạo Đức Thiên Tôn, cút ra đây đi. Diệp Thần người ở Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn bầu trời, quát to một tiếng, như sấm vậy cuồn cuộn tuôn ra, chấn động thiên địa càn khôn. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, rất nhiều võ giả, đều là hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, khi thấy Diệp Thần thân ảnh to lớn, còn có tóe ra hừng hực luân hồi kim quang, tất cả mọi người đều chấn động chỉ. Nghĩ lúc đó, Diệp Thần tham gia Tử Hoàng Tiên Cung cử hành Thái Thượng Công Đức Chiến, thời điểm đó hắn, thực lực còn đặc biệt yếu ớt, hoàn toàn không thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn so sánh. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã là vô địch tồn tại, cái này thế gian, có thể cùng Diệp Thần chống lại, có lẽ cũng chỉ có bước lên thần sau Vũ Hoàng Cổ Đế. Còn như Đạo Đức Thiên Tôn, chỉ là một bán thần, làm sao cùng Diệp Thần chống lại. Ở Diệp Thần thanh âm truyền ra sau đó, Đạo Đức Thiên Tôn mang mấy trưởng lão, phi thân đi ra. Khi thấy Diệp Thần bóng người, chỉ có một thân một mình, bọn họ đều ngây dại. Diệp Thần, chỉ có một mình ngươi sao? Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt run lên, không dám tin tưởng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, đúng vậy, muốn trấn áp các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung, ta một người đủ rồi, Hồng Quân Lão Tổ mới vừa trợ lực Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần, hẳn không năng lực sẽ giúp các ngươi chứ. Không có Hồng Quân Lão Tổ trợ lực, các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung, lấy cái gì cùng ta đánh? Nghe Diệp Thần lần này cuồng ngông giọng điệu bá đạo, Đạo Đức Thiên Tôn và vậy mấy trưởng lão, còn có phía dưới rất nhiều các đệ tử, đều là chấn động. Nơi này chính là Tử Hoàng Tiên Cung địa bàn, vô số kỷ nguyên tới nay, cho tới bây giờ không có ai, dám ở chỗ này càn rỡ. Một cái trưởng lão không nhịn được, động thân đi ra, quát lên, càn rỡ. Tiểu tử, người có biết hay không? Phốc xích. Trưởng lão kia lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cái ánh mắt quét qua, hắn thân thể lại đột nhiên bạo diệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi tung tóe. Diệp Thần cũng không có dùng quyết tử ma nhãn, hiện tại hắn ánh mắt còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn, là không chịu nổi ma nhãn sử dụng giá cao. Hắn là dựa vào luân hồi huyết mạch bản thân uy áp, một cái ánh mắt, liền đem vậy có vô lượng cảnh hậu kỳ thực lực trưởng lão, trực tiếp nghiền nổ. Thấy một màn này, toàn trường tất cả Tử Hoàng Tiên Cung đệ tử, đều là xôn xao, một phiến chấn động chỉ, run lẩy bẩy. Coi như là Đạo Đức Thiên Tôn cái này cái bán thần, cũng không khả năng dùng một cái ánh mắt, liền tiêu diệt vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhưng Diệp Thần, nhưng là có thể làm được dễ dàng. Thủ đoạn này, đã nghịch thiên. Đạo Đức Thiên Tôn, cây đuốc loại và thiên bia giao ra đi, ta xem ở yêu cơ mặt mũi, sẽ không đả thương ngươi. Ngươi cầm thuộc về đồ ta, quy về trả cho ta, sau này ngươi chính là ta luân hồi trận doanh chỗ thượng khách, mọi người vẫn là bằng hữu. Diệp Thần giọng lại hoãn hòa một chút. Tới, khuyên. Đạo Đức Thiên Tôn ngũ quan vặn vẹo, vui vẻ cười to, nói, Diệp Thần, người vô địch, vài ba lời, vừa muốn đem mạng của ta tử đều lấy đi, nơi nào có như thế dễ dàng. Ở ta Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên, người coi như lại không địch, vậy không tư cách cản rỡ. Tiếng nói rơi xuống, Đạo Đức Thiên Tôn cả người khí lưu nổ, bán thần khí thế, phóng lên cao, mơ hồ cùng đại lộ đồng tình. Chí cao đại lộ. Rủ xuống hạ từng cái quy luật thác nước, cuồn cuộn như sao sông, thủy quang vạn nặng, tuy là bán thần quy luật, nhưng nơi lộ ra uy áp, lại có thể không kém gì chân thần. Điều này hiển nhiên là bởi vì là, Đạo Đức Thiên Tôn có địa mạch gia trì, coi như chỉ là bán thần, bộc phát ra thực lực, vậy cùng chân thần kém không nhiều. Tím Hoàng Thiên kiếm chém. Đạo Đức Thiên Tôn vung tay lên, một đạo kiếm quang tiêu xạ nhi ra, mang cuồng bạo mồi lửa uy áp.
còn có Tử Hoàng Tiên Cung tích lũy vạn thế địa mạch năng lượng, hung hăng chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được liền thần đạo cảnh lực lượng, ngang ngược vô cùng. Bất quá, hắn không sợ chút nào. Hắn dám một mình tới, tự nhiên là có nắm chắc tất thắng. Đại Mộ Thần Kiếm, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, tiện tay chính là một chiêu Đại Mộ Thần Kiếm chém ra, cuồn cuộn thiên táng sát khí, như thác vải nghịch sông lên, chỉ là một kiếm, liền đem Đạo Đức Thiên Tôn bảo chém mà đến kiếm quang, toàn bộ nghiền tiêu diệt. Thậm chí, kinh khủng kia thiên táng kiếm khí, còn mang cường thịnh uy lực còn lại, tập sát hướng Đạo Đức Thiên Tôn tự mình. Đạo Đức Thiên Tôn mắt đồng co rúc lại, vội vàng lui về phía sau, lấy một cái khá là chật vật tư thái, mới khó khăn lắm tránh thoát Diệp Thần kiếm chém. Chung quanh các trưởng lão, còn có phía dưới rất nhiều cường giả, loạn thành một đoàn. Mau mở bảo vệ đại trận. Tất cả sát trận, toàn bộ mở, không cần để ý nguyên ngọc tiêu hao. Ngày hôm nay phải tiêu diệt Luân Hồi chi chủ, ta Tử Hoàng Tiên Cung đạo thống, không thể hủy ở trong tay hắn. Từng đạo thanh âm hỗn loạn, hỗn hợp vang lên, tất cả trưởng lão các hộ pháp, rối rít đi mở khai tất cả loại trận pháp, lại có người đem chăn nuôi nhiều năm tất cả loại thần thú, toàn bộ thả ra ngoài, còn có rất nhiều hơn bị niêm phong con rối, cũng khởi động đi ra. Nếu như cho bọn họ đầy đủ chuẩn bị thời gian, những thủ đoạn này, có thể sẽ mang cho Diệp Thần không thiếu phiền toái. Nhưng hiện tại, Diệp Thần là đột nhiên giết tới, Tử Hoàng Tiên Cung căn bản không có phòng bị, vội vàng tới giữa phản kích, coi như có thể tạo được hiệu quả, vậy cần thời gian. Vào lúc này, Diệp Thần cũng có thể cầm Đạo Đức Thiên Tôn giết chết. Diệp Thần không cùng Tử Hoàng Tiên Cung phản kích, lập tức một kiếm hướng Đạo Đức Thiên Tôn tích đi, vẫn là Đại Mộ Thần Kiếm, trên thân kiếm có bữa long hư ảnh quanh quẩn, Diệp Thần đã mở ra Thiên Long Nguyên Thể và Long Đằng Mệnh Tinh, siêu phàm lực lượng đang nổ. Đạo Đức Thiên Tôn tuy là bán thần, nhưng đối mặt Diệp Thần như vậy mãnh liệt một kiếm, cũng không cách nào ngăn cản, lật đật bên trong, đành phải gọi ra thiên bia, đang đích một tiếng, mới khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thần một kiếm. Hai người giao phong còn không mấy lần hợp, Diệp Thần liền đem Đạo Đức Thiên Tôn lá bài tẩy ép đi ra, hai người thực lực sai biệt lớn, có thể gặp một ban. Gọi ra thiên bia, Đạo Đức Thiên Tôn mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Đây là đồ ta, người không tư cách chiếm đoạt. Diệp Thần nhìn chằm chằm thiên bia, có thể cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, kịch liệt sao động lên. Thậm chí, viêm bia, trần bia, phong bi vân. Vân, chín khối luân hồi huyền bi, vậy toàn bộ nổi lên, như tinh thần vậy vây quanh hắn thân thể, cùng ngày trước bia đồng tình. Ngày trước bia, là cuối cùng một khối luân hồi huyền bi, là thuộc về Diệp Thần đồ. Chỉ cần có thể đoạt lại, hắn luân hồi huyết mạch, liền có thể khôi phục nguyên vẹn. Suy rồi. Diệp Thần khua kiếm lại nhanh chém ra, chỉ muốn đánh tan Đạo Đức Thiên Tôn, đoạt lại thiên bia. Đạo Đức Thiên Tôn cảm giác sâu sắc áp lực, không nghĩ tới mình dựa vào Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch khí vật, thậm chí đã gọi ra thiên bia, đối mặt Diệp Thần kiếm, vẫn là cảm thấy cố hết sức. Thiên bia hóa trận, tinh trận bao phủ, sắc. Nguy cấp bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn bóp một cái pháp quyết, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào thiên trên bia mặt. Hắn cũng không thể nắm trong tay thiên bia, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, cũng có thể điều động chút lực lượng. Ông một tiếng, thiên bia kịch liệt chấn động đứng lên, mơ hồ nổi lên một đạo ngôi sao đồ đằng. Vậy đạo tinh thần, chính là luân hồi thất tinh bên trong, nhất là vĩ đại, thần bí nhất, nhất là nóng rực thiên đế gia lệnh tinh. Thiên đế gia lệnh tinh, thật ra thì liền núp ở thiên bia bên trong. Lúc ban đầu thời điểm, thiên đế gia lệnh tinh tách thả ra chói lọi, băng thần Vũ Lăng Hoa đích gia tộc, đạt được bồi bổ, lột xác thành thiên đế gia tộc. Thiên đế gia tộc gia chủ Vũ Tháng, cũng chính là Vũ Lăng Hoa nương thân, sáng lập cổ tinh môn. Bất kể là thiên đế gia tộc, vẫn là cổ tinh môn, đều là tại thiên đế mệnh tinh ban phúc ân huệ hạ, mới đản sanh ra thế lực. Lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn tiêu hao tự thân máu tươi, lại là từ thiên bia bên trong, đào đào ra một chút thiên đế gia lệnh tinh trói lọi, hóa thành một cái to lớn tinh trận. Cái này tinh trận, hàng tỷ tinh thần tô điểm, mênh mông như vũ trụ lớn, có kinh thiên thần uy. Mỗi một điểm tinh quang, đều mang chí cao thiên đế uy áp, làm người ta rung động. Đó là thiên đế gia lệnh tinh lực lượng. Đạo Đức Thiên Tôn điều động ra lực lượng, có thể liền một phần tỷ cũng không có, nhưng bộc phát ra mãnh liệt uy thế, vậy đủ để đem một cái hạ vị thần giết chết.
Diệp Thần bị tinh trận bao phủ, cảm thấy từng cơn áp lực, nhưng cũng không có nguy cơ sinh tử. Vậy các loại ánh sao, xuyên qua tới, lại không có đối hắn thân thể, tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại thành một cổ bổn nguyên năng lượng, hội tụ nhập hắn trong đan điền. Cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn thấy một màn này, tại chỗ sợ ngây người. Hắn vốn còn muốn, lợi dụng Thiên Bia Thiên Đế ra lệnh tinh lực tính, đem Diệp Thần giết. Chết! Nhưng nào nghĩ tới, những ngày đó đế mệnh tinh lực lượng, căn bản không thương tổn tới Diệp Thần, ngược lại thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Ha ha ha! Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, người lão hổ bôi, Thiên Bia và Thiên Đế ra lệnh tinh, đều là ta trong huyết mạch đồ, lại làm sao có thể thương tổn tới ta? Ta nói, ngày này bia là ta, người không tư cách chiếm đoạt. Diệp Thần trong tiếng cười lớn, tay phải siêu phàm long khí dâng trào, hóa thành long chảo, chụp vào Thiên Bia. Tay trái một quyền đánh ra, mang kinh thiên động địa bá đạo thần uy, chính là Thiên Chết Hiểu Quyền. Ngày này Chết Hiểu Quyền một giết ra, bầu trời ngay tức thì chết hiểu diệt, nguyên bản Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn bầu trời xanh thẳm, lập tức toàn bộ nổ tung, không gian bể tan tành, nổi lên vô cùng hư không chảy loạn, ngày tận thế tai biến giống như một lần nữa hạ xuống. Diệp Thần quả đấm, uy lực thật là bạo diệt thiên địa, quá kinh khủng. Cái này vô cùng một quyền, hung hăng đánh phía Đạo Đức Thiên Tôn đầu. Đạo Đức Thiên Tôn hoảng hốt, chỉ cảm thấy một quyền này, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế tới, cũng không thể chịu được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể học biết liền như thế cường đại quyền pháp, thiên địa chết hiểu diệt, hắn Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch khí vận, cũng là tan vỡ, không cách nào lại là hắn cung cấp bất kỳ trợ lực. Ở Diệp Thần một quyền này hạ, Đạo Đức Thiên Tôn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Thanh Hồng Thần Tinh, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Đạo Đức Thiên Tôn sử dụng một ngôi sao, phía trên tràn ngập vận mệnh đại đạo hơi thở, màu xanh mang khí nhô lên, hóa thành thiên điều vạn điều cầu vồng, đặc biệt nguy nga. Lại là vận mệnh thất tinh bên trong Thanh Hồng Thần Tinh. Diệp Thần thấy viên này Thanh Hồng Thần Tinh, cũng là khá để ý bên ngoài. Viên này Thanh Hồng Thần Tinh, hắn nhớ là ở Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, là Hồng Quân Lão Tổ ban thưởng tới đồ. Muốn đến là Vũ Hoàng Cổ Đế bước lên thần thành công, cho nên trả lại Thanh Hồng Thần Tinh, ngôi sao này liền rơi vào Đạo Đức Thiên Tôn trong tay. Phịch! Diệp Thần Thiên Chết Hiểu Quyền, hung hăng đánh vào Thanh Hồng Thần Tinh phía trên, đem viên tinh cầu này, cũng đánh được nứt ra, khí lưu nổ. Dựa vào Thanh Hồng Thần Tinh, Đạo Đức Thiên Tôn miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thần một quyền, tránh được một kiếp, mang thiên bia liên tiếp lui về phía sau, hình dáng đã là vô cùng chật vật. Diệp Thần tay một chảo, liền đem Thanh Hồng Thần Tinh thu tới trong tay, cười lạnh nói. Cái này Thanh Hồng Thần Tinh, là một trong vận mệnh thất tinh, cũng là ta luân hồi trận doanh đồ, vừa vặn vật quy nguyên chủ. Hắn lập tức liền đem Thanh Hồng Thần Tinh thu. Đạo Đức Thiên Tôn thấy một màn này, chỉ khí được gương mặt vặn vẹo, ngũ quan phát run, nhưng vậy không thể làm gì. Diệp Thần dưới mắt thực lực quá kinh khủng, hắn đã hoàn toàn không phải địch thủ, đừng nói Thanh Hồng Thần Tinh, thậm chí liền mồi lửa và thiên bia, đều phải bị Diệp Thần đoạt trở về. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, tất cả đệ tử, hộ pháp, các trưởng lão, sắc mặt cũng là trắng được cùng giấy như nhau, hoàn toàn bị Diệp Thần thực lực rung động, tất cả mọi người đều ở run lẩy bẩy. Diệp Thần mới vừa Thiên Chết Hiểu Quyền uy thế, cả ngày không mặt đất cũng có thể nghiền bạo, còn có ai là địch thủ của hắn. Tất cả người, đều cảm thấy một cổ thấu xương bi thương cùng lãnh ý. Ung ung. Vừa lúc đó, bầu trời phương xa, nhưng là đột nhiên truyền tới kinh người dị tượng. Chỉ gặp 9 con thần long, treo trên bầu trời bào hiếu, tới dương nanh múa vuốt, bùng nổ vạn nặng thần huy, ngàn tầng thụy hà, vô số kim quang tách thả ra, sáng đẹp nguy nga. Cửu long treo trên bầu trời dưới, từng cây một long chảo quấn quanh, tựa hồ vây quanh một tôn ấn tỷ. Đó chính là trong truyền thuyết cửu thiên phục long ấn. Thấy cái này cổ dị tượng, Tử Hoàng Thiên Cung mọi người đều kinh. Đó là cái gì? Là cổ thần khí, cửu thiên phục long ấn. Đã quay về khư cửu thiên phục long ấn, hôm nay lần nữa xuất thế. Trời ạ, cái này lần nữa xuất thế cửu thiên phục long ấn, hơi thở tựa hồ so với trước kia lợi hại hơn. Mọi người thấy phương xa động trời khí tượng, cũng tao động, mơ hồ lại bắt được thiên cơ. Cái này cửu thiên phục long ấn, tựa hồ là bọn họ duy nhất phá cuộc cơ hội, là duy nhất giết ngược Diệp Thần hy vọng. Đạo Đức Thiên Tôn vậy dòm ngó hôm nay cơ hội,
cả người phát run, trong đầu nghĩ, cái này cửu thiên phục long ấn, nếu như ta lấy được, ta có thể lập tức bước lên thần, chờ ta thành chân thần, lại chấp trưởng cổ thần khí, nói không chừng có thể giết ngược thằng nhóc này. Nghĩ như vậy, đạo đức thiên tôn trong mắt cũng là lướt qua một chút vẻ hung ác, hướng Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều cường giả quát lên. Cho ta ngăn lại hắn. Dứt lời, đạo đức thiên tôn xoay người bay khỏi đi, hướng cửu thiên phục long ấn khí tượng phát ra phương hướng bay đi. Diệp thần lấy làm kinh hãi, hắn sớm nghe Nguyên Thiên Đế nói qua, cửu thiên phục long ấn sắp xuất thế, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xuất hiện. Càng để cho Diệp thần cảm thấy kinh ngạc, là cửu thiên phục long ấn hơi thở, cùng so với trước kia, cường đại rất nhiều, vậy cổ cửu long huyền không uy thế, để cho hắn đều cảm thấy áp lực. Nếu là để cho đạo đức thiên tôn, bắt được cửu thiên phục long ấn mà nói, Diệp thần thì phiền toái, rất có thể bị giết ngược. Hủy diệt chi kiếm, giết. Diệp thần ánh mắt run lên, nhìn đạo đức thiên tôn muốn chạy trốn bóng người, lập tức một kiếm cách không giết ra, cuồng loạn hủy diệt kiếm khí gió bão, hung hăng gào thét ra. Bảo vệ trưởng giáo đại nhân. Rất nhiều Tử Hoàng Tiên Cung các võ giả, biết tình hình gay gắt, chỉ có trì hoãn ở Diệp thần, là đạo đức thiên tôn tranh thủ thời gian, mới có một đường sinh cơ. Rất nhiều võ giả, liều mạng phóng lên cao, cấu trúc người lớn tường, ngăn cản Diệp thần kiếm khí. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp thần hủy diệt kiếm khí gió bão nghiền đi giết, kiếm khí chảy loạn ngang dọc, đem từng đạo thân thể con người, toàn bộ vặn cắt được máu thịt mô hồ, không biết giết bao nhiêu người. Nhưng, càng nhiều người hơn, vọt tới, liều mạng che chở đạo đức thiên tôn rời đi. Diệp thần kiếm khí ngang dọc, giết lung tung loạn chém, vô số thi thể từ không trung đánh mất, mưa máu nhiễm đỏ toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn. Đáng chết! Diệp thần khẽ cắn răng, nhưng gặp ở vô số Tử Hoàng Tiên Cung võ giả liều mạng dưới sự che chở, đạo đức thiên tôn vẫn là đã đi xa, không gặp bóng dáng. Diệp thần thấy vậy cửu long huyền không khí tượng, biết đạo đức thiên tôn, nhất định là cướp đoạt cửu thiên phục long ấn. Cái này cửu thiên phục long ấn, cũng không thể rơi vào bên ngoài trong tay người, ta nhất định phải cướp lấy. Diệp thần nghĩ thầm, cũng không đoái hoài được tiêu diệt Tử Hoàng Tiên Cung, vậy trực tiếp hướng cửu thiên phục long ấn khí tượng phát ra phương hướng, cấp tốc phá không bay đi. Nguyên Thiên Đế cùng hắn nói qua, cái này cửu thiên phục long ấn sau lưng, có tinh không bờ bên kia nhân quả, là ngày xưa Mục Dã gia tộc trấn tộc bảo. Chân quý như vậy cơ duyên, Diệp thần tự nhiên muốn đoạt lấy. Hơn nữa, hắn Thiên Đế linh khiếp bên trong, còn phong ấn một đầu bán vĩ, từ đầu đến cuối không có thuần phục. Nếu như có thể đạt được cửu thiên phục long ấn, Diệp thần là có thể thuần phục bán vĩ, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan, hắn cùng quyết chiến, cũng có thể hơn một phần thành coi là. Cửu thiên phục long ấn khí tượng, là từ trên trời thiên phát ra. Diệp thần lúc này đi thiên ngoại thiên, phá toái hư không, rất nhanh hạ xuống đến cửu thiên phục long ấn khí tượng nguyên địa, đó là một cái đặc biệt địa phương vắng vẻ, chung quanh bao phủ tầng tầng khói mù, tọa độ đặc biệt bí mật. Nếu như không phải là bởi vì cửu thiên phục long ấn xuất thế, Diệp thần căn bản không sẽ hạ xuống đến chỗ này. Cái này mảnh đất giới, chu vi có mấy chục ngàn bên trong, 10 phần rộng lớn, địa giới lối vào, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc anh trùng thánh địa 4 chữ. Cái này phiến anh trùng thánh trong ruộng, trồng đầy cây anh đào, phi sắc hoa anh đào, theo gió tung bay, mùi thơm xông vào mũi, rất là xinh đẹp. Ở nơi này phiến anh trùng thánh địa bên trong, vậy cuộc sống rất nhiều người, bọn họ quá bình tĩnh ngày, chỉ theo trước cửu thiên phục long ấn. Ở chỗ này xuất thế, tất cả bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Thiên ngoại thiên và thái thượng thế giới, rất nhiều người thấy được thần khí xuất thế đại khí tượng, rối rít phong tỏa tọa độ, hạ xuống đến chỗ này. Anh trùng thánh địa bên trong, rất nhiều thủ hộ giả cũng bay ra, canh giữ ở lối vào, nhưng là không cho người bất kỳ tiến vào. Diệp thần thấy anh trùng thánh địa 4 chữ, đầu ông tắc hưởng, trong thoáng chốc bắt được thiên cơ. Chỗ này, là anh trùng thế gia hậu nhân lãnh địa. Diệp thần nội tâm chấn động, hắn sớm nghe Khiếu Tinh Vân nói qua, anh trùng thế gia truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu ở thiên ngoại thiên bên trong, cũng có anh trùng thế gia hậu nhân. Không cần thiết đã lâu, anh trùng thánh địa lối vào, đã có hơn ngàn cái võ giả tụ tập, đều là văn phong tới, muốn cướp lấy cửu thiên phục long ấn cơ duyên người. Ở nơi này bên trong, Diệp thần còn thấy được vạn khư đệ tử bóng người. Bất quá thật may, Diệp thần là thói quen che giấu hơi thở.
tạm thời còn không có bại lộ luân hồi thân phận, vậy không người lưu ý hắn, đều ở đây cùng anh chủng thánh địa canh phòng tranh chấp trước. Các ngươi anh chủng thánh địa, lai lịch ra sao, làm sao một chút thiên cơ dấu vết, cũng bắt không tới. Bỏ mặc các ngươi lai lịch gì, cửu thiên phục long ấn xuất thế, này cùng thần khí, còn có thể người cư chi, các ngươi nghỉ muốn nuốt một mình. Mau thả chúng ta đi vào. Rất nhiều võ giả cãi và trước, những cái kia anh chủng thánh địa canh phòng, khổ khổ khuyên ngăn trở, chỉ nói mình là đã sớm lánh đời ẩn cư thượng cổ gia tộc, không muốn giao thiệp với ngoại giới phân tranh, cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Đám người bị ngăn cản, một ít cường đại võ giả, trực tiếp không để ý khuyên can, cứng rắn vọt vào. Anh chủng thánh địa canh phòng, đi liền đuổi theo, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, không gặp có đạo đức thiên tôn bóng người, muốn đến đối phương đã sớm cứng rắn xông vào. Lấy đạo đức thiên tôn thực lực, hắn đi trước một bước, thì có thể nhanh chân giành trước, cướp được cửu thiên phục long ấn, vậy Diệp Thần cái gì cũng không có. Diệp Thần lập tức vậy dự định xông vào, lại nghe ông một tiếng, anh chủng thánh địa bên bờ, dâng lên một tầng cấm chế vòng bảo vệ, tất cả muốn cứng rắn xông người đi vào, đụng vào trên vòng bảo vệ, kích động cấm chế, gặp phải từng cái sấm sét tích xiết, tại chỗ liền hét thảm lên. Những cái kia anh chủng thánh địa canh phòng, thấy cấm chế vòng bảo vệ mở, vậy là đặc biệt giật mình. Hiển nhiên tầng này cấm chế, coi như là thánh địa lá bài tẩy vậy tồn tại, ngày thường tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Các vị, xin an chớ nóng. Lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ trong thánh địa truyền ra. Chỉ gặp một cái cô gái đồ xanh, khí chất cao nhã, tướng mạo tươi đẹp, thành thực rậm chân ra. Gặp qua tiểu thư, rất nhiều canh phòng, lật đật hướng vậy cô gái đồ xanh thi lễ. Cô gái đồ xanh mặt mang ôn hòa vẻ, hướng tại chỗ võ giả nói, tại hạ anh chủng điệp, là nơi đây thánh địa đứng đầu con gái, gặp qua chư vị. Có võ giả không nhịn được nói, bỏ mặc ngươi là ai, nhanh chóng lăn, các ngươi cái gì anh chủng thánh địa, nếu là dám tư nuốt cửu thiên phục long ấn, ta vạn khư không tha cho các ngươi. Võ giả này là tới từ vạn khư. Lại có giống vậy vạn khư xuất thân võ giả kêu lên, không sai, này cùng thần khí cơ duyên, chỉ có ta vạn khư thần điện, mới có tư cách chấp trưởng. Nhưng lại có người châm chọc nói, các ngươi vạn khư thần điện, còn phách lối chút gì, sợ rằng không bao lâu sẽ bị luân hồi chi chủ xúc diệt chứ. Ngươi nói gì sao? Mấy cái vạn khư võ giả tức giận, tình cảnh cũng nhanh mất khống chế. Anh chủng điệp ôn ngôn nói, các vị không cần táo bạo như vậy, cửu thiên phục long ấn này cùng cơ duyên, đích xác là còn có thể người cư chi, ta anh chủng thánh địa sẽ không tư nuốt. Nàng thanh âm ôn nhu, nhưng lại có một cổ cấp trên lực lượng, toàn trường lập tức liền an tĩnh lại. Anh chủng điệp liền nói tiếp, chỉ là... Cửu thiên phục long ấn ở ta anh chủng thánh địa ra đời, đây là ta anh chủng thế gia, tuyệt đối không có nghĩ tới. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cửu thiên phục long ấn là mục giã gia tộc chí bảo, năm đó mục giã gia tộc, lại bị anh chủng gia chủ Viêm Thiên Đế tàn sát, hôm nay cái này ấn tỷ, hạ xuống ở chỗ này, cũng là bởi vì quả sâu xa. Anh chủng điệp nói, bởi vì ta thánh địa bên trong, vùng cấm kỵ phong phú, không thích hợp đối người bên ngoài mở cửa. Cho nên... Ta để cho các vị đi vào có thể, nhưng các vị phải bảo đảm, trừ vậy cửu long chi địa bên ngoài, chỗ khác, các ngươi nhất luật không cho phép bước vào. Đám người trong đầu nghĩ, yêu cầu này cũng không coi là quá đáng, liền rối rít gật đầu nói phải. Anh chủng điệp lại nói, ngoài ra, muốn bước vào cửu long chi địa, tranh đoạt cơ duyên người, tu được nộp trước 5 viên thượng phẩm nguyên ngọc, dẫu sao các ngươi ở ta thánh trong ruộng, tranh đấu giết hại, chúng ta vậy rất là nhức đầu, hy vọng các vị thông cảm. 5 viên thượng phẩm nguyên ngọc vào sân chi phí, vậy coi như hợp lý, dám hạ xuống, tranh đoạt cơ duyên, đều là đối tự thân thực lực, có nhất định tự tin người, cái này bút chi phí tự nhiên có thể xuất nổi. Lập tức, đám người liền rối rít nộp nguyên ngọc, bước vào anh chủng thánh địa, đi vậy cửu long chi địa, tranh đoạt cơ duyên. Diệp Thần biết nơi này là anh chủng thế gia địa phương, cho nên nếu như có thể an ổn tiến vào, cũng không muốn xúc phạm xông vào, lập tức liền thoáng biến đổi dung mạo. Ẩn núp ở luân hồi hơi thở, miễn được kinh thế hãi tục, đàng hoàng xếp hàng đóng tiền tiến vào. Còn như đạo đức thiên tôn, tuy đích xác là trước Diệp Thần một bước, nhưng cửu thiên phục long ấn, cuối cùng thuộc về ai, còn muốn xem tất cả khí vận của người. Diệp Thần đem 5 viên nguyên ngọc, giao cho anh chủng điệp trong tay, liền muốn tiến vào. Chậm! Nhưng bỗng nhiên, anh chủng điệp gọi lại Diệp Thần,
mắt đẹp lại thấm ra một chút lăng lệ chi ý, ở Diệp Thần trên mình quan sát, nói. Ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghe được nàng điểm phá mình thân phận, ngược lại cũng 10 phần bất ngờ. Toàn trường các võ giả, cũng là xôn xao, ánh mắt rối rít nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần phải ra tay, cướp đoạt Cửu Thiên Phục Long Ấn mà nói, vậy bọn họ có thể tranh đoạt thành công cơ hội, vô hạn tiến gần tại linh. Dẫu sao ai khí vận, cũng không cách nào cùng Diệp Thần so sánh. Diệp Thần còn không đáp lại, vậy anh chủng Điệp giọng đã nghiêm nghị, nói, nơi này không hoan nghênh ngươi, luân hồi chi chủ, mời ngươi rời đi. Nàng lui về phía sau 2 bước, mấy người lính gác sải bước tiến lên, hướng Diệp Thần làm một mời rời đi động tác tay, hiển nhiên vậy không hoan nghênh Diệp Thần. Diệp Thần có vẻ nghi ngờ, hắn nhớ Khiếu Tinh Vân nói qua, anh chủng thế gia là tôn phụng luân hồi, gia chủ Viêm Thiên Đế, đối luân hồi vậy tôn sùng chu toàn. Làm sao hiện tại, anh chủng Điệp nhưng muốn đuổi người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ta không đi đâu. Cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn cơ duyên, coi như Diệp Thần không có được, đều không thể để cho Đạo Đức Thiên Tôn bắt được. Nếu không, Đạo Đức Thiên Tôn dựa vào thần khí này, giết ngược hắn mà nói, vậy cũng thật to không ổn. Anh chủng Điệp lặp lại, mời ngươi rời đi. Diệp Thần có thể cảm nhận được anh chủng Điệp phòng bị, còn có chung quanh thủ vệ địch ý, bọn họ đối mình cái này luân hồi chi chủ, thái độ có thể nói là tương đương không thân thiện. Diệp Thần vốn định phát tác, nhưng nhớ tới Khiếu Tinh Vân, cũng không muốn tổn thương anh chủng thế gia người, liền hạ thấp tư thái, giọng hòa hoãn nói. Anh chủng tiểu thư, ta chỉ là đi vào tranh đoạt thần khí, tuyệt sẽ không xúc phạm các ngươi anh chủng thánh địa, xin ngươi hãy cho đi. Anh chủng Điệp nghe nói như vậy, lại nghĩ tới Diệp Thần đủ loại cường đại truyền thuyết, nên cũng không dám thật quá mức cương quyết. Nếu không, Diệp Thần làm khó dễ, sợ rằng mấy hơi thở thời gian, liền có thể san bằng anh chủng thánh địa, giết sạch tất cả người. Cuối cùng, anh chủng Điệp vậy thỏa hiệp, nói, ngươi đi vào có thể, nhưng trừ Cửu Long chi địa, chỗ khác, đều không thể đi, biết không? Diệp Thần nói, biết, đa tạ anh chủng tiểu thư châm trước. Anh chủng Điệp gật đầu một cái, liền nghiêng người nhường ra một con đường, để cho Diệp Thần tiến vào. Diệp Thần sải bước vào, xếp hạng hắn phía sau mấy cái vạn khư võ giả, chính là run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám tiến vào, quay đầu chạy. Dẫu sao, bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ, hiện tại luân hồi cùng vạn khư quyết chiến sắp tới, nếu là Diệp Thần ra tay, bọn họ nhất định phải chết, nơi nào còn dám cùng Diệp Thần cướp đoạt cơ duyên. Toàn bộ vạn khư, có tư cách cùng Diệp Thần tranh đoạt, chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế đang bế quan. Lần này Cửu Thiên Phục Long Ấn cơ duyên tranh đoạt, chỉ có là Diệp Thần và Đạo Đức Thiên Tôn 2 người. Diệp Thần bước vào anh chủng thánh địa, đầu tiên thấy, là một tòa thật to điêu xem, đứng sừng ở thánh địa trên quảng trường. Đó là Viêm Thiên Đế điêu xem. Vậy điêu giống điêu công, hồn nhiên sẵn có, thở mạnh đơn giản, đem Viêm Thiên Đế uy mãnh thô bạo, điêu khắc được trông rất sống động, Diệp Thần cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Chúng ta là trên trời chân thần, vào các ngươi một cái nho nhỏ địa phương rách, còn muốn nộp nguyên ngọc sao? Vừa lúc đó, Diệp Thần nhưng là nghe được, thánh địa lối vào, truyền đến cãi vả thanh âm. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một nam một nữ. Nam sừng trâu dài, tầm vóc tục tằng cuồng dã, cả người bắp thịt như bằng sắt vậy nổi lên đi ra, giữa eo treo một cái lưỡi rìu, trên cánh tay quấn đầy lông xù lông đen. Lại là Thanh Ngưu Cổ Tôn. Cô đó, thì người mặc đạm nhã thuần màu sắc váy đầm dài, tà áo theo gió tung bay, tóc dài xõa vai, tóc xanh như suối, sắc mặt xinh đẹp, nhưng là tam vĩ phong gian mộng. Phong gian mộng khí chất, so với trước kia lại thanh thuần đạm nhã liền một ít, ở trên người nàng, đã không nhìn ra chút nào đuôi thú không rõ hơi thở, chỉ có tinh khiết gái trinh phong nhã. Nàng yểu điệu thân thể, cùng Thanh Ngưu Cổ Tôn đứng chung một chỗ, tương phản lớn vô cùng, phá lệ hấp dẫn người con ngươi. Nàng Hải Đăng, không phải là Thanh Ngưu Cổ Tôn chứ? Diệp Thần khó hiểu nhớ lại Nguyên Thiên Đế mà nói, ra đầu phát nổ, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phong gian mộng đi tìm Hải Đăng, chẳng lẽ cuối cùng lại tìm tới Thanh Ngưu Cổ Tôn? Bất quá suy nghĩ một chút, chuyện này hẳn không có thể. Thanh Ngưu Cổ Tôn xuất thân Hàn Vi, chỉ là phong thần thiên tôn ngày xưa một con Thanh Ngưu thú cưỡi, phong gian mộng nhưng mà thế gian kinh khủng nhất đuôi thú. Coi như muốn tìm Hải Đăng, cũng không khả năng tìm được Thanh Ngưu Cổ Tôn trên mình.
Thanh Nhiêu Cổ Tôn là thượng vị thần, bất quá ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắn hôm nay có thể phát huy ra thực lực, tối đa chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Diệp Thần tâm tư đại động, hắn cùng Thanh Nhiêu Cổ Tôn, thù oán không thể bảo là không thâm hậu, nếu có thể có chém chết Thanh Nhiêu Cổ Tôn cơ hội, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, cũng có thể thuận tiện giúp Bắc Minh Thiên Đế trả thù. Thanh Nhiêu Cổ Tôn và Phong Gian Mộng, tựa hồ cũng là muốn tiến vào anh chủng thánh địa, tranh đoạt Cửu Thiên Phục Long ấn cơ duyên, nhưng bị anh chủng Điệp ngăn cản, cần nộp vào sân chi phí. Hai người hiển nhiên không biết anh chủng thế gia sâu xa lai lịch, không có biểu lộ ra cái gì kiểu khác thần sắc. Xem ra năm đó Viêm Thiên Đế, lao đi thiên cơ, thủ đoạn tương đương sạch sẽ, không có nhiều ít dấu vết lưu lại. Nếu như không phải là có Khiếu Tinh Vân kể lể, Diệp Thần cũng không biết anh chủng thế gia sau lưng truyền thuyết. Phong Gian Mộng nói, chính là 5 viên nguyên ngọc, ta cho là được. Nàng liền cầm ra 5 viên nguyên ngọc, muốn nộp cho anh chủng Điệp. Thanh Nhiêu Cổ Tôn hoảng hốt vội nói, Phong Gian cô nương, làm sao có thể để cho ngươi tốn kém. Nếu như bị Dạ Hàn công tử biết, còn không được làm thịt ta. Hắn đây là cũng không dám tranh cãi nữa, ngoan ngoãn đưa nguyên ngọc chi phí, cùng Phong Gian Mộng cùng nhau bước vào anh chủng thánh địa. Hai người một bước vào thánh địa, liền cùng Diệp Thần gặp nhau. Diệp Thần cười một tiếng, lưng đeo tay, nói, Phong Gian cô nương, vẫn khỏe chứ, đa tạ ngươi quần ngọc tiên trì, nếu không nhà ta Tư Thanh, có thể thì phải chịu nhiều đau khổ. Phong Gian Mộng gặp Diệp Thần ở chỗ này, kinh ý một tiếng, nói, Diệp Thần, thật đúng là đúng dịp, ngươi cũng ở nơi đây. Nàng cùng Diệp Thần thật ra thì cũng không cừu hận, ban đầu nàng là vì giải khai chữ tình bí mật, mới đầu dựa vào thiên nữ. Nhưng sau đó, đi qua Nguyên Thiên Đế chỉ điểm, nàng đã biết, thiên nữ không phải nàng Hải Đăng. Cho nên, nàng trước mắt đã thoát khỏi thiên nữ trận doanh, và Diệp Thần cũng không mâu thuẫn, nói chuyện cũng là ung dung tự tại. Trước đây Diệp Thần tuân thủ lời hứa, không có đụng chạm Toái Tâm Linh, cũng cho nàng không tệ hảo cảm. Còn như Toái Tâm Linh, trước mắt đầu đầu vòng vo một chút, lại rơi vào luân hồi trận doanh trong tay, vậy cũng cùng Diệp Thần không liên quan, chỉ có thể nói vận mệnh cho phép. Diệp Thần cười nói, ta nghe Nguyên Thiên Đế nói, người rốt cuộc biết chữ tình giải thích sao, đi ra tìm Hải Đăng, làm sao, người muốn tìm Hải Đăng, là đầu này châu sao. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Thanh Nhiêu Cổ Tôn trên mình. Thanh Nhiêu Cổ Tôn cũng đã là sắc mặt tái mét, cả người hơi phát run. Nếu như là ở không không thời không nói, hắn là thượng vị thần, hoàn toàn không sợ Diệp Thần. Nhưng nơi này là thế giới hiện thật, hắn thực lực bị hạn chế, nếu là thật đánh, hắn có thể không phải Diệp Thần địch thủ. Nếu như cứ như vậy bị giết, vậy thì thật là quá oan uổng, lật thuyền trong mương, hắn không cách nào chịu đựng. Phải biết, Nhâm Phi phàm chém chết hắn lãnh địa, đều bị hắn trốn ra được, nếu là chết ở Diệp Thần trong tay, vậy thì thật là quá oan khuất. Vận khí ta làm sao kém như vậy, lần đầu tiên hạ xuống hồng trần, liền đụng phải thằng nhóc này. Vẫn là nói, thằng nhóc này vận khí quá tốt. Thanh Nhiêu Cổ Tôn rợn cả tóc gáy, nhưng là một câu nói đều không nói được, trước đó chưa từng có sợ hãi. Ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắn rất nhiều thượng vị thần thủ đoạn thần thông, đều không thi triển được, đặc biệt khó chịu. Nếu như không phải là Dạ Hàn mệnh lệnh, hắn đều sẽ không bầu bạn Phong Gian Mộng, hạ xuống nơi đây. Hạ xuống hồng trần giá phải trả, thực sự quá lớn, nếu như không phải là có đặc biệt kiên định tín ngưỡng, đặc biệt mục tiêu rõ rệt, không có mấy cái trên trời chân thần, chịu mạo hiểm xuống. Phong Gian Mộng liếc Thanh Nhiêu Cổ Tôn một mắt, gặp hắn mặt đầy sợ hãi hình dáng, ngược lại cũng cảm thấy hết sức buồn cười, liền mím môi một cái, nói, làm sao có thể, cái này Thanh Nhiêu Cổ Tôn còn không xứng với ta. Diệp Thần cười nói, hắn không xứng với ngươi, vậy Dạ Hàn công tử đâu? Hắn là người Hải Đăng sao? Phong Gian Mộng nói, a, cũng không phải, à, thật là nhức đầu. Nguyên Thiên Đế cùng ta nói, cái gọi là chữ tình, không ngoài chính là âm dương giao hợp, thiên nhân hòa hợp, hắn kêu ta tìm một người đàn ông là tốt, rất đơn giản. Hắn nói rất lộ liễu, nhưng đúng là cũng có đạo lý, đáng tiếc, các ngươi người đàn ông đều là bùn, cả người đục ngầu bốc mùi, ta một người được các ngươi người đàn ông mùi vị, liền cảm thấy buồn nôn. Cô gái lại bất đồng, nhà cái hai tỷ muội, thiên nữ đại nhân các nàng, trên mình đều là thơm tho, ta cũng rất thích, đáng tiếc Nguyên Thiên Đế lại nói, cô gái và cô gái, nhưng là không có biện pháp đạt tới thiên nhân hòa vào nhau tuyệt vời chí lý,
vậy không giải được chuyện này chứ. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phong Gian Mộng, nhưng là chỉ thích cô gái, không thích người đàn ông, cho nên nàng mong muốn Hải Đăng, căn bản là không có cân nhắc qua người đàn ông. Ta cũng là hôi thối đục ngầu sao? Diệp Thần cười hỏi. Phong Gian Mộng tiến tới bên cạnh hắn, khịt khịt mũi, nói, ngươi không thúi, nhưng ta cũng không thích. Diệp Thần cười nói, vậy ngươi thích ai? Phong Gian Mộng lộ ra một chút vẻ mê mang, nói ta cũng không biết. Dừng một chút, nàng nhìn về phía trước Cửu Thiên Phục Long ấn khí tượng, vậy Cửu Long huyền không hình ảnh, long chảo dây dưa, nhờ dơ ấn tỉ hình ảnh, mười phần nguy nga. Nàng chỉ vậy khí tượng nói, ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào, thấy Cửu Thiên Phục Long ấn xuất thế, liền muốn tới xem. Vậy cái gì Dạ Hàn công tử, muốn làm ta Hải Đăng, khắp nơi lấy lòng ta, liền kêu đầu này trâu đi theo ta xuống. Ha ha, buồn cười, hắn cưỡng ép giam cửu vĩ, hiện tại lại muốn thu phục ta, ta là sẽ không thần phục người bất kỳ. Diệp Thần cười nói, người muốn tranh đoạt Cửu Thiên Phục Long ấn, vậy sợ rằng xin lỗi, thần khí này là ta. Phong Gian Mộng vậy triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói, vậy đi nhìn, vật này và toái tâm linh như nhau, đối với chúng ta đuôi thú uy hiếp to lớn, ta cũng không muốn sau này bị ngươi cầm nặn. Hai người đi sóng vai, nhanh chóng đi Cửu Long chi địa bay đi. Thanh Ngưu Cổ Tôn vừa cảm bàng hoàng, nhưng cũng không dám bỏ lại Phong Gian Mộng rời đi, nếu không Dạ Hàn trách tội xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể nhắm mắt, vậy đi theo lên, trong đầu nghĩ, tuy nói ta thực lực bị hạn chế, nhưng dẫu sao cũng có thể phát huy thần đạo cảnh tầng thứ nhất chiến lực, nếu như có cơ hội, ta nói không chừng còn có thể giết chết thằng nhóc này. Hắn cuối cùng là thượng vị thần, tuy biết tình cảnh không ổn, nhưng vậy rất nhanh tỉnh táo lại, suy nghĩ giết ngược Diệp Thần phương pháp. Rất nhanh, ba người đi tới Cửu Long chi địa. Rất nhiều muốn tranh đoạt cơ duyên võ giả, cũng đã đến. Cái này phiến Cửu Long chi địa, chính là một phiến mênh mông núi rừng, ước chừng có ngàn dặm chu vi. Trôi lơ lửng ở trên trời Cửu Thiên Phục Long ấn, tựa hồ là có linh tính, vậy còn quân ấn tỷ chín con thần long, nhìn kỹ lại mà nói, lại là vật còn sống, là thật thực tồn tại rồng thần, cũng không phải là cái gì giả tạo khí tượng. Ngao, ở cảm thấy được rất nhiều võ giả sau khi tiến vào, vậy chín con thần long, rối rít phát ra từng cơn trầm thấp tiếng rồng ngâm. Rồi sau đó, cửu long phân tán bay rơi xuống, mỗi người trấn thủ một phương, lại mơ hồ kết thành trận thế, phong tỏa cái này phiến ngàn dặm chi địa, đem tất cả võ giả, phong tỏa ở trong đó. Đám người cảm thấy được một màn này, rối rít cảnh giác, cảm nhận được liền từng cơn oai rồng, gào thét tới, cảm giác bị áp bách vô cùng mãnh liệt. Thú vị, thú vị. Phong Gian Mộng cười lên, còn vỗ tay một cái, nói. Cái này Cửu Thiên Phục Long ấn, năng lượng linh khí thật là bàng bạc, không biết năm đó là ai chế tạo, lần này xuất thế, lại là sản sinh ra 9 con thần long, mỗi một cái đều có thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực, muốn nhận phục cái này ấn tỷ mà nói, sợ rằng không quá dễ dàng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vậy cảm nhận được bốn phía 9 con thần long, mang đến to lớn cảm giác bị áp bách. Đó là thuộc về duy nhất thần đạo cảnh cảm giác bị áp bách. 9 con thần long, đều là thần đạo cảnh, vậy Cửu Thiên Phục Long ấn bản thân uy năng, có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được. Ông ông ông! Lúc này, Cửu Thiên Phục Long ấn sản sinh ra một cổ mãnh liệt ý niệm, pháp bảo này là có linh tính. Giờ phút này, vậy mãnh liệt ý niệm khuếch tán ra, tất cả mọi người đều cảm giác được Cửu Thiên Phục Long ấn ý tưởng. Muốn được bảo, trước chém long. Cái này 6 chữ, chính là Cửu Thiên Phục Long ấn ý chí. Muốn lấy được nó đồng ý, cần chọn trước chiến vậy 9 con thần long, thậm chí chém chết. Nếu như là nhiều người khiêu chiến, vậy xuất lực tối đa, chém long số lượng nhiều nhất người, sẽ là sau cùng yêu người thắng. Vậy 9 con thần long, coi như là Cửu Thiên Phục Long ấn thả ra khảo nghiệm. Nếu như ở trong sân người, không thực lực chém long mà nói, vậy sẽ bị rồng thần vặn cổ. Lâm vào là cung phụng ấn tỷ tế phẩm. Làm cái này cổ ý niệm, khuếch tán ra, tại chỗ hơn ngàn cái võ giả, cảm nhận được Cửu Thiên Phục Long ấn ý chí, đều là một hồi xôn xao. Vậy 9 con thần long, mỗi một cái đều là thần đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, muốn chém chết, lại nói dễ vậy sao? Xem ra muốn lấy được Cửu Thiên Phục Long ấn, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Ngao ô! Mọi người ở đây xôn xao thời điểm, một đạo bi thảm long tiếng kêu, nhưng là từ đàng xa truyền tới.
chỉ gặp có một con thần long, đã bị người chém giết, máu tươi thành sông, linh khí lưu tán, tình cảnh khá là máu tanh. Đám người thất kinh, rối rít nhìn về chém long người. Diệp thần vậy nhìn sang, sau đó hắn liền thấy, vậy chém long người, chính là một cái nhuốm máu ông già, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Ở đám người còn ở do dự bất định thời điểm, Đạo Đức Thiên Tôn đã ra tay. Chỉ gặp hắn quanh thân, lơ lửng một khối đá bia, chính là Thiên Bia. Hiển nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn có thể nhanh như vậy, liền chém chết thần đạo cảnh rồng thần, là dựa vào Thiên Bia. Thiên Bia uy năng cực kỳ mạnh mẽ, đối những thần thú này tồn tại, lực áp chế vậy là đặc biệt mãnh liệt. Chỉ bất quá, thúc dục Thiên Bia, cũng cần tiêu hao to lớn linh khí. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt mang chút trắng bệch, thoáng thở dốc, ăn mấy viên thuốc, đang điều thuận mình hơi thở. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nếu như bị Đạo Đức Thiên Tôn tiếp chém liên tục long, vậy cửu thiên phục long ấn thì phải quay về hắn. Vèo! Diệp thần càng không chậm trễ, phi thân cướp ra, vậy hướng một đầu rồng thần bay đi. Ha ha, chém long định thắng bại sao? Cũng tốt, ta cũng muốn xem, năm tháng mài mòn, thực tế quy luật áp chế, ta còn có thể phát huy nhiều ít thực lực. Phong Gian Mộng mắt đẹp đông lại một cái, lựa chọn một hướng khác chém long. Phong Gian tiểu thư, chú ý. Thanh Ngưu Cổ Tôn lật đật đuổi theo Phong Gian Mộng, chỉ sợ nàng chuyện gì xảy ra bất ngờ. Nhưng hắn sự chú ý, nhưng thủy chung ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần chém long mà nói, có thể sẽ lộ ra sơ hở gì. Nếu như có tập sát cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc giá phải trả, ra tay tập sát, coi như không thể đem Diệp Thần giết chết, chỉ cần đánh cho trọng thương, cũng có thể giải quyết tai họa ngầm. Diệp Thần đã cảm thấy được Thanh Ngưu Cổ Tôn ánh mắt, trong đầu nghĩ, hắn ở chờ ta sơ hở, ta không bằng tương kế tự kế, dẫn hắn ra tay. Nếu như Thanh Ngưu Cổ Tôn, một mực ở Phong Gian Mộng bên người, Diệp Thần vậy không tiện động thủ. Dẫu sao Phong Gian Mộng nóng này, không đoán được, trời mới biết nàng biết hay không đột nhiên đứng ở Thanh Ngưu Cổ Tôn bên này, phản đi qua đối phó Diệp Thần. Nhưng nếu như, là Thanh Ngưu Cổ Tôn xuất thủ trước đánh lén, Diệp Thần lại phản giết, Phong Gian Mộng coi như muốn giúp, cũng không có cơ hội. Diệp Thần bay đến một con thần long vùng lân cận, lúc này đã có mấy chục cái võ giả, hướng cái này con thần long vây giết đi. Vậy rồng thần toàn thân trắng tinh, màu trắng miếng vảy, tỏa ra ánh mặt trời, khá là lóa mắt. Ở cảm thấy được rất nhiều võ giả sát ý, rồng thần gầm nhẹ, ánh mắt toát ra rét lạnh uy nghiêm, long chảo vung lên, mây mù cuồn cuộn, ký kết ra một cái mây khói kết giới. Phàm là xông vào mây khói trong kết giới võ giả, đều bị cường đại oai rồng áp chế, rối rít hộc máu hét thảm lên. Những thứ này bị thương võ giả, lật đật trốn chạy đến, những cái kia còn không đến gần rồng thần võ giả, cũng có chút e ngại hốt hoảng, không dám đến gần. Dẫu sao, đối phổ thông võ giả mà nói, thần đạo cảnh tầng thứ nhất rồng thần, uy thế vẫn là quá đáng sợ một ít, coi như dựa vào người nhiều, cũng khó mà đến gần. Diệp Thần trong lòng chút nào không hoảng hốt, nhưng vì mê muội Thanh Ngưu Cổ Tôn, vẫn là giả bộ một bộ ngưng trọng hình dáng, chậm rãi hướng vậy rồng thần đi tới. Luân hồi chi chủ tới. Rất nhiều võ giả thấy Diệp Thần đến gần, rối rít tránh ra một con đường, trong mắt mang vô cùng sùng bái cùng thần sắc mong đợi, nhìn Diệp Thần. Thật ra thì muốn cùng Diệp Thần tranh đoạt cơ duyên, bọn họ thù không nắm chắc, nhưng dẫu sao là nộp nguyên ngọc chi phí đi vào, cũng không muốn tay không trở về. Lúc này thấy nhiều thần long kia, đều là có chân chính mộ đạo máu thì tồn tại, bọn họ liền muốn chia một chén canh, chỉ mong Diệp Thần có thể chém long, bọn họ xẻ thịt một chút vảy rồng long cốt, long huyết thịt rồng, cũng không uổng đi vào một chuyến. Dẫu sao cái này thế gian, long tộc vô số, nhưng thần đạo cản cấp hát cái khác rồng thần, đám người vẫn là lần đầu tiên gặp. Thần đạo cảnh chân long máu thịt, tinh hoa năng lượng tuyệt đối là dư thừa, bất kể là trực tiếp uống, hay là dùng tới nhập thuốc. Đều là nhất lưu tồn tại. Diệp Thần chậm rãi hướng vậy rồng thần nhích tới gần, cũng là cảm thấy từng cơn thần đạo cảnh uy áp. Nhưng Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn tính toán lấy mình thực lực, phỏng đoán trong 10 chiêu, liền có thể đem đầu này rồng thần chém chết. Trong quá trình, có thể sẽ bị một chút bị thương nhẹ, dẫu sao là đối chiến thần đạo cảnh, muốn không chút tổn hao nào mà nói, cũng không dễ dàng. Nhưng Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, mình tối đa chính là bị thương nhẹ. Cũng sẽ không quá thảm hại. Vậy rồng thần thấy Diệp Thần đến gần, vậy cảm nhận được uy hiếp, mắt rồng mang to lớn cảnh giác ý, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
hống. Rồi sau đó, vậy rồng thần dẫn đầu xuất thủ, long chảo giết ra, kim quang cuồn cuộn, thủy khí nhô lên ngàn dặm, thần đạo cảnh quy luật hội tụ thành thác nước ngân hà, đánh giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng trầm ổn, nhưng giả bộ một bộ kinh hoàng hình dáng, chủ yếu là vì mê muội Thanh Nưu cổ tôn, khua kiếm đón đỡ long chảo tập sát. Đinh một tiếng, long chảo đánh vào Diệp Thần trên trường kiếm, tóe ra liên tiếp đốm lửa. Diệp Thần tựa hồ là để không chịu nổi, có chút chật vật lui về phía sau mấy bước. Dĩ nhiên, đây cũng là dùng để mê muội Thanh Nưu cổ tôn. Thanh Nưu cổ tôn lần đầu tiên hạ xuống hồng trần thế giới, thiên cơ vận chuyển không quá quen thuộc, không cách nào ngay tức thì đoán được Diệp Thần ngụy trang, chỉ lấy là Diệp Thần thật không địch lại rồng thần, trong đầu nghĩ. Thằng nhóc này được gọi là hiện thế vô địch, ta xem cũng không quá như vậy, hắn liền hồng trần tiên nhân đều không phải là, sao phối cùng trên trời chân thần so sánh. A, hắn đích xác có chút nghịch thiên lá bài tẩy, đủ để chém ngược chân thần, nhưng cái này chút lá bài tẩy, sử dụng giá phải trả nhất định to lớn, cùng thiên nữ quyết chiến sau khi kết thúc, hắn lá bài tẩy đã phế chứ. Hắn tâm tư đang trong chuyển động, Diệp Thần đã khua kiếm cùng vậy rồng thần, chiến đấu với nhau, đánh được kỳ cổ tương đương, nhưng Diệp Thần nhưng là một bộ cố hết sức hình dáng. Thanh Nưu cổ tôn gật đầu một cái, trong đầu nghĩ tiểu tử này xác thực coi như có chút bản lãnh, có thể cùng thần đạo cảnh chân long đối kháng, lấy hắn thiên huyền cảnh tu vi mà nói, đã là nghịch thiên tồn tại. Phịch. Lúc này, Phong Gian Mộng cũng đã kết thúc chiến đấu, đầu ngón tay trên từng giọt máu tươi, như trên lá sen nước mưa, nhanh chóng tuột xuống. Lúc đầu nàng mới vừa đối chiến rồng thần, trực tiếp tay không đem một con thần long xé nát. Giờ phút này con thần long kia, đã bị xé nát thành thịt vụn, chỉ còn lại một ít tàn toái bộ xương, chung quanh võ giả cũng xông lên đi xẻ thịt long thi. Diệp Thần còn ở cùng rồng thần chiến đấu, đánh được khó phân nan giải. Phong Gian Mộng nhìn một cái, liền cảm thấy không đúng, bật cười, nói, người tên này, thật là sẽ trang. Nói tới chỗ này, thật giống như lại bắt được cái gì, lập tức im miệng, nhìn Thanh Nưu cổ tôn một mắt. Thanh Nưu cổ tôn sự chú ý, hoàn toàn tập trung ở Diệp Thần trên mình, ngược lại cũng không lưu ý Phong Gian Mộng nói cái gì. Lớn mộ thần kiếm. Diệp Thần cùng rồng thần khổ chiến mấy trăm hiệp, rốt cuộc là tìm được phải giết cơ hội, khó khăn sử dụng một chiêu lớn mộ thần kiếm, cuồng bạo thiên táng kiếm khí, một lần hành động đem vậy rồng thần chém chết. Rồng thần rên rỉ một tiếng, thân thể máu chảy như suối, ngã ở rừng rậm tới giữa, chung quanh rất nhiều võ giả, như ong vỡ tổ xông lên xẻ thịt. Mà thi triển xong lớn mộ thần kiếm Diệp Thần, nhìn như tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực, từng ngụm thở hổn hển. Cả người là mồ hôi, da thịt trên có không thiếu long chảo phá ra vết thương, chống đỡ kiếm đứng, khá là chật vật, sau lưng không môn mở toang ra. Cái này người ở bên ngoài tới xem, hoàn toàn là ám toán thời cơ tốt nhất. Đây là ta chu diệt luân hồi chi chủ tốt cơ hội. Thanh Nưu cổ tôn thấy một màn này, cũng không kiềm chế được nữa, chỉ cảm thấy nghìn năm cơ hội tốt, đang ở trước mắt. Tất cả mọi người đều không giết chết luân hồi chi chủ. Ngày hôm nay có thể phải chết ở trong tay hắn. Hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm như vậy, mắt đồng đỏ bừng, đột nhiên liền rút ra giữa eo treo lưỡi rìu, thần đạo cảnh quy luật nổ, thân thể cách không chớp mắt, đã phá không giết tới Diệp Thần sau lưng, một búa chém đánh tiếp. Nhưng mà, hắn nhất định phải được nhất kích, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Diệp Thần tựa hồ sớm biết hắn muốn đánh lén, ở rìu chém đầu ngay tức thì, Diệp Thần đã nghiêng người né tránh. Lăng phong thần mạch mở, quanh thân tập tục vần quanh, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mỉm cười nhìn về phía Thanh Nưu cổ tôn, nói. Làm sao, người giàu gì cũng là cái thượng vị thần, muốn dựa vào đánh lén giết ta sao? Thanh Nưu cổ tôn nhìn Diệp Thần cái này khí định thần nhàn hình dáng, nơi nào có cái gì dây dưa lực quá độ dấu hiệu. Hắn thấy một màn này, trong thoáng chốc thiên cơ động minh, biết Diệp Thần là ngụy trang, chính là muốn dẫn hắn ra tay. Nhất thời một cổ khí lạnh, từ bàn chân vào tới thiên linh cái, tức giận kêu lên. Ngươi gạt ta. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, ta chính là gạt ngươi, thì như thế nào? Những lời này nói xong, Diệp Thần trong ánh mắt, đã toát ra rét lạnh lạnh lùng tới cực điểm ý định giết người. Hắn cùng Thanh Nưu cổ tôn, thù oán quá lớn. Hắn và thiên nữ quyết chiến trước, liền bị Thanh Nưu cổ tôn thi trùng xâm nhập, cuối cùng muốn từ chém hồn phách giải quyết. Trả giá cực lớn. Sau đó, Thanh Nưu cổ tôn lại đoạn lấy máu tươi của hắn,
muốn dựa vào giết hại Hồ Tiên, cắn trả hắn căn nguyên. Hơn nữa Bắc Minh Thiên Đế cửu hận, Diệp Thần là tuyệt đối không thể nào thả qua hắn. Hiện tại có chém giết cơ hội, hắn há hiểu sai qua. Thiên Thương Quyền, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần quát to một tiếng, không chút do dự nào, lập tức một quyền cuồng oanh ra, Thiên Thương Quyền uy thế, vào thời khắc này bùng nổ đến mức tận cùng. Bá đạo vô cùng, đủ để chết hiểu diệt thiên địa càn khôn quả đấm, ngay tức thì liền đánh đến Thanh Ngưu Cổ Tôn trước mặt. Thanh Ngưu Cổ Tôn kinh hoàng, chỉ cảm thấy Diệp Thần một quyền này, uy thế bá đạo, thật là không giống như là thế giới hiện thật có thể có chiêu số, là có thể xuyên qua ngôi sao tồn tại. Làm một quyền này tuôn ra, úy bầu trời màu lam, cũng ngay tức thì đổ bể, hóa thành màu đen hư không, mặt đất văng tung tóe, một phiến thiên chết hiểu ám bi thương hơi thở. Tựa như mảnh thiên địa này càn khôn, đều ở đây thần phục ở Diệp Thần quả đấm hạ. Thanh Ngưu Cổ Tôn quăng lên lưỡi rìu đón đỡ, phía trên bộc phát ra giết hại Hồ Tiên sát khí, uy thế cũng là tương đương hung mãnh. Nhưng tiếc là, nơi này là thế giới hiện thật, hắn rất nhiều thực lực, đều bị hạn chế. Mà Diệp Thần, nhưng không có bất kỳ hạn chế nào. Phịch! Diệp Thần hung hăng một quyền nện xuống, đem Thanh Ngưu Cổ Tôn lưỡi rìu, liên quan hắn cánh tay, cũng cùng đập vỡ. À! Thanh Ngưu Cổ Tôn tại chỗ hét thảm lên, chỉ cảm thấy dai dứt đau nhức. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn. Chúng ta nợ, chờ ngươi bước vào không không lúc nào không, sẽ chậm chậm cùng tính một lượt. Thanh Ngưu Cổ Tôn cắn răng nghiến lợi, tự biết ở thực tế hạn chế hạ, hoàn toàn không địch lại Diệp Thần, hoảng vội vàng che bị cắt đứt cánh tay, chạy mất dạng, đi Cửu Long chi địa chạy ra ngoài. Diệp Thần cười cười nói, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay lại phải chết, còn nói gì tương lai. Hắn một bước bước ra, liền đuổi kịp Thanh Ngưu Cổ Tôn sau lưng, sử dụng một đạo kiếm quang, chém chết hướng Thanh Ngưu Cổ Tôn sau lưng. Nhân quả luật, cho ta ngăn trở. Thanh Ngưu Cổ Tôn cuồng quát một tiếng, một tầng vô hình không khí tường, bộc phát ra nhân quả luật thần uy, chặn lại Diệp Thần kiếm khí, thậm chí chặn lại Diệp Thần bước chân. Hắn cuối cùng là thần minh, coi như bị thực tế hạn chế, những cái kia thần đạo cản cấp hát cái khác thần thông biến hóa thủ đoạn, cũng là tương đối tuyệt diệu. Tầng tầng không khí tường bày, lập tức liền ngăn lại Diệp Thần. Điểm này nhân quả luật, sợ rằng còn không ngăn được ta. Diệp Thần cười một tiếng, không chút kinh hoàng, hiện tại hắn thực lực, đã là phi thường cường đại, nếu là ở thế giới hiện thật thi triển, coi như là giống vậy nhân quả luật, cũng không cản được hắn. Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, phá cho ta. Diệp Thần bàn tay vừa nhấc, sử dụng Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, rất miễn cưỡng đem trước mắt không khí tường. Toàn bộ chiếm đoạt nghiền bạo, rồi sau đó lại hướng trước Thanh Ngưu Cổ Tôn đuổi giết đi. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền ra Cửu Long chi địa. Cửu Long chi địa bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn, Phong Gian Mộng, còn có rất nhiều võ giả, thấy Diệp Thần đánh bại Thanh Ngưu Cổ Tôn, đều là vô cùng rung động. Hôm nay Diệp Thần thực lực, quả nhiên là cường đại đến đủ để nghịch phạt thần sáng tỏ, liền Thanh Ngưu Cổ Tôn, cũng không phải là địch thủ của hắn, chỉ có bị đuổi giết chạy trốn kết quả. Thằng nhóc này thật lợi hại, ta phải bắt được Cửu Thiên Phục Long Ấn, mới có giết ngược hắn cơ hội. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đi chém chết hạ một con thần long. Hắn nghĩ thầm Diệp Thần đi đuổi theo người, không đến tranh đoạt cơ duyên, vậy dĩ nhiên là hắn tuyệt hảo cơ hội. Diệp Thần biết, mình đi ra đuổi giết Thanh Ngưu Cổ Tôn, vậy Cửu Thiên Phục Long Ấn cơ duyên, có thể liền không giành được. Nhưng, hai người cân nhắc, hắn vẫn là muốn giết Thanh Ngưu Cổ Tôn. Cái này Thanh Ngưu Cổ Tôn, đã đầu phục Dạ Hàn, một khi ngày hôm nay bị hắn chạy, sau này lại giết muốn hắn, vậy thì không dễ dàng. Hai người một đuổi một chạy, anh trùng thánh trong đất tuần tra bọn thủ vệ, thấy một màn này, đều là hoảng hốt, uống trở nói. Các ngươi đang làm gì, ta anh trùng thánh địa nơi quan trọng, không cho phép các ngươi quấy rối. Nhưng, Diệp Thần và Thanh Ngưu Cổ Tôn, tự nhiên không có nghe, tiếp tục trốn truy đuổi. Vậy canh phòng vậy không theo đuổi bọn họ. Trốn truy đuổi tới giữa, Diệp Thần phóng thích thần thông kiếm khí, kéo dài đánh Thanh Ngưu Cổ Tôn, người sau thì phòng thủ phản kích, hai người tướng chiến, để cho được anh trùng thánh địa, rất nhiều kiến trúc đều bị phá hoại, từng bụi cây anh đào bị phá hủy, tình cảnh bừa bãi. Thanh Ngưu Cổ Tôn ở thế giới hiện thật không phải Diệp Thần địch thủ, vậy chạy khỏi không hết Diệp Thần đuổi giết, dần dần cảm thấy mệt mỏi, trong lòng lại là khủng hoảng, lại là hỗn loạn. Cuối cùng hắn nhiều năm sát phạt, còn duy trì bản năng chiến đấu,
theo bản năng bấm ngón tay tính toán, mơ hồ dòm ngó gặp phá cuộc hy vọng, liền hướng một chỗ bỏ chạy. Diệp Thần Từ tiếp tục đuổi giết, hai người trốn truy đuổi tới giữa, đi tới một nơi rõ ràng cho thấy cấm địa địa phương. Bởi vì chỗ này, có một từng đạo phù văn màu đen, chuỗi nối thành phiến, thỏng xuống, tạo thành cấm chế, vây quanh phong tỏa một cái phần mộ. Vậy trước phần mộ, có một khối mộ bia, phía trên có khắc Viêm Thiên Đế mộ năm chữ, bên cạnh còn thờ phụng Viêm Thiên Đế điêu xem, loại có hai bụi cây phá lệ to lớn cây anh đào, sáng đẹp nguy nga. Nhân quả luật, cấm chế mở ra. Thanh Ngưu Cổ Tôn một tiếng tê uống, màu đen kia phù văn cấu trúc thành cấm chế, liền tự động mở ra một kẽ hở, hắn lật đật chạy đi vào, đặt mông ngồi ở trước phần mộ, từng ngụm thở hổn hển. Kẽ hở kia tự động khép lại, Diệp Thần lại bị chắn cấm chế bên ngoài, cấm chế này lực lượng, thập phần cường đại, cùng địa mạch tương liền, cũng không phải man lực có thể đánh vỡ. Thanh Ngưu Cổ Tôn là thần minh, nắm giữ các loại thần thông biến hóa, có thể dựa vào nhân quả luật, trực tiếp coi thường cấm chế trói buộc, mở ra cấm chế, nhưng Diệp Thần nhưng không làm được. Đây là trong hồng trần người, cùng trên trời chân thần chênh lệch. Đây là thần thông cảnh giới chênh lệch, cũng không phải sức chiến đấu có thể đền bù. Ha ha, luân hồi chi chủ, không vào được chứ. Thanh Ngưu Cổ Tôn gặp Diệp Thần bị cấm chế nơi ngăn cản, nhất thời liền tuét miệng cười, nói. Ngươi chết chắc, ta lập tức liền hồi không không lúc nào không, bẩm báo Dạ Hàn công tử. Cùng Dạ Hàn công tử rời núi, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần không nhịn cười được, nói các ngươi trước mặt động thủ, lại là mục nát kiếm, lại là che đậy Nguyên Thiên Đế tai mắt, lại là máu tươi cắn trả cái gì, có thể thương tổn tới ta sao? Thanh Ngưu Cổ Tôn sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như đúng là như vậy, coi như Dạ Hàn ra tay, trước mắt vậy không có thể đối luân hồi trận doanh, tạo thành thực chất tính tổn thương. Hắn cắn răng nói, miệng lưỡi bén nhọn, thằng nhóc, lần này ngươi hại được ta như vậy chật vật. Không phải ngươi lợi hại, là thực tế hạn chế, ta thực lực không phát huy ra được thôi. Ta về trước không không lúc nào không, ngươi có ngon mà nói, liền bước vào không không bên trong tới, chúng ta đánh lại. Thanh Ngưu Cổ Tôn hơi thở hòa hoãn lại, liền muốn biến dạng hư không, trở lại không không. Diệp Thần biết, nếu là để cho Thanh Ngưu Cổ Tôn trở lại không không, hắn lại muốn báo thù, vậy thì muôn vàn khó khăn. Hắn trong lòng cũng có chút nóng nảy, khua kiếm phá giết. Nhưng thủy chung không thể phá rõ ràng trước mắt cấm chế phủ văn. Tầng này cấm chế, cùng địa mạch tương liền, trừ phi là đem anh chủng thánh địa phá hủy, nếu không cấm chế tuyệt đối không cách nào dùng dã man mở ra, trừ phi là vận dụng nhân quả luật. Nhưng cái này là trên trời chân thần thủ đoạn, Diệp Thần sẽ một chút xíu nhân quả luật, còn xa không đủ để đạt tới nói sao làm vậy bước. Thanh Ngưu Cổ Tôn thấy Diệp Thần bộ dáng lo lắng, cũng không nhịn được vui vẻ cười to. Giao. Ngay tại hắn lớn thời điểm cười, phù văn kia cấm chế, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào, lui tản mát. Không có phù văn cấm chế, Diệp Thần và Thanh Ngưu Cổ Tôn, chính là khoảng cách gần mặt đối mặt. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều ngẩn ra, không nghĩ tới tầng này phù văn cấm chế, lại đột nhiên tản đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Ngưu Cổ Tôn hoảng hốt, theo bản năng nhìn về bên cạnh Viêm Thiên Đế điêu xem. Hắn tựa hồ cảm thấy được, Viêm Thiên Đế điêu xem, có ánh sáng lóe lên, rồi sau đó vậy cấm chế liền tản đi. Chẳng lẽ nói, Viêm Thiên Đế muốn hiển linh? Diệp Thần vậy mơ hồ cảm giác được, trong lòng đại hỉ, lộ ra một cái tàn nhẫn lãnh khốc nụ cười, nói, Thanh Ngưu Cổ Tôn, xem ra không cần đi không không thời không, chúng ta ân oán, hiện tại có thể giải quyết. Thanh Ngưu Cổ Tôn có vẻ sợ hãi, nhìn Diệp Thần nụ cười, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái mông một chút xíu đi về sau di chuyển đi, mà Diệp Thần nhưng ở từng bước đến gần. Này, luân hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì, thật muốn động thủ giết ta. Ngươi đây là không nói võ đức, lão tử thực lực không phát huy được, ngươi coi như giết ta, ta cũng không phục. Thanh Ngưu Cổ Tôn sợ hãi dưới, vừa tức giận hét lớn. Diệp Thần cười to nói, ngươi không phục để ý chuyện ta làm gì, ta Diệp Thần tuyệt sẽ không để cho uy hiếp trở lại không không lúc nào không chung đi. Cho ta chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần chính là không chút do dự, một quyền cuồng oanh ra, đập về phía Thanh Ngưu Cổ Tôn đầu. Ban đầu Thanh Ngưu Cổ Tôn, giết chết Bắc Minh Thiên Đế thời điểm, cũng không nói cái gì võ đức, là thừa dịp Bắc Minh Thiên Đế yếu ớt, hắn mới có cơ hội giết chết. Hiện tại Diệp Thần ra tay,
cũng bất quá là một thù trả một thù. Thanh Ngưu Cổ Tôn mắt đồng co rúc lại, nhìn Diệp Thần quả đấm đánh tới, chỉ cảm thấy một cổ đủ để bạo diệt thiên địa lực lượng, muốn chút xuống đến trên đầu mình. Hắn phí công giơ tay lên, muốn đón đỡ. Nhưng, Diệp Thần một quyền đập xuống, đem hắn tay, liên quan đầu, cũng cùng đánh bể. Máu tươi cùng óc bắn ra, văng đến Diệp Thần trên khuôn mặt, một phiến nóng bỏng cùng lạnh như băng, hắn lại có loại báo thù khoái cảm. Thanh niên cổ tôn tuyệt đối không nghĩ tới, lịch sử tái diễn, hắn sẽ chết như vậy bực bội. Nếu là ở không không lúc nào không, hắn một hơi thở chính là đủ để tiêu diệt luân hồi chi chủ. Nhưng mà, hắn hiện tại đi tới thế giới hiện thật. Thế giới hiện thật đối không không thời không chân thần có cực lớn hạn chế. Nếu không, không không thời không tồn tại đã sớm tiêu diệt thế giới hiện thật. Đây cũng là trong sâu thẳm quy tắc. Đây cũng là không không thời không cường giả rất ít chân thân hạ xuống thế giới hiện thật nguyên nhân. Thanh Ngưu Cổ Tôn tại chỗ chết đi, thi thể ngã xuống đất co quắp mấy cái, liền không nhúc nhích. Nếu như là người bình thường, coi như đánh chết Thanh Ngưu Cổ Tôn, cũng không khả năng diệt hắn nơi có thời gian tuyến, vẫn là sẽ để cho hắn có sống lại có thể. Nhưng hiện tại Diệp Thần, luân hồi võ đạo tương đương hung mãnh, mượn thực tế quy tắc, một quyền bạo đánh ra, đó là trong nháy mắt, là có thể bạo diệt một ít kẻ địch nơi có thời gian tuyến, không cho hắn bất kỳ phục hy vọng sống. Đáng tiếc ở không không lúc nào không hắn liền không làm được như vậy. Hôm nay, cái này Thanh Ngưu Cổ Tôn, là hoàn toàn chết, không có lại sống lại có thể. Phong Hội Tiếu. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, Nhâm Phi Phàm không có thể giết chết Thanh Ngưu Cổ Tôn, nhưng chết ở trên tay hắn, cuối cùng là giải quyết hết một cái tai họa ngầm, cũng coi là thay Bắc Minh Thiên Đế báo thù. Nếu như lần này không chu diệt, trở lại không không lúc nào không, Thanh Ngưu Cổ Tôn không có hạn chế, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loảng xoảng, Thanh Ngưu Cổ Tôn sau khi chết, một khối nghiên mực hình dáng đồ, mang hòa hợp linh khí, từ trong cơ thể hắn rớt ra. Ồ, đây là... Diệp Thần bàn tay một chảo, cách không nhiếp khởi vậy nghiên mực, chỉ gặp nghiên mực phía trên, thịnh chứa, cũng không phải cái gì mực, mà là một hoàng nước trong, tản mát ra hòa hợp tiên khí, trong đó có sát khí nồng nặc, xâm nhập phạt người tâm thần. Diệp Thần cầm cái này nghiên mực thời điểm, sát khí gào thét tới đây, hắn trên bàn tay lông tơ, cũng từng cây một bị chém nứt xuống. Đây là giết hại hồ tiên, có thể tiện nghi ta. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, biết cái này nghiên mực, chính là Thanh Ngưu Cổ Tôn bổn mệnh pháp bảo, thập đại hồ tiên bên trong giết hại hồ tiên. Diệp Thần ngắm nhìn giết hại hồ tiên, có thể thấy cái bóng của mình, trong lòng đột nhiên tới giữa, khó hiểu cảm thấy có chút bi thương. Cái này cổ bi thương, tới được đột nhiên, để cho Diệp Thần sửng sốt một tí. Hắn lại xem giết hại hồ tiên, liền cảm thấy cái này hồ tiên bên trong nước, hình như là từng giọt nước mắt tạo thành, những cái kia nước mắt mang to lớn bi thương, cho nên hắn ngắm nhìn thời điểm, bị thương cảm hơi thở dính, mình cũng cảm thấy được bi thương, thậm chí còn muốn rơi nước mắt. Pháp bảo này thật đúng là thần kỳ, lại có thể kích động ta đạo tâm, không biết là vị kia đại năng chế tạo. Diệp Thần lặp đi lặp lại bưng tính trước giết hại hồ tiên, trong lòng rất là tò mò. Vật này, là kiếm ma chế tạo. Cái này vốn là kiếm ma đồ. Đột nhiên, một giọng già nua, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần kinh hãi, ai? Hắn ánh mắt, lại theo bản năng nhìn về phía Viêm Thiên Đế pho tượng, tim căng thẳng, nói, Viêm Thiên Đế, là ngươi sao? Mới vừa phần mộ cấm chế phủ văn, đột nhiên tản ra. Tựa hồ cũng là bởi vì là Viêm Thiên Đế hiển linh, ở sau lưng trợ lực Diệp Thần. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, luân hồi chi chủ, người ở ta trước mộ phần dập đầu ba cái vang đầu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ta có chút lễ vật muốn đưa cho ngươi. À, quá nhiều biết bao năm, ta cũng đích xác muốn cùng người trò chuyện một chút, cũng có chút nói muốn cảnh cáo ngươi. Thanh âm kia nói, Diệp Thần nghe được thanh âm kia, biết vậy khẳng định là Viêm Thiên Đế thanh âm. Trong lòng dâng lên vô hạn tò mò. Viêm Thiên Đế đủ loại truyền thuyết, hắn nghe Khiếu Tinh Vân đề cập tới, trong lòng đã sớm tràn đầy hướng tới. Hiện tại Viêm Thiên Đế, lại muốn ở trước mặt mình hiển linh, thậm chí nói có lễ vật, đưa cho mình, vậy thì thật là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Viêm Thiên Đế là cao cấp thiên đế chủ thần, cho hắn dập đầu, cũng không coi là làm nhục Diệp Thần. Lập tức, Diệp Thần liền quỳ xuống Viêm Thiên Đế trước mộ. Cho hắn dập đầu ba cái. Ở dập đầu xong ngay tức thì,
Diệp Thần liền cảm thấy chung quanh hư không, một hồi vặn vẹo, mình cả người, đều bị lôi kéo đến một cái đặc thù trong không gian đi. Cái này mảnh không gian, mờ mịt không hôm nay, chỉ có một bụi to lớn cây anh đào đứng sừng sững. Dưới cây anh đào, thiêu đốt một cái chậu lửa, một cái ông già, chắp tay đứng ở chậu lửa bên cạnh, chính là Viêm Thiên Đế. Viêm Thiên Đế thấy Diệp Thần đi vào, mới vừa còn thật cho hắn dập đầu, không nhịn được vui vẻ cười to, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi còn thật cho ta dập đầu, ta Viêm Thiên Đế cuộc đời này, vậy coi là không uổng công, ngươi nhưng mà đủ để bao trùm chư thiên nhân vật. Diệp Thần thấy Viêm Thiên Đế cái này mừng như điên tư thái, bật cười khanh khách, sờ một cái lỗ mũi, vậy không lên tiếng. Viêm Thiên Đế cười lớn một phen sau đó, nụ cười lại đột nhiên thu liếm, hướng Diệp Thần quỳ xuống, bình bịch bịch trả ba cái vang đầu, nói. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi là ta cuộc đời này tôn kính nhất nhân vật, ta cũng không dám chiếm ngươi tiện nghi, mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút. Diệp Thần vội vàng đem Viêm Thiên Đế đỡ dậy, nói tiền bối chính là một đời cao nhân, ta hôm nay chiếm dụng thái nhất âm dương bàn, vậy coi là bị tiền bối ân huệ, dập đầu cho ngươi cũng không sao. Viêm Thiên Đế cười nói, không nói cái này, Luân Hồi Chi Chủ, có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng, trước kia Luân Hồi cửu thế, ta đều không cơ hội gặp được, cái này thứ 10 đời, có thể coi như là gặp được. Diệp Thần nói, tiền bối là thiên đại nhân vật, là trên tinh không vĩ đại tồn tại, ngươi đối tại hạ như vậy sùng bái, tại hạ không khỏi vinh hạnh. Viêm Thiên Đế cười nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi mới thật sự là vĩ đại tồn tại, thế gian truyền thuyết ta sáng lập lửa. Nhưng thực không phải vậy, chân chính lửa tổ nguyên, là ngươi lửa trời mệnh tinh. Ta chỉ là học hỏi lửa trời mệnh tinh, may mắn đạt được linh cảm, tạo hóa ra ngọn lửa, ta cái này Viêm Thiên Đế danh hiệu, nhưng thật ra là có chút lạm quyền, chân chính Viêm Thiên Đế, hẳn là ngươi. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới là cái kết quả này, nói tiền bối cất nhắc, ta hôm nay, khoảng cách Thiên Đế chủ thần cảnh giới, không biết có bao nhiêu xa xôi đây. Viêm Thiên Đế cười nói, lấy ngươi hôm nay võ đạo nội tình, sớm muộn có một ngày, có thể bước lên vô cùng xưng đế, là thiên địa bá chủ. Dừng một chút, Viêm Thiên Đế thần sắc lại đổi được có chút ngưng trọng, nói, bất quá bây giờ nói, ngươi tu được trước thu phục cửu thiên phục long ấn, nếu bị chín tầng trời phục long dạy người làm loạn, sự tình kia cũng không tốt thu thập. Trong lúc nói chuyện, Viêm Thiên Đế tay nắm chặt, thiên cơ hội tụ, diễn hóa ra ngoại giới hình ảnh. Liền thấy vậy cửu long chi địa bên trong, mới vừa Diệp Thần, Phong Gian Mộng, Đạo Đức Thiên Tôn, tất cả chém chết một con thần long sau đó, còn dư lại 6 con thần long, lúc này lại đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét, hơi thở chợt tăng, thần quang nhô lên, bộc phát ra mãnh liệt ý chí võ đạo, thực lực vậy từ thần đạo cảnh tầng thứ nhất sơ cấp bước, điên cuồng tăng vọt, nhanh chóng đạt tới tầng thứ nhất đỉnh cấp. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ nhất sơ cấp, có thể đối kháng. Nhưng nếu như là đỉnh cấp cái khác, liền có chút khó giải quyết. Những thứ này rồng thần, sau lưng có người đang thao túng. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, mơ hồ cảm thấy không đúng. Viêm Thiên Đế gật gật đầu nói, đúng vậy, là 9 tầng trời Phục Long dạy người, ha ha, Phục Long ấn ở nơi này phiến anh chủng thánh địa xuất thế, phỏng đoán cũng là bọn họ khống chế, bọn họ muốn chặt đứt ngày xưa nhân quả, muốn giết sạch ta anh chủng thế gia người. Diệp Thần hỏi, bọn họ là muốn báo thù sao? Viêm Thiên Đế nói, cái gì báo thù? Diệp Thần chần chờ một tí, vẫn là nói, ta nghe nói năm đó tiền bối ngươi, tàn sát Mục Dã gia tộc, cái này Phục Long ấn, là Mục Dã gia tộc chí bảo, vậy 9 tầng trời Phục Long dậy, muốn đến cũng cùng Mục Dã gia tộc có liên quan chứ? Bọn họ là phải hướng ngươi báo thù. Viêm Thiên Đế nghe được Diệp Thần suy đoán, nhưng là lắc đầu liên tục, nói, không phải, không phải. Mục Dã gia tộc không phải ta diệt, là kiếm ma tàn sát. Vậy 9 tầng trời Phục Long dậy, cũng không phải muốn cái gì báo thù, chỉ là đơn thuần muốn chặt đứt nhân quả, đem cùng cửu thiên Phục Long ấn có liên quan dấu vết, nhân vật, quan hệ, toàn bộ chém thanh giết thanh, bọn họ là một đám người điên. Diệp Thần sửng sốt một tí, chỉ cảm thấy những chuyện này sau lưng, có thiên đại nhân quả, liền nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Viêm Thiên Đế cho mày. Trầm ngâm nói, những chuyện này, rất phức tạp, ta vốn là chẳng muốn nói cho ngươi, nhưng chư nhiều nghi nan khốn cục, cũng chỉ có ngươi có thể phá giải. À, để cho ta suy nghĩ một chút nói thế nào. Cửu thiên Phục Long ấn, 9 tầng trời Phục Long dậy, Mục Dã gia tộc, kiếm ma, anh chủng thế gia Vân. Vân,
cái này sau lưng rất nhiều truyền thuyết lâu đời cùng bí mật, hiển nhiên là rắc rối phức tạp, Viêm Thiên Đế đang sửa sang trước từ ngữ. Diệp Thần kiên nhẫn chờ, cũng không thúc giục. Viêm Thiên Đế ở trầm tư hồi lâu sau đó, mới nói a, chúng ta hay là từ đầu nói tới. Ta năm đó, là anh chủng thế gia gia chủ, thấy thần anh thụ mau khô héo tiêu diệt, tiện tay dẫn tộc nhân chạy trốn. Ta trước một mình đi tới không không lúc nào không, tìm thích hợp chỗ tị nạn. Ta gặp không không lúc nào không, một phiến hắc ám lạnh như băng, liền sáng tạo ra lửa. Lúc này, có một người thấy được, hắn rất kinh ngạc, hỏi ta đó là cái gì. Ta nói vật này kêu lửa, ánh sáng có thể để xua tan hắc ám, cũng có thể sưởi ấm. Hắn thật cao hứng, nói hắn đúng là cảm thấy không lạnh. Ta gặp hắn một bộ dã nhân hình dáng, thân mặc da thú, ăn tươi nuốt sống, liền lợi dụng lửa, cho hắn thịt nướng nấu ăn. Hắn lần đầu tiên được ăn đồ ăn chín, lại là cao hứng, nói trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy, hắn trước kia thức ăn, phần lớn đều là lạnh như băng cổ thần thi hài. Ta rất là kinh ngạc, chẳng lẽ người này lại lớn mạnh như vậy, hoàn toàn lấy cổ thần làm thức ăn, vậy cũng quá kinh khủng một ít. Ta lại hỏi kỹ hắn, hắn nói hắn kêu kiếm ma, không có tên chữ, liền kêu kiếm ma, là kiếm mà sống, bình xanh là kiếm thành si. Diệp Thần nghe Viêm Thiên Đế kể lể chuyện cũ, nội tâm vậy khó hiểu khẩn trương lên. Kiếm ma cái này hai chữ, có thể nói là nát vụn tục vô cùng danh hiệu, thế gian không biết có nhiều ít luyện kiếm người, được gọi là kiếm ma. Nhưng Diệp Thần biết, Viêm Thiên Đế nói cái này kiếm ma, nhất định là có thể phối nổi cái danh hiệu này người. Viêm Thiên Đế nói tiếp, ta hỏi hắn, kiếm ngươi đây. Kiếm ma nói, kiếm hắn trong lòng, nhật nguyệt sơn hà, thiên địa vạn tượng, từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí hắn một cái ánh mắt, đều là kiếm hắn. Ta trong đầu nghĩ, tương lai ta anh chủng thế gia, chạy nạn đến không không lúc nào không, ắt phải sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở, nếu như có thể kết giao một ít cường giả, có lẽ là có thể nhẹ nhõm một chút, trong lòng liền có và cái này kiếm ma kết giao ý. Ta muốn thử một chút kiếm hắn, hắn đáp ứng, thời điểm đó ta, đã là thiên đế cấp 9, nhưng chưa từng dự đoán, ta cùng hắn so kiếm, lại có thể không sánh bằng hắn. Hắn ngưng khí là kiếm, trong 10 chiêu, liền đem đánh bại ta, người này kiếm đạo cường hãn, đã có thể nói vô địch. Dĩ nhiên, thật ra thì bàn về tổng hợp sức chiến đấu, hắn chưa chắc có thể chiến thắng ta, bởi vì ta còn có rất nhiều thần thông, rất nhiều nhân quả luật, rất nhiều đại lộ biến hóa, không có thi triển ra. Chỉ là luận kiếm mà nói, ta là tuyệt đối không thể so sánh với hắn. Hắn vậy nhìn thấu một điểm này, nói ta vô cùng cường đại, so hắn đã gặp tất cả người, đều mạnh hơn, hắn muốn chân chân chính chính đánh bại ta, kêu ta thi triển ra toàn bộ thần thông, hắn muốn từng cái lấy kiếm phá. Ta lúc ấy, đang chuẩn bị dẫn gia tộc chạy nạn, tự nhiên bất tiện cùng hắn thật đánh, hắn nhưng là muốn đỉnh cấp tỉ thí, ta không thể làm gì khác hơn là tránh đánh. Không nghĩ tới, hắn là kiếm thành si, cũng là một cái võ si, mỗi ngày quấn ta, nói muốn chân chính quyết đấu, ta có chút chán ghét, liền cùng hắn nói, người muốn đánh lộn, có thể tìm mục dã người gia tộc đánh. Mục dã gia tộc lúc ấy, đã thành công chạy nạn, tìm được một cái đặc biệt thích hợp chỗ tị nạn, nhà bọn họ thiếu chủ còn miệng ra cuồng ngôn, nói ta như chịu gả con gái cho hắn, hắn liền nguyện ý tiếp nhận ta anh chủng thế gia, dẫn chúng ta tiến vào hắn chỗ tị nạn. Ta Viêm Thiên Đế bực nào nhân vật, tự nhiên không thể nào khuất phục dưới người, liền cự tuyệt hắn, hai bên lời nói có chút mâu thuẫn, nháo được không quá vui vẻ, ta kêu kiếm ma đi tìm mục dã người gia tộc, cũng là tạm thời tức giận tiếng nói. Diệp Thần nghe đến chỗ này, tim căng thẳng, mơ hồ đoán được cái gì, nói, sau đó kiếm ma liền đem mục dã người gia tộc, toàn bộ giết sạch. Viêm Thiên Đế sắc mặt rất là đắng chát khó khăn xem, gật gật đầu nói, đúng vậy. Hắn tiến vào mục dã gia tộc, cơ hồ giết sạch tất cả người, chỉ có một ít người sống sót trốn thoát. Theo lẽ thường mà nói, kiếm ma đích thực là một cái ma đầu, làm việc tùy mình, không có bất kỳ đạo lý, có thể hạn chế ở hắn. Hắn giết người, không có bất kỳ mục đích gì, chỉ là cảm thấy vui, chỉ là muốn thử một chút kiếm pháp của mình. Ở ta gặp phải hắn trước, hắn đã không biết giết bao nhiêu người, tàn sát nhiều ít thời không, hắn nói chỉ có giết hại, mới có thể để cho mình kiếm đạo. Đạt được rèn luyện cùng tinh tiến. Tuy nói mục dã gia tộc là hắn tàn sát, nhưng thực nhân quả trách nhiệm ở ta, nếu như không phải là ta, hắn cũng sẽ không đi tìm mục dã gia tộc. Ta chỉ là không nghĩ tới, kiếm hắn như vậy lợi hại, toàn
toàn bộ Mục Dã gia tộc, lại có thể không người nào có thể ngăn cản. Diệp Thần nói, vậy sau đó thì sao? Viêm Thiên Đế nói, sau đó, ta liền đi Mục Dã gia tộc chỗ tị nạn, thu liễm bọn họ hài cốt, đúc thành một kiện pháp bảo, lấy thần anh thụ sau cùng ánh sáng, hóa thành siêu độ bọn họ đồ đằng, để cho bọn họ oan hồn lấy được yên nghỉ. Diệp Thần giọng nói vậy có chút khô khốc, nói, vậy pháp bảo chính là Thái Nhất Âm Dương Bàn. Viêm Thiên Đế nói, đúng vậy, vậy quá một âm dương bàn, coi như là Mục Dã gia tộc nghĩa địa. Diệp Thần kinh ngạc không nói ra lời, không nghĩ tới Thái Nhất Âm Dương Bàn sau lưng, dính líu tới nhân quả, so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn, sau lưng còn có một cái kiếm ma tồn tại. Vậy kiếm ma đâu? Diệp Thần lại hỏi. Viêm Thiên Đế nói, kiếm ma sao? Hắn là cái người điên, nói giết người muốn nhổ cỏ tận gốc mới phải chơi, liền đuổi theo giết Mục Dã gia tộc người sống sót. Những cái kia người sống sót, không ngừng chạy nạn, cuối cùng dâng lên cửu thiên phục long ấn, cầu được một cái hắc ám ma thần chủng tộc che chở, cái đó hắc ám ma thần chủng tộc, kêu thứ 9 hồn tộc, là hồn thiên đế hậu duệ, tà ác hung bạo rất, bọn họ lợi dụng cửu thiên phục long ấn, sáng tạo ra một cái giáo phái, liền kêu 9 tầng trời phục long dậy, cũng từng hùng bá một cái thời đại. Còn như tới Mục Dã gia tộc người sống sót, liền toàn bộ thành 9 tầng trời phục long dậy nô lệ. Nếu như không phải là có lời thề hạn chế, thứ 9 người hồn tộc, sớm cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Kiếm ma không tìm được 9 tầng trời phục long dậy chỗ, liền buông tha đuổi giết, hắn tâm tư giống như một đứa nhỏ, đơn thuần đến đáng sợ, chuyện này hắn rất nhanh liền quên mất, trở về lại bên người ta, quấn ta mỗi ngày yếu quyết đấu. Diệp Thần có chút rợn cả tóc gáy, thật ra thì tâm tư của một đứa trẻ, mới là đáng sợ. Người trưởng thành làm việc sẽ cân nhắc lợi ích quy củ. Nhưng đứa nhỏ nói, làm việc toàn bằng tâm tính, không cố kỵ chút nào, đây mới thực sự là đáng sợ tồn tại. Tiền bối, người sau đó, cùng cái đó kiếm ma quyết đấu sao? Diệp Thần hỏi. Viêm Thiên Đế nói, không có, ta lúc ấy chạy nạn đến không không lúc nào không, vì ta anh chủng thế gia sinh tồn, khắp nơi Nam Chinh Bắc Chiến, mỗi ngày đều ở khói lửa trong chiến loạn vượt qua, nơi nào có thời gian và cái này kiếm ma dây dưa. Ta kẻ địch càng ngày càng nhiều, chủ yếu nhất kẻ địch, là thứ 9 hồn tộc thống lĩnh 9 tầng trời phục long dậy. Bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ tiêu diệt ta, ngược lại không phải là vì thay Mục Dã gia tộc trả thù, chỉ là vì chém thanh nhân quả, hoàn toàn nắm trong tay cửu thiên phục long ấn. Bởi vì vậy cửu thiên phục long ấn, bên trong có rất nhiều nhân quả dây dưa, hiện đầy tinh không dấu vết, bọn họ cần đem những dấu vết này, toàn bộ chém chết, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay. Ta gặp thứ 9 người hồn tộc, đối cửu thiên phục long ấn như vậy coi trọng, rất là kỳ quái, vật kia tuy là cao cấp pháp bảo, nhưng vậy không trọng yếu đến tình cảnh này à. Sau đó kiếm ma nói cho ta nói, hắn cầm thứ 9 hồn tộc phó thủ lãnh giết, thám thính được một cái bí mật, chính là cửu thiên phục long ấn bên trong, có thể hàm chứa trung cực thần linh bí mật, nếu như có thể nắm trong tay ấn tỷ, thì có thể nắm trong tay trung cực. Diệp Thần ngạc nhiên, trung cực thần minh. Viêm Thiên Đế nói, đúng vậy, rất nhiều người cũng lấy là, tinh không bờ bên kia bên trong, tồn tại một cái cuối cùng thần minh, chúa tể hết thảy, thậm chí liền hồn thiên đế, đều là như thế cho là, hắn còn cung phụng ra mình quyết tử ma nhãn. Nhưng ta biết, cái gì trung cực thần minh, là tuyệt đối không tồn tại, chỉ ít ta không nghe nói qua, nhưng thứ 9 người hồn tộc, nhưng cho rằng là tồn tại, cửu thiên phục long ấn có thể ẩn chứa cuối cùng bí mật, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Ta áp lực càng ngày càng lớn, bằng vào thiên đế cấp 9 thực lực, đã khó mà đối kháng cái này rất nhiều kẻ địch, còn có thứ 9 hồn tộc xâm nhập giết. Ta muốn đột phá, muốn trở thành là siêu phẩm thiên đế, ta noi theo hồn thiên đế, hiến tế mình một con mắt, nhưng không phải cung phụng cho tinh không, mà là cung phụng cho vận mệnh đại lộ. Ta muốn lắng nghe vận mạng dạy bảo, tìm được đột phá cơ hội, ta nơi cung phụng ánh mắt, sau đó hóa thành một cái ngôi sao, kêu xích đồng thần tinh. Diệp Thần nghe đến chỗ này, bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu xích đồng thần tinh, thật sự là Viêm Thiên Đế ánh mắt biến thành, trước mắt ở Kỷ Tư Thanh trong tay. Hắn nhìn về phía Viêm Thiên Đế cặp mắt, quả nhiên phát hiện có một con mắt, là không có ánh sáng, hình như là cái gì tinh thạch đúc, cũng không phải chân tránh ánh mắt. Tiền bối, vậy ngươi đột phá sao? Diệp Thần lại hỏi. Viêm Thiên Đế nói, ta linh nghe được vận mạng chỉ dẫn, ta đích xác là có đột phá cơ hội, thậm chí ta đã đột phá đến nửa bước siêu phẩm bước, chỉ kém cuối cùng nửa bước, là có thể thành là chân chính siêu phẩm thiên đế,
cùng Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế cũng giá tể khu. Diệp Thần nội tâm chấn động, nửa bước siêu phẩm, đây thật là nghịch thiên. Như vậy xem ra, năm đó Viêm Thiên Đế, hẳn là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế trở xuống, nhất là nhân vật cường đại, là đột phá cấp 9 tồn tại. Viêm Thiên Đế nhưng là một tiếng thở dài, nói chỉ tiếc, ở nơi này trọng yếu nhất giây phút, thứ 9 hồn tộc thủ lãnh, cũng chính là 9 tầng trời Phục Long dạy giáo chủ, hắn tìm được ta, cũng thừa dịp ta đột phá để gặp, hơi thở không yên, cho ta một kích chí mạng. Ta biết mình không sống qua 3 ngày, coi như ta chết liền sống lại, đạo tâm cũng phải bị long đong, không thể nào lại đột phá, thậm chí liền Thiên Đế tu vi cũng không gánh nổi. Ta biết, ta nếu là chết, ta anh chủng thế gia như thế nhiều kẻ thù, thì như thế nào có thể sống được. Bất đắc dĩ, ta triệu tập trong gia tộc người, kêu bọn họ phân tán chạy trốn. Ta đem ta và gia tộc tồn tại thiên cơ dấu vết, toàn bộ xóa đi, lại đem mình thân thể, chia nhỏ thành 6 phần, tứ chi, thân thể và đầu lâu, ta hậu nhân đều cầm một phần chia, phân tán chạy trốn. Ta nhưng thật ra là không muốn chết, ta đang mong đợi tương lai có một ngày, luân hồi chi chủ có thể ra đời, sau đó góp đủ ta thân thể, đem ta sống lại, ta vẫn là muốn lại đánh vào siêu phẩm thiên đế. Nơi này chôn là ta cánh tay trái. Nhưng năm tháng bể dâu, ta tất cả dã tâm, đều đã tan mất, hiện tại cũng không muốn cái gì sống lại, ngoại giới tranh đấu, ta đã sớm chán nản, chỉ muốn gia tộc hậu nhân, có thể thật tốt sống sót, tương lai có cơ hội trở lại tinh không bờ bên kia. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng sinh ra một chút phảng phất cảm giác, chỉ cảm thấy thế sự biến ảo, bể dâu bi thương. Hắn rốt cuộc biết, Viêm Thiên Đế tất cả câu chuyện, cũng biết hắn năm đó, vì sao phải xóa đi tất cả thiên cơ dấu vết. Dừng một chút, Diệp Thần liền nghĩ tới kiếm ma, hỏi, vậy kiếm ma đâu? Hắn còn sống không? Viêm Thiên Đế nói, kiếm ma. Ha ha, ta sau khi chết, hắn rất thương tâm, bởi vì cho đến ta chết, hắn cũng không có cùng ta quyết đấu cơ hội. Ta hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ thương tâm đến tình cảnh này, mỗi ngày đều đang khóc, mỗi ngày đều đang giết người, một bên giết một bên khóc, mỗi ngày đang kêu gọi ta tên chữ. Năm đó ta anh chủng thế gia, thấy thần anh thụ khô héo thời điểm, đều không hắn khóc được như vậy thương tâm. Diệp Thần ngẩn người, tưởng tượng một tí hình ảnh kia, cũng có chút dở khóc dở cười, không nói gì với nhau. Viêm Thiên Đế thở dài nói, thật ra thì ta đều thấy được, ta dù chết, nhưng chỉ cần có ngọn lửa địa phương, thì có ta ý chí, thế gian ngọn lửa bất diệt, ta ý chí cũng sẽ không biến mất. Kiếm ma nước mắt cùng sát ý, cuối cùng hội tụ thành một cái hồ tiên, chính là bên trong tay ngươi giết hại hồ tiên. Diệp Thần ánh mắt có chút mê ly, là thật không nghĩ tới giết hại hồ tiên sau lưng, còn có một đoạn như vậy truyền thuyết. Viêm Thiên Đế nói, kiếm ma cuối cùng nước mắt khóc khô, giết hại cùng năm tháng mài mòn, cuối cùng vậy để cho hắn khô lão nhi chết, nhưng kiếm đạo của hắn ý chí, quá hừng hực, cũng là sẽ không biến mất, ta suy tính thiên cơ, biết gần đây 100.000 này năm thời gian, hắn đã chuyển thế sống lại. Chuyển thế sau khi sống lại kiếm ma, tên gọi Hàn Diễm, người sau này gặp phải đụng phải, ngàn vạn muốn lưu ý. Năm đó kiếm ma, giết người như ngoé, vì chui luyện cái gọi là kiếm đạo, không biết tàn sát nhiều ít sinh linh, đời này hắn, người nếu như gặp phải, tốt nhất có thể dẫn dắt hắn, bước lên chính lộ. Tim bất chánh, kiếm thì tà, tương lai muốn ở tinh không bờ bên kia sinh tồn, cũng cần một viên chánh đạo chi tâm. Ta có dự cảm, các ngươi chạm mặt ngày, sẽ không quá xa. Diệp Thần nói, Hàn Diễm, được, tiền bối, ta nhớ danh tự này. Viêm Thiên Đế gật đầu một cái, giọng nói đột nhiên đổi được trịnh trọng lên, nói, luân hồi chi chủ, ta còn có một lời, muốn tặng cho ngươi. Diệp Thần nói, tiền bối mời nói. Viêm Thiên Đế nói, vậy chỉ thủy kiếm đạo, ngươi có thể không dùng còn chưa phải dùng, bởi vì đó là nghịch chuyển đại lộ, đánh vỡ suy luận lẽ thường kiếm pháp, ngang hàng nghịch thiên, trời xanh vạn vật lấy nuôi người, nghịch thiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu như nói tinh không bờ bên kia, thật tồn tại cái gì cuối cùng thần minh, ta muốn cái này thần minh, chính là cái này thiên chữ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ta biết, tiền bối, đa tạ ngươi chỉ điểm. Viêm Thiên Đế lại gật gật đầu nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, vậy ta mai táng ở chỗ này cánh tay trái, ngươi có thể cầm đi, đây là ta Thiên Đế cánh tay, ngươi nếu như luyện hóa, sẽ có thiên đại chỗ tốt, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Diệp Thần cau mày nói, tiền bối, ta luyện hóa ngươi Thiên Đế cánh tay,
đem ngươi tới há không phải là không thể sống lại. Viêm Thiên Đế nói, không sao, ta nói, ta chẳng muốn lại phục làm cái gì, rất dài năm tháng, đã sớm đem ta tất cả dã tâm, toàn bộ phai mờ, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Diệp Thần im lặng, cuối cùng chắp tay nói, tiền bối ngươi yên tâm, nếu như ta có đủ thực lực, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi hậu duệ. Dừng một chút, Diệp Thần lại trần chờ nói, chỉ là, cái này phiến anh chủng thánh địa người, tựa hồ đối với ta không quá bạn thân. Viêm Thiên Đế ha ha cười một tiếng, nói, là bọn họ hiểu lầm, vốn là ta anh chủng thế gia, là thờ phượng luân hồi, nhưng luân hồi trước cửu thế, đều không thể quật khởi, cho nên rất nhiều người tín ngưỡng đều dao động, thậm chí đối với luân hồi sinh ra oán hận. Ta tối nay sẽ báo mộng cho bọn họ, cùng bọn họ nói rõ ràng, người cái này nhất thế, nhất định có thể nghịch thiên quật khởi. Bây giờ nói, xin ngươi hãy trước chém chết nhiều thần long kia. Nhiều thần long kia, đều là thứ 9 hồn tộc tạo hóa đi ra ngoài, hướng bên trong quán trú vô số hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo tài nguyên, mới có thể để cho những thứ này rồng thần, có như thế cường đại lực lượng. Ha ha, thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp, vẫn là 6 con rồng, sợ là có thể cầm ta anh chủng thánh địa phá hủy, chém chết rồng thần, đối kháng thứ 9 hồn tộc, liền nhờ ngươi. Viêm Thiên Đế trong tay linh khí hội tụ, thực thì hiển hóa ra ngoại giới chiều hướng. Chỉ gặp vậy cửu long chi địa bên trong, 6 con thần long gầm thét gào thét, uy năng nổ, đột nhiên bay đánh ra, đột phá cửu long chi địa phạm vi, xông về phía anh chủng thánh địa những địa phương khác, tung lên trùng trùng gió bão, điên cuồng đánh giết. Anh chủng thánh địa nhất thời đại loạn, khắp nơi truyền ra tiếng kêu thảm thiết và kịch liệt tiếng hò hét, rất nhiều cường giả điều động, bắt đầu diệt sát thần long. Cửu long chi địa bên trong, đạo đức thiên tôn, phong gian mộng và rất nhiều võ giả, cũng có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới vậy còn dư lại mấy con thần long, đột nhiên nổi điên. Diệp Thần nhưng là thấy rõ, biết trước mặt 3 con thần long, chỉ là dò xét, núp ở sau lưng thứ 9 hồn tộc và 9 tầng trời phục long dậy, giờ phút này mới rốt cục bùng nổ, muốn xúc diệt toàn bộ anh chủng thánh địa, chặt đứt tất cả nhân quả, để cho cửu thiên phục long ấn khôi phục tinh khiết. Cái này ấn tì, cho dù là đã từng quay về khư, tinh không dấu vết, cổ xưa nhân quả, như cũ tồn tại. Chỉ có dựa vào giết hại tồn tại, đem bên ngoài nhân quả toàn bộ chém thanh, mới có khôi phục tinh khiết có thể. Diệp Thần thấy vậy 6 con thần long nổi điên, khí tượng kinh thiên, thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên, càng ngày càng nhiều võ giả, đều bị hấp dẫn tới đây. Diệp Thần thấy trùng dương chân nhân đều tới. Còn có vạn khư hùng bá viêm, cũng tới. Thậm chí là không không lúc nào không, vậy có thế lực bị hấp dẫn, lục tục có người cưỡng ép xông phá thời không vách đá. Hạ xuống, tình cảnh 10 phần kịch liệt, cũng muốn cướp lấy cửu thiên phục long ấn. Tranh đấu kịch liệt, để cho một cái thân thể ngã xuống, từng luồng vong linh hơi thở, nhưng vẫn động đi cửu thiên phục long ấn thổi tới, trở thành bồi bổ pháp bảo chất dinh dưỡng. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, nói, pháp bảo này đang hấp thu vong hồn. Viêm Thiên Đế nói, dĩ nhiên, thật ra thì thứ 9 hồn tộc, để cho cửu thiên phục long ấn ở chỗ này xuất thế, chỉ là vì thu hoạch nhiều một chút vong hồn. Tráng đại pháp bảo. Đây là âm mưu của bọn họ, căn bản là không có muốn để cho người ngoài chấm mút pháp bảo này. Diệp Thần có chút ra đầu tê dại, bỗng nhiên liền nghĩ tới Văn Thiên Đại Sư, nói cái này cửu thiên phục long ấn chân quý như vậy, năm đó làm sao sẽ bị Văn Thiên Đại Sư đạt được. Viêm Thiên Đế nói, à, cái đó Văn Thiên sao? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, đoán chừng là mục dã người gia tộc, và thứ 9 hồn tộc đấu pháp, tiện nghi hắn. Diệp Thần nói, đây là chuyện gì xảy ra? Viêm Thiên Đế cong ngón tay đoán, nói, để cho ta tính một chút, những chuyện này ta cũng không rõ lắm. À, thật ra thì chính là mục dã gia tộc, lâm vào là thứ 9 hồn tộc nô lệ sau đó, một mực không cam lòng, muốn lần nữa quật khởi, vô số kỷ nguyên tới nay, vậy sản sinh ra một ít nhân vật cường đại. Bọn họ biết muốn giết ngược thứ 9 hồn tộc, trước hết lấy lại cửu thiên phục long ấn, liền thi triển nhân quả luật. Phải đem ấn tỷ đoạt trở lại. Thứ 9 hồn tộc vậy lấy nhân quả luật đối kháng, hai bên đấu pháp, cái này ấn tỷ nhưng đánh mất đi ra ngoài, bị cái đó Văn Thiên đạt được. Nhưng, chân quý như vậy pháp bảo, không phải người tí hon kia vật có thể nắm trong tay, hắn cuối cùng bỏ mình, pháp bảo quay về khư, trở về lại 9 tầng trời phục long dậy trong tay, cũng là thiên địa lý. Diệp Thần nghe đến chỗ này, có chút ngạc nhiên. Lúc đầu Văn Thiên Đại Sư đạt được cửu thiên phục long ấn, chỉ là một bất ngờ.
nức không xứng vị, pháp bảo này hắn cuối cùng là không cầm nổi. Viêm Thiên Đế khoát khoát tay, nói, luân hồi chi chủ, những thứ này đi qua nhân quả, người không cần để ý tới sẽ. Việc cần kíp, là chém chết còn dư lại rồng thần, nghiền thứ 9 hồn tộc âm mưu, bảo vệ anh chủng thánh địa. Cái này cửu thiên phục long ấn, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cướp được tay, nếu không sau này không cơ hội. Ngươi bắt được pháp bảo sau đó, nếu như có thể, tốt nhất có thể trả lại cho mục dã gia tộc, ngươi bảo bối rất nhiều, muốn đến không kém một khối này ấn tỷ. À, mục dã gia tộc vận mệnh, quá mức bi thảm, cuối cùng là bởi vì ta tạo thành, ta nội tâm bất an. Diệp thần nói, tiền bối, ta trước hay là cướp được vậy cửu thiên phục long ấn nói sau, ngày hôm nay tham dự tranh đoạt người, vừa vừa thực không thiếu. Viêm Thiên Đế nói, cũng vậy, vậy ngươi đi đi, ở tham dự tranh đấu trước luyện hóa ta Thiên Đế cánh tay, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đúng rồi, nhớ Hàn Diễm người này, hắn là kiếm ma chuyển thế. Diệp thần nói, cái này âm tiết vừa dứt hạ. Hắn liền cảm thấy chung quanh không gian vặn vẹo, hoa mắt một cái, mình đã trở lại thực tế. Rắc rắc, Diệp thần bên người, vậy Viêm Thiên Đế phần mộ, tự động nứt ra một cái lỗ, có mênh mông kim quang, từ trong đó tách thả ra ra. Kẽ hở càng ngày càng lớn, vang dội, cuối cùng toàn bộ phần mộ đều nứt ra, lộ ra một bộ quan tài đá. Diệp thần mở ra quan tài đá, chỉ gặp quan tài đá bên trong, an táng trước một cánh tay. Chính là Viêm Thiên Đế cánh tay trái. Cánh tay này, phía trên màu vàng phù văn vần quanh, thụy hà muôn vàn, thần huy thiên trọng, có thiên đế uy áp tràn ra tới, trên da có một từng đạo ngọn lửa đồ đằng. Diệp thần thậm chí ở trong đó, bắt được một chút lửa trời mệnh tinh hơi thở. Xem ra năm đó, Viêm Thiên Đế học hỏi lửa trời mệnh tinh, sáng tạo ra ngọn lửa, cũng nhận được một chút lửa trời mệnh tinh ban phúc bồi bổ. Diệp thần tâm niệm vừa động, cánh tay kia liền hóa thành chấm kim mang, như lưu huỳnh sao rơi, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến hắn trên cánh tay trái. Diệp thần cánh tay trái, nhất thời cảm thấy kịch liệt lửa đốt đau, thật giống như lột xác. Hắn thừa kế Viêm Thiên Đế một cái thiên đế cánh tay, rất nhiều truyền thuyết lâu đời câu chuyện, bí mật thiên cơ, đều ở đây hắn đầu óc bên trong từng cái lướt qua. Năm đó Viêm Thiên Đế sáng tạo ngọn lửa, cùng kiếm ma giao thủ, chinh chiến Nam Bắc, ngang dọc chư thiên bàng bạc hình ảnh. Cũng ánh chiếu nhập hắn đầu óc bên trong, rất nhiều võ đạo thần thông biến hóa, đại đạo nghĩa sâu xa, hỗn hợp lắng đọng xuống. Rắc rắc, Diệp thần nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy tay trái quả đấm, có vô cùng lực lượng, thật giống như có thể một quyền bạo sát thần minh, oanh diệt tinh không. Hắn nguyên cái cánh tay trái, hiện lên đỏ thẫm ánh sáng màu, có một từng đạo lửa trời phù văn tách thả ra, như chạm rỗng hoa văn, đặc biệt nguy nga. Đây chính là thiên đế cánh tay lực lượng sao? Diệp thần dơ, chỉ cảm thấy ở luyện hóa Viêm Thiên Đế cánh tay trái sau đó, mình lực lượng, không biết chợt tăng nhiều ít, cũng không cần thi triển cái gì võ đạo thần thông, đơn giản một quyền đuổi ra ngoài, là có thể bạo diệt một ít cái gọi là cường giả. Đây là thiên đế cánh tay mạnh mẽ. Lần này tới anh chủng thánh địa, coi như không bắt được cửu thiên phục long ấn, Diệp thần đã là thu hoạch phong phú, điều này thiên đế cánh tay giá trị. Cũng không có thể so với cửu thiên phục long ấn kém đi nơi nào. Bất quá, còn mở khải thiên đế cánh tay lực lượng thời điểm, Diệp thần cảm thấy tay cánh tay kinh mạch, lửa đốt đau dữ dội, thật giống như thời thời khắc khắc đều bị nham thạch nóng chảy đốt luyện vậy. Ngày này đế cánh tay, dẫu sao là Viêm Thiên Đế tay chân, là đã từng thiếu chút nữa đột phá đến siêu phẩm thiên đế mạnh mẽ tồn tại, lực lượng tuy hung mãnh bá đạo, nhưng muốn kéo dài sử dụng, chỉ sợ cũng sẽ cho thân thể mang đến không thiếu gánh vác. Dĩ nhiên, có thể nhiều hơn như thế một đạo cường đại lá bài tẩy, Diệp thần là tương đương hài lòng. Hắn cũng muốn lập tức đối chiến Vũ Hoàng Cổ Đế, một quyền đem Vũ Hoàng Cổ Đế đánh bể. Luân hồi chi chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Diệp thần mới vừa muốn thu liễm lại thiên đế cánh tay thời điểm, một đạo nhọn chói tai giọng nữ, truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn ngước mắt vừa thấy, liền thấy anh chủng điệp, ở mấy tên hộ vệ vây quanh. Xuất hiện ở phần mộ bên ngoài cấm địa. Anh chủng điệp nhìn Diệp thần thông đỏ như lửa cánh tay, lại nhìn thấy nứt ra phần mộ, bị mở ra sau trống trơn như vậy quan tài đá, nàng tại chỗ bối rối, hét dầm lên. Ngươi làm sao dám xông vào gia tộc ta tổ sư cấm địa? Ngươi còn ăn cắp lão tổ thiên đế cánh tay? Thật là to gan, giết hắn cho ta. Anh chủng điệp hoàn toàn tức giận khủng hoảng,
chỉ huy thủ hạ hộ vệ, xách đao chém chết hướng Diệp Thần. Vậy mấy tên hộ vệ, vậy là một bộ bi phẫn giận đùng đùng hình dáng, đao thế tương đương mãnh liệt. Anh Trùng tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Diệp Thần có chút bối rối, muốn giải thích, vậy mấy tên hộ vệ đao, đã giết tới. Hắn giơ lên thiên đế cánh tay đón đỡ, đang đích một tiếng, vậy mấy tên hộ vệ, đủ để chém núi khai thiên đao, chém vào trên cánh tay hắn, nhưng phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần vậy không cảm thấy chút nào đau đớn, ngày này đế cánh tay vô cùng lợi hại, thần minh trở xuống công kích, không thể thương tổn tới hắn chút nào. Ngươi còn muốn nói điều gì, ngươi uổng gọi luân hồi chi chủ, lúc đầu nhưng là cái kẻ trộm. Anh Trùng Điệp nổi nóng không dứt, tự mình rút kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ không ngừng, Viêm Thiên Đế nói tối nay sẽ báo mộng, hướng tất cả anh Trùng thế gia hậu duệ, giải thích rõ. Nhưng bây giờ, anh Trùng thế gia người, hiển nhiên còn không biết sau lưng khớp xương. Diệp Thần nhìn xem bên cạnh Viêm Thiên Đế pho tượng, cũng không có cái gì hiển linh dấu hiệu, thậm chí ánh sáng cũng mở đi rất nhiều. Hắn đoán chừng mình luyện hóa Thiên Đế cánh tay, Viêm Thiên Đế linh hồn hao tổn, vậy là lớn vô cùng, có thể đã rơi vào yếu ớt. Anh Trùng tiểu thư, ta không phải kẻ trộm, ta và các ngươi lão tổ là bạn. Diệp Thần thử nghiệm giải thích, nhưng cái này rất nhiều nhân quả, há lại là có thể chốc lát giải thích rõ. Hơn nữa coi như hắn giải thích, anh Trùng Điệp cũng chưa chắc chịu tin, vẫn là phải Viêm Thiên Đế tự mình ra mặt. Anh Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng, cũng không nghe Diệp Thần mà nói, kiếm ám sát tới đây. Diệp Thần cười khổ không thôi, không thể làm gì khác hơn là lắc mình né tránh, vậy không hoàn thủ. Hắn nếu là còn tay, toàn bộ anh Trùng Thánh Địa, không người là địch thủ của hắn. Đang dây dưa bên trong, chợt nghe một tiếng rồng ngâm, từ bầu trời nổ lên. Chỉ gặp một con thần long, kim quang nhô lên, dương nanh múa vuốt, trong mắt mang ác liệt ý định giết người, lăng không đạp chết xuống, một móng vuốt liền hướng anh Trùng Điệp sau lưng xuyên qua đi. Tiểu thư chú ý, chung quanh mấy tên hộ vệ, nhất thời hoảng hốt, muốn cứu viện, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, con thần long kia, có chừng thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp thực lực, coi như bọn họ muốn ngăn trở, cũng không khả năng cản trở được. Mới vừa cửu long chi địa bên trong, vậy còn dư lại 6 con thần long, linh khí nổ, đột nhiên nổi điên, ra tất cả mọi người dự liệu. Anh Trùng thế gia đã có dự cảm, là 9 tầng trời phục long dậy âm mưu. Dông thần mạnh mẽ, anh Trùng Điệp liền muốn tới tổ sư cấm địa, mang lão tổ Thiên Đế cánh tay, cùng thoát đi nơi đây, nào nghĩ tới lại đụng phải Diệp Thần, Thiên Đế cánh tay cũng bị Diệp Thần luyện hóa. Lúc này trên trời rồng thần tập sát tới, anh Trùng Điệp sắc mặt trắng bệch, trong lòng ngầm hô gai gâu. Lấy nàng thực lực, cũng không cách nào đối kháng hung mãnh như vậy rồng thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Thiên Đế lực cánh tay tính nổ, quả đấm nắm chặt, phi thân đem anh Trùng Điệp kéo đến phía sau mình, rồi sau đó một quyền nghịch xông lên, đập về phía vậy rồng thần đầu. Một quyền này, không có bất kỳ võ đạo thần thông biến hóa, liền là thuần túy quả đấm đánh ra. Thiên Đế cánh tay lực lượng, toàn bộ ẩn chứa trong đó, ngọn lửa bùng nổ, Diệp Thần trong quyền phong nổ lên hung mãnh lửa trời cuồng diễm, đặc biệt nguy nga. Phịch, Diệp Thần một quyền, hung hăng nện ở vậy rồng thần trên đầu. Chỉ là một quyền, vậy rồng thần đầu, tại chỗ nổ tung. Cuồng bạo quyền kính, xuyên qua rồng thần thân thể toàn thân, đem thân thể của nó, cũng hoàn toàn xé. Rồng thần bi hống một tiếng, tại chỗ rơi xuống đất toi mạng. Từ trong cơ thể chảy ra đại lượng hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo, kim quang lập lòe, sáng chói được người hoa mắt. Diệp Thần thấy vậy, cũng biết là 9 tầng trời phục long dậy, lợi dụng hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo, rất miễn cưỡng đem những thứ này rồng thần thực lực, tăng lên tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp bước. Những thứ này hoàng kim nguyên ngọc cùng thiên tài địa bảo, đối Diệp Thần vậy có rất lớn chỗ dùng, có thể dùng để tu bổ đúc lại thanh liên phân thân. Chủ nhân, cái này rồng thần hài cốt, có thể cho ta cắn nuốt sao? Lúc này, Diệp Thần lại nghe đến, trong cơ thể huyết long thanh âm. Đầu này rồng thần, máu thịt mang thần đạo cảnh tinh hoa, đối huyết long mà nói, là thiên đại tư bổ vật. Trước đây Diệp Thần chém chết một con thần long, huyết long liền muốn cắn nuốt, bất quá khi đó, Diệp Thần phải đối phó Thanh Ngưu cổ tôn, vậy không rảnh chiếu cố đến những chuyện khác. Có thể. Diệp Thần gật đầu một cái.
lúc này liền đem vậy rồng thần hài cốt máu thịt, còn có bạo đi ra ngoài hoàng kim nguyên ngọc, thiên tài địa bảo, toàn bộ thu. Những tư nguyên này, hoàng kim nguyên ngọc có thể dùng để tu bổ thanh liên phân thân, rồng thần hài cốt máu thịt, thì có thể lớn mạnh huyết long lực lượng. Một bên anh chủng vũ, còn có vậy mấy tên hộ vệ, ngơ ngác nhìn Diệp thần, hoàn toàn rung động. Cái này rồng thần, nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp tồn tại, Diệp thần lại có thể một quyền liền đánh bể. Có thể tưởng tượng được, Diệp thần lực lượng, khủng bố đến cái gì bước. Ngươi lấy được lão tổ đồng ý. Không có lão tổ đồng ý, ngươi không thể nào phát huy ra thiên đế cánh tay lực lượng. Anh chủng điệp ngơ ngác nhìn Diệp thần, lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, rồi sau đó lẩm bẩm thấp giọng nói. Luân hồi cửu thế đều là vẫn, chẳng lẽ lão tổ còn không buông tha? Cái này thứ 10 đời, thật có thể quật khởi sao? Diệp thần nhìn anh chủng điệp mê mang hình dáng, cười nói, anh chủng tiểu thư, ta có thể hay không quật khởi, sau này hãy nói, ngày hôm nay ta trước giúp các ngươi chém chết tất cả rồng thần, miễn được thứ 9 hồn tộc thương tổn tới các ngươi. Anh chủng điệp và chung quanh bọn hộ vệ, nghe được Diệp thần cũng biết thứ 9 hồn tộc sự việc, lại là kinh hãi, đây chính là đặc biệt mịt mờ bí mật, chỉ có anh chủng thế gia người biết. Người ngoại giới, căn bản không biết thứ 9 hồn tộc tồn tại. Người gặp qua lão tổ. Anh chủng điệp mày liễu khẽ nhíu, hỏi. Diệp thần cười nói, chậm một chút nói sau, việc cần kíp, là chém long. Diệp thần thần niệm quét nhìn toàn bộ anh chủng thánh địa, liền thấy còn dư lại 5 con thần long, ở thánh địa các nơi địa phương, điên cuồng phá hoại giết người, anh chủng thế gia chết thảm trọng. Đồng thời, Diệp thần vậy thấy, trùng dương chân nhân, hùng bá viêm, phong gian mộng, đạo đức thiên tôn các người, phân biệt đi chặn đánh rồng thần. Nhưng nhiều thần long kia, căn bản không có cùng bọn họ đối chiến ý, tận lực tránh đánh, chỉ điên cuồng phá hoại anh chủng thánh địa, điên cuồng giết người. Còn như vậy cửu thiên phục long ấn, ấn tỷ đã không biết đánh rơi đến địa phương nào, thánh địa bên trong, chỉ còn lại 5 con thần long, gầm thét giết hại. Rất nhiều hơn võ giả, vốn là muốn cướp đoạt cửu thiên phục long ấn cơ duyên, nhưng gặp anh chủng thánh địa khắp nơi hỗn loạn, liền thừa dịp cháy nhà hôi của, cướp thánh địa thiên tài địa bảo. Thần thông bí tịch, binh khí pháp bảo vân, tình cảnh đã là hỗn loạn tới cực điểm. Anh chủng điệp mắt gặp thánh địa gặp này cùng đại kiếp, rơi lệ. Phù quỷ mẫu ổ, mở. Diệp thần lâm nguy không loạn, sử dụng phù quỷ mẫu ổ, cho gọi ra muôn vàn đầu phù quỷ con rối, rồi sau đó tuân theo diệp thần ý chí, tứ tán đi ra ngoài, duy trì trật tự. Những thứ này phù quỷ con rối, đối kháng rồng thần là không tư cách. Nhưng phải đối phó một ít phổ thông võ giả, phòng ngừa bọn họ quấy rối, đó cũng là dư sức có thừa. Diệp thần thoáng ổn định thế cục, phong tỏa một đầu rồng thần vị trí, liền dẫn anh chủng điệp các người, bay đi. Anh chủng thánh địa là lớn vô cùng, có mấy chục ngàn bên trong chu vi, trăm ngàn tòa thành trì. Diệp thần tỏa định rồng thần, ngay tại một tòa thành trì bên trong, điên cuồng giết hại, không biết có nhiều ít vô tội người dân chết đi, máu chảy thành sông. Vậy rồng thần tựa hồ cảm thấy mình khí cơ bị phong tỏa, vậy cảm giác được Diệp thần lợi hại, lập tức liền muốn chạy trốn đi, cũng không muốn cùng Diệp thần tác chiến. Kinh cức phương tỏa, bụi gai phong trời. Diệp thần sớm có chuẩn bị, tâm niệm vừa động, thúc giục kinh cức phương tỏa lực lượng, ở trong tay bộc phát ra ngàn vạn điều bụi gai, ngất trời nổ lên, từng cái màu xanh lá cây bụi gai bện suốt ngày lưới, phong tỏa khắp nơi. Con thần long kia muốn chạy khỏi. Nhưng đụng đầu vào bụi gai lưới trời trên, nhất thời thương tích khắp người, kêu rên lên. Anh chủng điệp các người thấy Diệp thần thủ đoạn, đều là kinh bái phục khen ngợi. Diệp thần tuy chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 9, nhưng các loại thần thông biến hóa, tiện tay lấy, nước chảy mây trôi, thần minh đều không hắn lợi hại. Vậy rồng thần không phá nổi bụi gai thiên võng khốn khóa, ở giữa không trung quanh quẩn, vừa tức giận, lại là sợ hãi bảo hiếu đứng lên. Chủ nhân! Để cho ta ăn nó. Huyết long liếm môi một cái, phát ra có chút nóng bỏng thanh âm. Đừng nóng, ta trước cầm nó chém xuống tới. Diệp thần khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười, ở anh chủng điệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, tự do rực nổ lên, xông lên bay lên trời, một chiêu lớn mộ thần kiếm, mang cuồn cuộn táng diệt khí, chém chết hướng vậy rồng thần. Mắt xem con thần long kia, sẽ bị Diệp thần chém xuống, đột nhiên tới giữa, một cái trọng kiếm phá không tới. Nhưng đem Diệp thần kiếm thế ngăn trở. Diệp thần ngưng xem vừa thấy, chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng người, hạ xuống.
lại là xuất thân Thiên Đế Tổ Đình, phụng Hồng Quân Lão Tổ mệnh lệnh, bảo vệ Vũ Hoàng Cổ Đế Hùng Bá Viêm. Hùng Bá Viêm, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt lướt qua một chút lãnh ý. Luân hồi chi chủ, người đã chém hai con rồng, lại chém một cái, sợ rằng vậy cửu thiên phục long ấn, thì phải quy ngươi tất cả. Hùng Bá Viêm nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt tràn đầy cảnh giác ý. Thật ra thì hắn cũng có chém long thực lực, chỉ là nhiều thần long kia, tận lực tránh đánh, hắn không tìm được cơ hội. Cho đến lúc này, Diệp Thần lợi dụng bụi gai lưới trời, phong tỏa ở rồng thần đường đi, hắn mới có cơ hội. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, xem ra Hùng Bá Viêm còn không biết, cái này cửu thiên phục long ấn sau lưng, mang theo thứ 9 hồn tộc âm mưu. Hắn còn lấy là, cái gọi là chém long khảo nghiệm, còn thật hữu dụng. Không thể không nói, thứ 9 hồn tộc không hổ là hồn thiên đế hậu duệ, điên đảo thiên cơ, che giấu nhân quả thủ đoạn, đích xác là lợi hại. Nếu như không phải là Viêm Thiên Đế điểm phá, Diệp Thần cũng không biết cái này sau lưng âm mưu. Ngươi cười cái gì? Hùng Bá Viêm chân mày cau lại, nói. Diệp Thần cười nói, không việc gì, bất quá ngươi lại còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, đây là ép ta giết ngươi. Cho dù ban đầu, ở vạn khư địa giới trên, Hùng Bá Viêm đều không phải là Diệp Thần địch thủ, chớ nói chi là ở chỗ này. Nếu như đánh chết Hùng Bá Viêm, Diệp Thần vậy coi là giải quyết một cái phiền phức, phía sau đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, sẽ nhẹ lòng một chút. Hùng Bá Viêm cảm nhận được liền Diệp Thần sát ý, không chút kinh hoàng, hừ một tiếng, nói. Ta thừa nhận, ta đúng là không phải ngươi địch thủ. Nhưng nếu, Hồng Quân Lão Tổ phái ta xuống, ngươi thật lấy là ta không có chắc bài. Ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, Hồng Quân Lão Tổ lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Hùng Bá Viêm phun ra một hơi màu vàng kim máu tươi kia bên trong, hiện ra một hơi to lớn quan tài, phơi bày đỏ thắm màu sắc. Phía trên hiện đầy loang lổ dấu vết, thấm ra ngột ngạt cùng suy hủ hơi thở. Vừa xuất hiện, bầu trời cũng xám tối xuống, thật giống như có một loại vẫn diệt mùi vị, chư thiên thời không đều phải chết đi, muốn mai táng ở nơi này phó trong quan tài. Đây là... Diệp Thần mắt đồng hơi co lại, có thể cảm thấy cái quan tài này lợi hại, thậm chí cùng lớn mộ thần kiếm có nguyên nhân quả sâu xa. Hi hi, đây là thiên táng quỷ quan, là Hồng Quân Lão Tổ năm đó. Tham gia đạo tông tỷ võ, lấy được đồ, đủ để mai táng kỷ nguyên, ta ngày hôm nay thì phải lấy ngày này táng quỷ quan, đem ngươi mai táng. Hùng Bá Viêm cười lạnh, sử dụng thiên táng quỷ quan, nắp quan tài một tiếng nổ mở ra, từ bên trong bộc phát ra vô biên vô tận quỷ khí, âm khí, ngút trời gào thét, để cho trên bầu trời bụi gai lưới lớn, cũng khô héo. Diệp Thần cảm thấy mình thân thể, không bị khống chế vậy, phải bị vậy quan tài hút vào. Hắn trong lòng rét một cái, biết cái quan tài này lợi hại. Thậm chí, hắn bắt được thiên cơ, biết Nguyên Thiên Đế năm đó, từng học hỏi qua thiên táng quỷ quan, hiểu trong đó thiên táng sát khí, cuối cùng sáng tạo ra lớn mộ thần kiếm cái này môn kiếm pháp. Nói cách khác, ngày này táng quỷ quan, là lớn mộ thần kiếm linh cảm ngọn nguồn, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào. Diệp Thần thân thể, đều phải bị chiếm đoạt đi vào. Thiên Long Nguyên Thể, mở. Bất quá, Diệp Thần phản ứng thật nhanh, lập tức mở Thiên Long Nguyên Thể, từng cái Thiên Long nổi lên, huyết long vậy bào hiếu lao ra, oai rồng nổ tung, đánh gãy vậy cổ gắn nuốt hơi thở. Rồi sau đó, huyết long lại là dương nanh múa vuốt, một móng vuốt hướng ngày trước táng quỷ quan vỗ tới. Phịch đích một tiếng, huyết long móng vuốt, vỗ vào thiên táng quỷ quan phía trên, tự thân bị sát khí ăn mòn, móng vuốt cũng trở nên có chút cho đen, thậm chí toát ra thi ban. Nhưng nó vậy là Diệp Thần tranh thủ được cơ hội, Diệp Thần thừa dịp Hùng Bá Viêm hơi thở không yên, lập tức thúc giục kinh cức phương tọa lực lượng, từng cái bụi gai như rắn độc vậy quấn đi vòng qua. Hùng Bá Viêm mà một tiếng hét thảm, tại chỗ liền bị bụi gai quấn quanh ở, nhọn bụi gai đổ gai, đâm hư ra hắn, máu tươi chảy ròng, đau nhức bứt rứt. Bộ kia thiên táng quan tài, cũng bị bụi gai quấn quanh ở, thẻ xem kỹ một tí nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sáng tản đi. Lúc đầu ngày này táng quỷ quan, cũng không phải là bản thể ở Hồng Quân Lão Tổ trong tay. Hùng Bá Viêm gọi tới, coi như là một đạo hình chiếu. Chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, mới vừa thiếu chút nữa cắn nuốt Diệp Thần, có thể gặp ngày này táng quỷ quan khủng bố. Bất quá, Diệp Thần không phải người bình thường, hắn thực lực cường hãn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị chiếm đoạt,
Thiên Long Nguyên Thể mở một cái, Long Đằng Mệnh Tinh lực lượng một bùng nổ, liền hoàn toàn phá giải, cũng giết ngược Hùng Bá Viêm. Ngươi! Hùng Bá Viêm ngũ quan vặn vẹo, không nghĩ tới Diệp Thần không phí nhiều sức, liền phá hư hắn thiên táng quỷ quan. Luân hồi lực lượng hung mãnh, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Trở thành ta con rối đi. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt thấm ra giữ tợn ý, bàn tay đè lại Hùng Bá Viêm đầu, thúc giục phù quỷ mẫu ổ, đem Hùng Bá Viêm cả người, cũng hút vào phù quỷ mẫu ổ bên trong đi, đổi thành con rối. Cùng hắn lại đem Hùng Bá Viêm thả lúc đi ra, đối phương đã là một cái không có linh trí, không có tư tưởng, chỉ có giết hại bản năng máy. Rất tốt, rất tốt. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái này Hùng Bá Viêm tu vi 10 phần cường hãn, có thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực, thành hắn con rối, hắn lại thêm một phần trợ lực. Lần trước thu phục con rối, cũng là Hùng Bá gia tộc, lần này Hùng Bá Viêm, tuy nói là gia tộc vứt đi, nhưng dẫu sao cũng coi là Hùng Bá gia tộc người. Xem ra ta và Hùng Bá gia tộc, duyên phận không cạn sao. Diệp Thần cười một tí, không biết bị Hùng Bá Thiên biết, mình lại đem Hùng Bá gia tộc người, đổi thành con rối, sẽ là cái gì diễn cảm. Anh chủng Điệp và rất nhiều anh chủng thế gia người, thấy Diệp Thần ngay lập tức tới giữa, liền đem thần đạo cảnh Hùng Bá Viêm đánh bại, thậm chí thu là con rối, đều là kinh hoàng rung động không dứt. Luân hồi trước cửu thế không thể quật khởi, có lẽ cái này nhất thế, thật muốn nghịch thiên. Vậy rồng thần thấy Diệp Thần mạnh mẽ, rên rỉ một tiếng, lại là sợ hãi, lật đật phóng lên cao, đem khô héo bụi gai lưới trời, lao ra một cái lỗ thủng, liền muốn chạy trốn đi. Diệp Thần thong thả, cùng Hùng Bá Viêm đuổi giết đi lên, một trước một sau, cản lại vậy rồng thần. Vậy rồng thần không cách nào chạy khỏi, cuối cùng bị Diệp Thần một chiêu lớn mộ thần kiếm, ung dung chém chết. Lại chém giết một con thần long, đại lượng hoàng kim nguyên ngọc và thiên tài địa bảo nổ ra, Diệp Thần toàn bộ thu, lại đem rồng thần hài cốt máu thịt, giao cho huyết long chiếm đoạt. Gặp rồng thần bị chém chết, phía dưới anh chủng thế ra mọi người, ầm ầm ủng hộ khen ngợi. Diệp Thần đáp xuống, trên mặt nhưng không có gì vui sướng diễn cảm, bởi vì hắn cảm giác được, ở mình lại chém giết một con thần long sau đó, sau lưng thứ 9 người hồn tộc, tựa hồ đã để mắt tới hắn. Hắn sau lưng rõ ràng không người, nhưng hắn cảm thấy có người đang ngó chừng mình, loại cảm giác này rất không thoải mái. Huyết long, chúng ta tiếp theo chém long. Diệp Thần lắc đầu một cái, hiện tại chỉ còn lại 4 con thần long, chỉ cần toàn bộ chém, sau lưng ẩn giấu người, khẳng định sẽ hiện thân đi ra. Đến lúc đó, hắn có thể giải quyết hết thảy. Diệp Thần tin tưởng thực lực của mình, chỉ cần vẫn là ở thế giới hiện thật trong phạm vi, hắn là vô địch, không có bất kỳ người có tư cách tổn thương hắn. Được, chủ nhân. Huyết Long liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, nuốt ăn rồng thần máu thịt, không phải nó mục tiêu cuối cùng. Nó mục tiêu cuối cùng, là muốn đem toàn bộ cửu thiên phục long ấn, cũng nuốt. Một người một rồng liền muốn tiếp tục đi chém long, lúc này, nhưng có một đạo lưu quang, từ phương xa phóng tới, rơi vào Diệp Thần trước mặt. Đây là một người mặc áo vải nam tử, giữa eo đeo một cái kiếm gỗ, trang phục rất là giản dị, ngũ quan trẻ tuổi anh Tuấn, mang ôn hú nụ cười, bàn tay nhưng thời thời khắc khắc cũng nắm giữa eo chuôi kiếm, cầm kiếm xương tay tiết đều đặn, đường cong rõ ràng, như điêu nặn vậy hoàn mỹ. Hắn rơi vào Diệp Thần trước mặt, liền buông cầm kiếm tay. Hướng Diệp Thần ôm quyền, cười nói, luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Thần quan sát một tí cái này áo vải kiếm gỗ nam tử, cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý, liếc về gặp bàn tay của đối phương, phía trên hiện đầy vết chai, và thanh tú trẻ tuổi gương mặt, đặc biệt không tương xứng, tựa hồ là thường xuyên luyện kiếm, chui luyện ra được vết chai. Múa đao làm kiếm, tập luyện quyền cước, mài ra tay kén rất bình thường, nhưng vậy đều có thể dùng đan dược hóa giải. Nhưng nam tử này, trên tay vết chai nhưng là đặc biệt sâu nặng, thuốc cũng không thể hóa giải, chỉ có thể là mỗi ngày hàng đêm, luyện kiếm quá độ, đến như si như cuồng tình cảnh, mới có như thế nghiêm trọng. Diệp Thần rất là nghi ngờ, bắt đối phương hơi thở, tựa hồ là đến từ không không thời không người, liền hỏi các hạ có chuyện gì. Vậy áo vải nam tử cười nói, ta mới vừa gặp luân hồi chi chủ kiếm pháp, huyền diệu ác liệt, một kiếm chém long, đó là vô cùng lợi hại. Liền muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Diệp Thần nói, cùng ta so tài. Sợ rằng bây giờ không phải là thời điểm. Bây giờ còn có 4 con thần long, đang khắp nơi phá hoại giết hại,
Diệp Thần cũng không thời gian cùng cái này áo vải nam tử so tài. Vậy áo vải nam tử cười nói, chỉ là so tài mấy kiếm, rất nhanh, ta cũng là tu luyện kiếm đạo. Vừa nói liền rút ra giữa eo kiếm gỗ. Diệp Thần lông mày nhướn lên, nói, đây chính là kiếm ngươi. Cái này kiếm gỗ bình thường không có gì lạ, chính là phổ thông gỗ trẻ thành, dám dùng cái này kiếm gỗ làm lính khí, cái này áo vải nam tử, hoặc là người điên, hoặc là đối tự thân kiếm đạo, có tuyệt đối lòng tin. Áo vải nam tử cười nói, đúng vậy, quá mức lợi hại binh khí, ngược lại ảnh hưởng kiếm đạo bản thân, một cái kiếm gỗ, vậy là đủ rồi. Hắn tiếng nói rơi xuống, cũng không để ý Diệp Thần có đáp ứng hay không so tài, liền một kiếm ám sát ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần bả vai. Suy, kiếm trong tay hắn, tuy là kiếm gỗ, nhưng kiếm ý bơm vào dưới, tuôn ra ác liệt bén hơi thở, không kém gì bất kỳ thần binh lợi khí, một kiếm giống như muốn xuyên qua tinh không. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cảm nhận được đối phương kiếm đạo cường hãn, vội vàng huy động luân hồi thiên kiếm đón đỡ. Đang đích một tiếng, hai kiếm giao kích, rõ ràng là kiếm sắt cùng kiếm gỗ va chạm, nhưng tóe ra kim thiết giao mâu thanh âm. Áo vải nam tử trong tay kiếm gỗ, phía trên che lấp sắc bén kiếm khí, đã đọng lại thành sắt thép vậy tồn tại, bá đạo đặc biệt. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần bóp một cái kiếm quyết, kiếm phong cho đòi hạ cuồn cuộn thiên lôi, tử điện dâng trào. Vậy áo vải nam tử thần sắc như thường, múa kiếm gỗ, từng cái đem Diệp Thần kiếm khí sấm sét, toàn bộ phá vỡ. Kiếm đạo của hắn, rất thuần túy, không có bất kỳ xinh đẹp biến hóa, chính là hoành bình thụ trực tích chém, ám sát, nhưng đơn giản kiếm đạo, sau lưng nhưng mơ hồ thấm ra đại lộ hai uẩn. Diệp Thần lôi kiếm gào thét, từng kiếm một chém điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối không thể thương tổn tới áo vải nam tử, trong lòng ngầm ám bội phục, biết kiếm của đối phương đạo thành tựu, sẽ không so mình kém nhiều ít. Nếu như hắn muốn dựa vào kiếm đạo chiến thắng nói, có lẽ chỉ có thể dùng thiên đấu đại đồ kiếm, hoặc là chỉ thủy kiếm đạo. Nhưng đó là sống chết tỉ thí dùng kiếm pháp, không phải so tài sử dụng. Áo vải nam tử lại nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo, thi triển ra đi, nghe nói đó là nghịch thiên kiếm pháp. Ta kiếm, chỉ thuận lòng trời, không nghịch thiên, ta muốn xem, chân chính đại lộ chí lý, là nghịch thiên vẫn là thuận lòng trời. Hắn còn muốn kêu Diệp Thần thi triển chỉ thủy kiếm đạo. Diệp Thần nhưng cười cười nói, chúng ta chỉ là so tài, một kiếm kia không thích hợp. Áo vải nam tử trong đầu nghĩ cũng vậy, lui về phía sau hai bước, ngưng kiếm đứng, nói, vậy chúng ta ở trong ảo tưởng tỉ thí như thế nào? Ở thực tế so tài, chỉ nước một kiếm đúng là không thích hợp, bởi vì quá bá đạo, quá hung mãnh, cũng sẽ cho Diệp Thần mang đến to lớn tác dụng phụ, rất có thể mài mòn căn cơ. Cho nên, cái này áo vải nam tử còn muốn mở ra ảo tưởng chiến trường. Ở trong ảo tưởng cùng Diệp Thần giao thủ, cũng chưa có nhiều cố kỵ như thế. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới đối phương như thế nghiêm túc. Ta bây giờ không có thời gian. Diệp Thần lắc đầu một cái, hiện đang luận bàn mấy kiếm, hắn đã coi như là cho đủ đối phương mặt mũi, hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cũng không rảnh một mực cùng hắn dây dưa. Áo vải nam tử còn muốn tiếp tục, nhưng bỗng nhiên lúc này, hắn sắc mặt đổi một cái, quay đầu nhìn về bầu trời phương xa. Nơi đó có mấy cái chấm đen đang nhanh chóng phóng tới. Ta kẻ thù đánh tới, luân hồi chi chủ, ngại quá, chúng ta lần sau lại so. Áo vải nam tử vội vàng hướng Diệp Thần nói xin lỗi, rồi sau đó thu hồi kiếm gỗ, xoay người thoát đi. Diệp Thần khẽ cau mày, không biết vậy áo vải nam tử thân phận gì, đối phương nóng nảy vậy cổ quái, thật là cùng một võ si như nhau, liền muốn cùng hắn tỉ võ, cái gì khác cũng không để ý. Lúc này, vậy mấy cái chấm đen, cũng gấp tốc bay đến, đáp xuống, là mấy người mặc bó sát người ăn mặc nam tử, giữa eo đeo đao kiếm, làm hộ vệ lối ăn mặc, thấy Diệp Thần, nhất thời rất cảnh giác, lộ ra kinh hoàng phòng bị thần sắc. Diệp Thần gặp bọn họ quần áo bên trên, cũng in một đạo kỳ lạ hoàng hôn đồ đằng, mơ hồ bắt được thiên cơ, nói. Các ngươi là hoàng hôn cự nhân người, là tử thần giáo đoàn phái các ngươi tới, cũng muốn cướp lấy cửu thiên phục long ấn sao. Hoàng hôn cự nhân, là tử thần giáo đoàn vị thứ 6 hộ pháp, Diệp Thần vậy giao thủ với hắn quá nhiều lần. Mấy cái này hộ vệ, tựa hồ cùng hoàng hôn cự nhân có liên quan, Diệp Thần chỉ cho là tử thần giáo đoàn người. Bọn hộ vệ kinh hoàng, một người trong đó cuống quýt nói, luân hồi chi chủ hiểu lầm, chúng ta không phải hoàng hôn cự nhân dưới quyền,
chúng ta là Mộ Quang Cổ Thành vệ binh, đang đuổi bắt một tên phản đồ. Diệp Thần nhướng mày một cái, Mộ Quang Cổ Thành. Hộ vệ kia nói, đúng vậy, Mộ Quang Cổ Thành, chỗ không không lúc nào không, là 33 thiên thần thuật, chư thần hoàng hôn khởi nguyên, ngươi nói hoàng hôn cự nhân, năm đó đích xác là Mộ Quang Cổ Thành xuất thân, nhưng hôm nay hắn gia nhập tử thần giáo đoàn, và chúng ta Mộ Quang Cổ Thành, là một chút quan hệ cũng không có. Diệp Thần nói, phải không? Hộ vệ kia hoảng hốt vội nói, đúng vậy, không dám lừa luân hồi chi chủ, có một tên phản đồ, trộm đi Mộ Quang lão tổ đại lộ làm, chúng ta đang đuổi bắt. Diệp Thần nói, các ngươi đuổi bắt phản đồ, làm sao truy đuổi tới nơi này? Hộ vệ kia ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh một phiến hỗn loạn, rồng thần ngất trời, cửu thiên phục long ấn khí tượng dâng trào, trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, nói. Muốn đến là vậy phản đồ, không dám ở lại không không lúc nào không, liền chạy đến thế giới hiện thật, nhưng chư trời mờ mịt, hắn sợ bị lạc, liền chạy trốn đến chỗ này, vậy cửu thiên phục long ấn xuất thế khí tượng, vừa vặn thành hắn chỉ đường tọa độ. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, nói các ngươi muốn đuổi bắt phản đồ, là người nào? Hộ vệ kia nói, là một người mặc áo vải tiểu tử, giữa eo đeo một cái kiếm gỗ, trang phục rất là đặc thù, một mắt là có thể phát hiện. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là hắn. Mới vừa cùng hắn so tài cái đó áo vải nam tử, chính là những thứ này Mộ Quang hộ vệ, muốn đuổi bắt phản đồ. Hộ vệ kia nói tiếp, vậy tiểu tử kêu Hàn Viêm, tánh tình hung tàn rất, là kiếm như mê, cũng là một cái võ si, là hoàn toàn người điên, vì luyện kiếm và tỉ võ, đã đến điên đến nước, không biết luân hồi chi chủ có thấy hay không hắn. Diệp Thần sửng sốt một tí, hỏi, ngươi nói thế nào phản đồ, tên gọi cái gì? Hộ vệ kia lặp lại, Hàn Viêm, là Hàn gia thiên tài, nhưng đã bị đuổi ra. Hàn gia là siêu phàm thế gia, có thiên đao nguyên thể, đối đao pháp lĩnh ngộ cực nhanh, nhưng Hàn Viêm vậy tiểu tử, trời xanh liền cùng người nhà đối nghịch, hắn không học đao, nhưng mỗi ngày luyện kiếm, người nói buồn cười không thể cười. Hắn mấy năm trước bị Hàn gia chạy ra, chạy đến ta Mộ Quang cổ thành, đầu phục Mộ Quang lão tổ, nhưng lại vô cùng gan dạ, trộm lão tổ đại lộ làm, lão tổ chính là tức giận, nếu như chúng ta không thể đem vậy phản đồ, bắt trở về, thật không biết như thế nào cùng lão tổ giao phó. Luân hồi chi chủ, không biết người có thấy hay không Hàn Viêm vậy tiểu tử. Người thần thông quảng đại, nếu như có thể, xin giúp chúng ta Mộ Quang cổ thành tra một chút, sau khi chuyện thành công, lão tổ tất có hậu báo. Diệp Thần nghe được Hàn Viêm hai chữ, diễn cảm đã là cứng lên. Bởi vì hắn nhớ, Viêm Thiên Đế nói qua, kiếm ma chuyển thế sau đó, tên chữ chính là để cho Hàn Viêm. Chẳng lẽ nói, cái này Hàn Viêm, chính là kiếm ma chuyển thế. Diệp Thần nghĩ đến Hàn Viêm mới vừa quấn hắn tỉ võ, bộ kia hừng hực kiếm đạo chi tâm, cùng năm đó kiếm ma, thật là giống nhau như đúc. Hắn xuất thân thiên đao gia tộc, cũng không luyện đao, chỉ luyện kiếm, vậy nguyên nhân vậy rất đơn giản. Bởi vì hắn kiếp trước, chính là kiếm ma. Luân hồi chi chủ, ngươi thế nào? Hộ vệ kia gặp Diệp Thần diễn cảm quái dị, nhất thời cảm thấy nghi ngờ. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nói, không việc gì, các ngươi muốn đuổi bắt phản đồ, đi liền đuổi bắt đi, ta có chuyện đi trước. Dứt lời, Diệp Thần liền một mình rời đi. Vậy mấy tên hộ vệ thấy Diệp Thần rời đi, rất là ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy không đúng. Anh Trùng Điệp gặp Diệp Thần đi, trong lòng cũng kỳ rất lạ. Hàn Viêm, tại sao nghe được cái tên này, ta trong lòng sẽ có vô hình kích động. Người này, và ta anh Trùng thế gia, có quan hệ thế nào sao? Anh Trùng Điệp thấp giọng nỉ non, trong sâu thẳm, vậy cảm thấy cái này Hàn Viêm, tựa hồ và anh Trùng thế gia, có liên hệ lớn lao, nhưng nàng không cách nào nhìn thấu. Diệp Thần tim nhưng là đập bịch bịch, Viêm Thiên Đế dặn dò qua hắn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Hàn Viêm, đem dẫn dắt nhập đường tránh. Dẫu sao, Hàn Viêm là kiếm ma chuyển thế, tính cách quá cực đoan, là kiếm thành si, lại ngày ngày nhớ cùng người tranh đấu tỉ võ, chui luyện kiếm pháp, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Loại người này, nếu như bị tà ác trận doanh lợi dụng, vậy rất có thể sẽ đối với Diệp Thần tạo thành tai họa ngập đầu. Dẫu sao năm đó kiếm ma, nhưng mà đủ để đánh bại Thiên Đế cấp 9 tồn tại, Mục Dã gia tộc cũng là hắn tàn sát, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thứ nhân vật như vậy, nhất định phải thu vào luân hồi trận doanh dưới quyền, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Thần bắt Hàn Viêm hơi thở,
liền cảm giác được đối phương đã trốn đi, núp ở một tòa hoang trong núi. Hắn vội vàng ngự gió bay vút đi, nhưng không ngờ, hắn còn chưa chạy tới vậy núi hoang, Hàn Viêm cũng đã chạy ra ngoài, chạy về phía một con thần long ở địa phương đó. Hiện tại còn dư lại rồng thần, còn có 4 cái, trong đó một cái, lại bị Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân, liên thủ vây khốn dậy rồi. Vậy rồng thần thực lực tuy mạnh, nhưng ở Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân vây khốn hạ, cũng không cách nào phản kháng. Trùng Dương Chân Nhân cười nói, Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi chém long, nhưng bạo đi ra ngoài Hoàng Kim Nguyên Ngọc và Tài Bảo, quay về ta. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ cau mày, nói Trùng Dương, ngươi đối cái này Cửu Thiên Phục Long Ấn, không có tranh đoạt hứng thú sao? Đến lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn còn không phát hiện, Cửu Thiên Phục Long Ấn sau lưng âm mưu. Thiên cơ che giấu quá sâu. Nhưng Trùng Dương Chân Nhân, lại tựa hồ như là biết một chút đầu mối, hơi mỉm cười nói, ta không tranh, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ, từ từ tranh, ta chỉ cần tới tay lợi ích, bạo đi ra ngoài Hoàng Kim Nguyên Ngọc, toàn bộ quay về ta tất cả. Đạo Đức Thiên Tôn trong đầu nghĩ, Hoàng Kim Nguyên Ngọc coi như lại hơn chân quý nữa, cũng không thể cùng Cửu Thiên Phục Long Ấn so sánh, liền gật đầu nói, có thể. Lập tức liền muốn rút kiếm chém long. Chậm. Lúc này, một cái áo vải nam tử, lăng không bay hạ xuống, đứng ở Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân tới giữa, quan sát hai người, cười nói. Ngươi là Đạo Đức Thiên Tôn, ngươi là Trùng Dương Chân Nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu tử Hàn Viêm, nghe nói hai vị đều là cao cấp cao thủ, ta muốn cùng các người luận bàn một chút. Các ngươi trước chớ vội chém long, miễn được lãng phí khí lực, trước cùng ta so tài một chút đi. Các ngươi hai cái cùng tiến lên. Cái này áo vải nam tử chính là Hàn Viêm, hắn ôn hú cười, nụ cười so mặt trời còn muốn ấm áp, so gió mát còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái, rút ra bên hông kiếm gỗ. Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân đều sững sốt một tí, nhưng là không biết Hàn Viêm thân phận, nhưng gặp đối phương cười nói như thường hình dáng, muốn đến thực lực không tầm thường. Đạo Đức Thiên Tôn cau mày nói, các hạ là ai? Sư thừa vì sao phái? Hàn Viêm cười nói, ta vừa mới nói à, ta kêu Hàn Viêm, hì hì. Ta là Thiên Đao gia tộc Hàn gia đệ tử, nhưng trời xanh thích luyện kiếm, mấy năm trước bị đuổi ra ngoài, ở Mộ Quang lão tổ dưới quyền không lý tưởng, xấu hổ, thật may kiếm đạo một ngày chưa từng hoang phế, tu vi không có bỏ lại. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem Trùng Dương Chân Nhân, rồi sau đó gật gật đầu nói, nguyên lai là Thiên Đao gia tộc tài cao, ngươi cũng muốn tranh đoạt Cửu Thiên Phục Long Ấn sao? Hắn biết rất nhiều không thời không bí mật, tự nhiên cũng đã nghe nói qua Thiên Đao gia tộc, đó là có Thiên Đao nguyên thể siêu phàm gia tộc, họ là Hàn, trời xanh đối đao pháp có cực mạnh năng lực, nghe nói trong bóng tối hiểu đao kiếm thần quyết bên trong vô tưởng một đao. Một khi hiểu thành công, Thiên Đao gia tộc sợ rằng sẽ nghịch thiên quật khởi, trở thành không lúc nào không cao cấp thế lực. Thiên Đao gia tộc bên trong, có một thiên tài đệ tử, cái gì đao pháp liếc mắt nhìn liền biết. Nhưng hắn cho tới bây giờ không luyện đao, chỉ học kiếm, cầm gia tộc trưởng bối tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Tên thiên tài này đệ tử, chính là kêu Hàn Viêm, Đạo Đức Thiên Tôn vậy hơi có nghe đồn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Hàn Viêm, lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn trong lòng cảnh giác, chỉ lấy là Hàn Viêm là muốn tranh đoạt Cửu Thiên Phục Long Ấn. Hàn Viêm cười nói, không phải, không phải, ta chỉ đối với kiếm pháp có hứng thú. Cái gì khác pháp bảo, ta cũng không có hứng thú. Còn nữa, ta thích đánh nhau, cùng người đánh nhau, không ngừng chiến đấu, kiếm pháp mới được chân chính tăng lên. Những lời này rơi xuống, Hàn Viêm đột nhiên rút ra giữa eo kiếm gỗ, khua kiếm đâm về phía Đạo Đức Thiên Tôn bả vai. Đạo Đức Thiên Tôn mi đầu đại chiếu, hắn chỉ muốn cướp lấy Cửu Thiên Phục Long Ấn, mau sớm bước lên thần, lại giết ngược Diệp Thần, chân thực không tâm tư cùng Hàn Viêm so tài. Cùng cái này Hàn Viêm so tài, bỏ mặc thành bại, đối hắn cũng không có chút nào chỗ tốt. Thiên bia, rơi. Đạo Đức Thiên Tôn có lòng cấp cho Hàn Viêm một cái dạy bảo, bỗng nhiên sử dụng thiên bia, chấn rơi hướng người sau cổ tay, thanh thế mãnh liệt hết sức. Hàn Viêm chỉ muốn so tài, chiêu thứ nhất xuất kiếm chỉ là dò xét, cũng là khách khí, cũng không dùng nhiều ít lực đạo, nào nghĩ tới Đạo Đức Thiên Tôn vừa thấy mặt, liền thi triển cực mạnh thủ đoạn, thật là làm hắn là sống chết cừu địch vậy. Há Na Ơ kêu to một tiếng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cổ tay bị thiên bia đập trúng, xương thẻ xem kỹ một tiếng liền gãy lìa, đau nhức bứt rứt,
bị thương rất nặng, kiếm gỗ rớt xuống đất. Đạo đức thiên tôn, quá phận. Trùng Dương chân nhân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nói. Lúc này Diệp Thần phi thân tới, thấy Hàn Viêm bị đạo đức thiên tôn gây thương tích, vội vàng đáp xuống, nói, Hàn huynh đệ, không có sao chứ. Lấy ra một chai chữa thương đan dược đưa cho hắn. Hàn Viêm đưa tay nhận lấy, ăn vào một viên đan dược, linh khí từ đan điền dâng lên, điều dưỡng gân cốt thương thế, cổ tay nhưng vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn, hơi có chút ủy khuất cùng tức giận nhìn về phía đạo đức thiên tôn, nói. Không phải nói xong so tài sao, người ra tay làm sao một chút đúng mực cũng không có. Đạo đức thiên tôn cũng không nói nhiều, gặp Diệp Thần tới, trong đầu nghĩ Diệp Thần đã chém long có ba, lại chém một con thần long mà nói, vậy sợ rằng thì phải thắng được cửu thiên phục long ấn. Hắn đến lúc này, còn không biết cửu thiên phục long ấn sau lưng âm mưu, chỉ lấy là thật sự là chém long định thắng bại, lập tức liền mượn dùng thiên bia lực lượng, sử dụng một đạo vô cùng là hừng hực kiếm quang, suy rồi một tiếng, liền đem vậy cái bị kẹt cư trú rồng thần chém giết. Vậy rồng thần rên rỉ một tiếng, cũng là đánh mất ra rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc và vật liệu. Đạo đức thiên tôn gặp rồng thần đã chết, Diệp Thần vậy không cùng hắn tranh đoạt chém long, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói là thắng được cửu thiên phục long ấn, còn có cơ hội, lập tức cười một cái, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, vị này Hàn Viêm thiếu gia bị Mộ Quang cổ thành đuổi giết, người hãy nhanh lên một chút mang hắn trốn đi, nếu không hắn bị người bắt trở về, vậy cũng thật to không ổn. Hàn Viêm là kiếm ma chuyển thế, còn có cửu thiên phục long ấn sau lưng, thứ 9 hồn tộc, 9 tầng trời phục long dậy vân. Vân tồn tại, đều là vô cùng là chuyện bí ẩn tình, đạo đức thiên tôn không có thể dòm ngó gặp. Nhưng, Hàn Viêm bị Mộ Quang cổ thành đuổi giết, Diệp Thần có lòng bảo vệ, những thứ này nhân quả, hắn là có thể thanh trừ biết được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy phương xa, vậy mấy cái Mộ Quang cổ thành hộ vệ, ở bắt được Hàn Viêm hơi thở sau đó, đang nhanh chóng phóng tới. Hàn huynh đệ, đi! Diệp Thần chỉ sợ Hàn Viêm bị bắt sau khi trở về, sẽ có bất trắc họa, lập tức hướng hắn nháy mắt, phi thân rời đi. À, Mộ Quang lão tổ đây là muốn giết chết ta à? Hàn Viêm thấy vậy mấy tên hộ vệ, rất là nhức đầu bóp nặn chân mày. Rồi sau đó liền đi theo Diệp Thần rời đi. Đạo đức thiên tôn gặp hai người đi, nội tâm đại hỉ, trong đầu nghĩ Diệp Thần phải đối phó Mộ Quang hộ vệ, liền không rảnh cùng hắn tranh đoạt cửu thiên phục long ấn, pháp bảo này rất có thể phải quay về hắn tất cả. Chỉ là, trước đây một mực trôi lơ lửng ở trên trời cửu thiên phục long ấn, hôm nay nhưng không thấy bóng dáng, bắt không tới chút khí tức nào, đạo đức thiên tôn cảm thấy có chút dị thường, nhưng cũng không truy đến cùng. Hôm nay 9 con thần long, còn dư lại hạ tối hậu 3 cái, nếu như hắn có thể toàn bộ chém giết nói, liền có thể thắng được cửu thiên phục long ấn công nhận. Lập tức, đạo đức thiên tôn liền tiếp tục đi chém long. Mà lúc này, Diệp Thần mang Hàn Viêm, đi tới anh chủng thánh địa một nơi trong tế đàn. Chỗ này tế đàn, là cung phụng Viêm Thiên Đế, bên cạnh tế đàn có Viêm Thiên Đế điêu xem, nhưng đã ở rồng thần phá hoại bên trong sụp đổ. Trên đất hoành mười mấy cổ thi thể, chung quanh tế phẩm tán lạc đầy đất. Chỗ này, là anh chủng thánh địa tế tự Viêm Thiên Đế một nơi sân, có khá là đậm đà tín ngưỡng lực. Nếu như ở chỗ này, thì triển Viêm Thiên Đế cánh tay, Diệp Thần có lòng tin, có thể đem vậy mấy cái Mộ Quang cổ thành hộ vệ, toàn bộ đánh giết, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Thần liền đứng ở phía trên tế đàn, hít sâu một hơi, giọt máu làm trận, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Viêm tuy là kiếm si võ si, nhưng đầu óc không hề ngu xuẩn, biết Diệp Thần là ở chuẩn bị chiến đấu, phải giúp hắn giết địch. Hắn trong lòng lại là cảm kích, lại là kinh ngạc, nói, luân hồi chi chủ, người phải giúp ta sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Hàn Viêm hỏi, tại sao? Diệp Thần nói, bởi vì ngươi là. Nói tới chỗ này, Diệp Thần lập tức ngừng miệng, nếu như bại lộ Hàn Viêm là kiếm ma chuyển thế sự việc. Sợ rằng sẽ đưa tới ngập trời tai họa, hắn kiếp trước giết quá nhiều người. Lập tức, Diệp Thần liền đổi lời nói cười nói, bởi vì ở trên mình ngươi, ta thấy được chính ta bóng dáng, có lẽ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Hàn Viêm đại hỉ, nói, được, vậy rất tốt, chúng ta liền làm bạn tốt, ha ha ha, người võ đạo kiếm pháp cũng rất lợi hại, sau này chúng ta có thể mỗi ngày so tài. Diệp Thần dở khóc dở cười nói, mỗi ngày so tài thì không cần. Nếu như ta có dỗi rãnh nói,
chúng ta có thể lẫn nhau kiểm chứng một tí kiếm đạo võ kỹ. Hàn Viêm vui vẻ nói, vậy rất tốt, ta sau này gọi ngươi đại ca. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, ngươi muốn nhận ta làm đại ca sao? Hàn Viêm nói, dĩ nhiên, sau này ngươi chính là đại ca ta, cũng là ta Hải Đăng, ở không không lúc nào không quá dễ dàng bị lạc, ta cần một tòa đủ vững chắc, có thể để cho ta tuyệt đối tín nhiệm Hải Đăng. Ta sớm nghe Luân Hồi Chi Chủ trọng tình trọng nghĩa, đại ca, ngươi là tuyệt đối có thể để cho ta tín nhiệm. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Hải Đăng, đại ca, mời nhận ta một bái. Dứt lời, Hàn Viêm liền quỳ một chân xuống, cung cung kính kính, hướng Diệp Thần bái một bái. Diệp Thần trong lòng vừa cảm vui sướng, lại có chút thổn thức. Hàn Viêm trẻ sơ sinh chi tâm, tâm tư quả nhiên như trước đời kiếm ma vậy đơn thuần. Diệp Thần không nghĩ tới, đã từng giết người như ngoé, để cho vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật kiếm ma, lúc này lại nhận mình làm đại ca. Đúng rồi, ngươi là làm sao sẽ bị Mộ Quang Cổ Thành đuổi giết? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Hàn Viêm nghe được Diệp Thần hỏi, trong mắt nhất thời lộ ra vô hạn ủy khuất, vừa tức giận, nói, là Mộ Quang lão tổ hèn hạ vô sỉ, muốn tư nuốt ta đại lộ làm, còn phái người tới đuổi giết ta. Diệp Thần nói, đây là chuyện gì xảy ra, đại lộ làm vậy là cái gì? Vậy Mộ Quang lão tổ, vậy là cái gì tu vi? Hàn Viêm nói, Mộ Quang lão tổ tu vi mà, ta cũng không biết, tóm lại là sâu không lường được, rất lợi hại, ta cùng hắn so tài qua mấy lần, cũng thua ở trong tay hắn, hắn là Hoàng Hôn Cự Nhân sư huynh, dù sao ta không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hoàng Hôn Cự Nhân sư huynh. Hàn Viêm nói, đúng vậy, tử thần giáo đoàn vị kia Hoàng Hôn Cự Nhân, thật ra thì chính là từ Mộ Quang cổ thành bên trong đi ra, năm đó Mộ Quang lão tổ hết sức phản đối, nói đạp nhập tử thần giáo đoàn bàn cờ này, sau này thì không thể thoát thân, hi hi, hắn làm người gan rất nhỏ mọn, tranh bá thiên hạ là không dám, chỉ dám ở thần võ thời không bên trong kiêu hoành, Mộ Quang cổ thành là thần võ thời không bên trong thế lực lớn nhất, ta mấy năm trước bị trong nhà đuổi lúc đi ra, chính là đi thần võ thời không. Đầu phục Mộ Quang lão tổ. Diệp Thần gật đầu một cái này Mộ Quang cổ thành, có thể bồi dưỡng được Hoàng Hôn Cự Nhân này đám nhân vật, muốn đến nội tình cũng là thâm hậu rất. Cái này Mộ Quang lão tổ, là Hoàng Hôn Cự Nhân sư huynh, lại là không thể khinh thường. Hàn Viêm nói tiếp, lúc ấy, ta cầm ta trong tay đại lộ làm, cầm cố cho Mộ Quang lão tổ, nói xong 3 năm sau đó, ta thì phải chuộc về, nhưng không nghĩ tới ngày đến kỳ, hắn lại không chịu trả cho ta. Nói là cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, trả lại cho ta cũng không dễ dàng. Thế nhưng đại lộ làm, coi như là ta một cái ngọn đèn nhỏ tháp, là ta bảo đảm đạo tâm không bị lạc trọng yếu vật, ta cầm cố cho Mộ Quang lão tổ 3 năm, đã là cực hạn, nơi nào có thể đợi đến đại lộ tranh phong bắt đầu. Thật may ta tới Mộ Quang cổ thành thời điểm, cũng biết vậy Mộ Quang lão tổ không phải người tốt, đã sớm trước thời hạn bày nhân quả luật, cùng ngày đến kỳ, hắn không chịu trả lại, hi hi. Ta niệm một tiếng thần chú, nói đại lộ trở về, vậy đại lộ làm trở về đến ta trong tay, khí được Mộ Quang lão tổ hắn cũng mau hộc máu, bởi vì ta một viên nguyên ngọc tiền chuộc đều không cho hắn, ha ha ha. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nội tâm lại khó hiểu chấn động. Bởi vì cái này tương tự 4 chữ thần chú, hắn vậy niệm qua. Thái nhất âm dương mâm kêu gọi thần chú, chính là kém không nhiều cái này 4 chữ. Lúc ấy Diệp Thần còn rất kỳ quái. Viêm Thiên Đế làm sao biết thiết kế một đoạn như vậy đơn giản thần chú. Bây giờ nhìn lại, cái này thần chú muốn đến là kiếm ma đã dùng qua, Viêm Thiên Đế chỉ là hiệu quả bằng. Hàn Viêm là kiếm ma chuyển thế, trong sâu thẳm, vậy dùng đoạn này giống nhau thần chú. Ha ha ha, thú vị. Diệp Thần cũng nhịn không được bật cười. Hàn Viêm cũng là vui vẻ cười to, nói ta lấy về đại lộ làm, Mộ Quang lão tổ hổn hển, nói ta trộm hắn đồ. Liền phái người tới đuổi giết ta, ta cũng chỉ tốt chạy trốn. Mộ Quang lão tổ thủ hạ hộ vệ, đều có đặc chế phù lục, có thể khắc chế ta thiên đao nguyên thể, ta đánh không lại bọn hắn, à, nhức đầu, nhức đầu. Diệp Thần nghe đến chỗ này, coi như là rõ ràng liền chuyện tất cả ngọn nguồn, lại hỏi, đại lộ tranh phong vậy là cái gì? Và cái này đại lộ làm có liên quan sao? Nghe vậy, Hàn Viêm sắc mặt nhưng là nghiêm túc, nói, đại ca, người nghe qua đạo tông sao? Diệp Thần nói, không có. Hàn Viêm nói, a, đúng rồi, người còn không bước vào không không lúc nào không, chưa từng nghe qua đạo tông cũng bình thường,
đó là một cái đặc biệt thần bí tông phái, thần bí cũng không người biết nó sơn môn ở nơi nào, cũng không biết tông chủ là ai, lại càng không biết bọn họ có mục đích gì. Duy nhất có thể xác định phải, cách mỗi một đoạn thời gian, đạo tông hội cử hành một tràng thi đấu, mời chư thiên vạn giới, các lộ trẻ tuổi thiên kiêu tham gia, gọi là đại lộ tranh phong. Tràng này đại lộ tranh phong thi đấu, có thể nói là không không lúc nào không cường thịnh nhất hội họp lớn một trong, chỉ cho phép thần đạo cảnh trở xuống võ giả tham gia. Ở tranh phong thi đấu bên trong, đạt được ưu thắng người, có thể được đạo tông ban cho khen thưởng, hạng nhất còn có thể được thiên đế thần nguyên. Thiên đế thần nguyên à, vật kia, thật đúng là nghịch thiên thần vật, chỉ cần luyện hóa, đời này không chết, sau này thì nhất định có thể thành làm thiên đế chủ thần. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói còn có cái loại này thần vật. Hàn Viêm thanh âm mang hướng tới, nói đúng vậy, ngày trước đế thần nguyên, chỉ có đạo tông mới có, là tranh phong thi đấu cao nhất khen thưởng, năm đó Hồng Quân lão tổ, võ tổ, Phật tổ, kiếm thiên đế, ngạo thiên đế cùng đám nhân vật, ở bọn họ vẫn là thần đạo cảnh thời điểm, cũng đã từng đã tham gia tranh phong thi đấu, đều được qua thiên đế thần nguyên, cuối cùng cũng được thiên đế. Diệp thần lại là khiếp sợ, không nghĩ tới có nhiều đại nhân vật như vậy, đã từng đã tham gia đại lộ tranh phong, như vậy xem ra, chàng này tranh phong thi đấu, đích xác là có thể nói nghịch thiên hội họp lớn, nếu như đạt được ưu thắng, một bước lên mây, bước lên vô cùng xưng đế, đều là chuyện dễ dàng. Cái này đạo tông rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp thần trong lòng dâng lên nồng nặc tò mò. Hàn Viêm lắc đầu nói, không người biết, liền nguyên thiên đế và hồn thiên đế cũng không biết, chỉ biết là cái này đạo tông, là ở bọn họ đại chiến sinh tử sau này, hồn thiên đế chết đi, nguyên thiên đế rơi vào ngủ say, chư thiên trống rỗng để gặp, đạo tông mới đản sanh ra. Cùng nguyên thiên đế tỉnh lại, hắn muốn đi tra, lại không tra được đạo tông chút nào lai lịch, hồn thiên đế hậu nhân, cũng muốn điều tra, một loại là không có chút nào mặt mũi. Diệp thần nói, cái này đạo tông lại là như vậy thần bí. Hàn Viêm nói, đúng vậy, đạo tông cử hành đại lộ tranh phong thi đấu, thời gian không xác thực định, có lúc ngăn mấy chục ngàn năm liền cử hành một lần, có lúc mấy trăm ngàn năm, có lúc hết mấy kỷ nguyên thời gian, đều không cử hành, không đoán được. Duy nhất có thể khẳng định, chính là nếu như có đại khí vận người ra đời giữa trời đất, tranh phong thi đấu liền nhất định sẽ mở, đại ca, người trước cửu thế sinh ra thời điểm, tranh phong thi đấu đều có cử hành. Cái này nhất thế người ra đời, chàng này thi đấu, quả nhiên lại mở ra, là vì ngươi chuẩn bị à. Ngươi nhất định phải tham gia, ngươi tất nhiên sẽ là mạnh nhất thiên đế. Diệp thần tâm tình khó hiểu cũng có chút kích động, nói cái này tranh phong thi đấu, ngươi nói được như thế trọng yếu, có cơ hội, ta sẽ đi xem, lần này cụ thể là lúc nào cử hành. Hàn Viêm nói, còn không xác định, nhưng có thể khẳng định là, chính là cái này mấy năm, đại ca, mấy năm này thời gian, ngươi nhất định phải tới không không lúc nào không à. Diệp thần nư một tiếng, gật đầu một cái, nếu như có thể thắng được tranh phong thi đấu nói, hắn bắt được thiên đế thần nguyên, liền có thể bảo đảm thiên đế tư, tương lai nhất định có thể thành làm thiên đế chủ thần. Hàn Diễm dừng một chút, chân mày nhưng nhíu lại, nói, bất quá, đại ca, người muốn tham gia tranh phong thi đấu nói, nhất định phải lấy trước được đại lộ làm, đây là tham chiến duy nhất tín vật. Cái này đại lộ làm, là do đạo tông phát thả ra. Số lượng lớn tổng thể là 10.000 cái, có chút núp ở động thiên phúc địa, cổ xưa di chỉ bên trong, có chút trực tiếp phân phát đến người bên trong, có chút là đặt ở thương hội buôn bán ra, nhưng giá cả không rẻ. Ta đại lộ làm, là đạo tông sứ giả, trực tiếp phát cho ta, ha ha ha, xem ra đạo tông đối với ta cũng là coi trọng tương gia. Đại ca, người như thế lợi hại, người nếu là đi đến không không lúc nào không, nhất định cũng có thể ung dung đạt được đại lộ làm. Nói tới chỗ này, Hàn Diễm cầm ra một tấm lệnh bài, phía trên chạm trổ một cái cổ xưa đạo chữ, linh vận hòa hợp, muốn đến chính là lớn đạo làm. Cái này đại lộ làm, không chỉ thuần là lệnh bài, vẫn là một loại pháp khí, phía trên có đại lộ quy luật tích chứa, mang trên người, có thể tăng tiến tự thân tu vi. Đại ca, nếu là ngươi thật không có bắt được đại lộ làm mà nói, có thể dùng ta, ha ha ha. Tranh phong thi đấu, là nhận lệnh bài không nhận người. Cầm lệnh bài liền có thể tham chiến. Hàn Diễm đặc biệt hào phóng, đem mình lệnh bài, nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ước lượng một tí, thử nghiệm xuyên thấu qua lệnh bài, ngược dòng sau lưng thiên cơ, nhưng chỉ thấy một đoàn đoàn sương mù dày đặc, liên quan tới đạo tông lai lịch, cái gì cũng không thấy được,
đa tạ ngươi, ta ở thế giới hiện thật, còn có một số việc phải xử lý, cái này tranh phong thi đấu, ngược lại không gấp. Diệp Thần cười một tiếng, đưa lệnh bài đưa cho Hàn Diễm. Hàn Diễm thu hồi, gật đầu một cái, cũng là rất nhiệt liệt nói, đại ca, chỉ cần ngươi mở miệng, cái gì vũ hoàng cổ đế, cái gì đạo đức thiên tôn, ta vì ngươi giết. Hi hi, nghe nói bọn họ đều là thực tế cao cấp nhân vật, ta đây muốn xem, bọn họ có lợi hại dường nào. Diệp Thần nói, Hàn đệ, không thể lỗ mãng, bọn họ đều có đại khí vận, ngươi thực lực bị thực tế quy luật có hạn, chưa chắc là bọn họ địch thủ. Lúc này hắn và Hàn Diễm, là chân chính gọi nhau huynh đệ. Hàn Diễm nhớ tới mới vừa đối mặt đạo đức thiên tôn, bị thiên bia đập gãy cổ tay, liền lúng túng gãi đầu một cái nói, đại ca nói phải, ở thế giới hiện thật, ta còn thật chưa chắc là bọn họ địch thủ. Hơn nữa ta tu luyện kiếm đạo, một ngày không thể đoạn, ta ngày hôm nay nhất định phải trở về không không thời không, ở chỗ này ta không tiện tu luyện, à. Diệp Thần nói, không sao, cùng tương lai ta đi đến không không lúc nào không, chúng ta lại đoàn tụ cũng không muộn. Hàn Diễm đại hỉ, nói, giữa lúc như vậy, đại ca ngươi không trách ta liền tốt. Ngay vào lúc này, lại nghe bên ngoài có người quát lên. Hàn Diễm, ngươi trộm lão tổ đại lộ làm, còn dám trở về sao? Chỉ gặp Mộ Quang cổ thành mấy tên hộ vệ, rốt cục thì đuổi giết được tới. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận quét nhìn, đối phương tổng cộng có 5 người, tu vi đều là bán thần, không có thần đạo cảnh tồn tại. Nhưng những người này cũng xuất thân không không lúc nào không, có thể sẽ có cái gì thủ đoạn đặc biệt, Diệp Thần cũng không có khinh địch khinh thường. Hàn Diễm mừ liền một tiếng, nói, là Mộ Quang lão tổ hèn hạ vô sỉ, muốn tư nuốt đồ ta, các ngươi còn muốn ngậm máu phun người. Một cái Mộ Quang hộ vệ, sắc mặt trầm xuống, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người đây là dự định và tên phản đồ này cấu kết sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói, sự việc thị phi khúc chiết. Các vị trong lòng chắc hẳn hiểu rõ, nếu như cố ý muốn làm khó ta huynh đệ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vậy mấy tên hộ vệ, nghe vậy đều là biến sắc. Luân hồi uy danh, bọn họ sớm có nghe đồn, lúc này gặp Diệp Thần muốn bảo vệ Hàn Diễm, nên cũng không dám cứng rắn xông lên, đồng loạt lui về phía sau 2 bước, rất sợ xúc phạm. Hộ vệ kia nói, luân hồi chi chủ, ngươi là đại nhân vật, chúng ta không dám xúc phạm, hay là mời lão tổ hạ xuống. Cùng ngươi phân nói rõ ràng. Lập tức sử dụng một đạo đưa tin phù chiếu, trên không trung thiêu đốt. Diệp Thần ánh mắt híp lại, yên lặng chờ, trầm ổn dửng dưng. Vậy đưa tin phù chiếu cháy sau không lâu, toàn bộ anh chủng thánh địa bầu trời, cũng biến sắc, bầu trời từ màu xanh thẳm, hóa thành hoàng hôn ánh sáng màu, thấm ra ánh sáng ảm đạm, nhưng cũng không phải là hắc ám, mà là một cổ suy hủ, làm người ta cảm thấy 10 phần vô lực quang. Thật giống như cái này chư thiên hết thảy, cũng đi về phía hoàng hôn. Ở đầy trời hoàng hôn huy quang, đầy trời tuổi xế chiều hơi thở bên trong, một cái ông già, nhưng mang ngập trời bá đạo khí thế, từ trong tầng mây hạ xuống. Cái này ông già, thân thể mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể, mà là một đạo hình chiếu phân thân. Ông già hai tròng mắt như chiều tà, cũng là thấm ra làm người sợ hãi hoàng hôn huy quang. Quanh thân có rất nhiều hơn đem mục nát không mục nát trời trăng sao ở còn quấn, đại lộ quy luật quanh quẩn, như rồng như rắn, sáng mở trùng trùng, sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần vừa thấy, cũng biết cái này ông già, là vậy Mộ Quang lão tổ phân thân hình chiếu. Cái này đạo phân thân, lại có thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp thực lực, có thể tưởng tượng được, chân chính Mộ Quang lão tổ, nhất định là phi thường cường đại. Bái kiến lão tổ. Vậy mấy tên hộ vệ. Thấy Mộ Quang lão tổ hạ xuống, lập tức quỳ xuống tham bái. Diệp Thần đúng mực, vậy hướng Mộ Quang lão tổ chắp tay một cái, nói tiền bối chính là Mộ Quang lão tổ. Hạnh hội. Mộ Quang lão tổ khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, hạnh hội, ta sư đệ hoàng hôn cự nhân, ngươi phải cùng hắn giao thủ qua nhiều lần, nhưng ta phải nói cho ngươi, hắn năm đó từ Mộ Quang cổ thành đi ra, gia nhập tử thần giáo đoàn, kể từ lúc đó bắt đầu, ta liền cùng hắn không có dây dưa. Ngươi và tử thần giáo đoàn phân tranh, cùng ta Mộ Quang cổ thành không liên quan. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết, hôm nay chúng ta tới giữa khác nhau, không có ở đây tử thần giáo đoàn, mà ở lớn đạo làm. Mộ Quang lão tổ nói, đúng vậy, cái này Hàn Viêm bị gia tộc đuổi ra, lưu lạc chư thiên, bơ vơ không theo, tùy thời đều có bị hắc ám cắn nuốt nguy hiểm, ta gặp hắn đáng thương,
liền chứa chấp hắn, muốn hắn một khối đại lộ làm, thành tựu bồi thường, không coi là quá đáng chứ. Diệp Thần còn không đáp lại, Hàn Viêm cũng đã tức giận nói, lão già kia, người ban đầu không phải là nói như vậy, ta nói được chỉ là cầm cố, thời gian đến ta muốn chuộc về. Mộ Quang lão tổ nói, người muốn chuộc về, sao một viên nguyên ngọc tiền chuộc cũng không cho ta. Người tự mình đoạt lại đại lộ làm, chính là ăn trộm. Hàn Viêm khí được thất khiếu bốc khói, nói, là ngươi không chịu trả lại lệnh bài ở phía trước, ngươi còn trách ta. Diệp Thần gặp lại ồn ào đi xuống, cũng sẽ không có kết quả, liền lạnh giọng hướng Mộ Quang lão tổ nói, Mộ Quang lão tổ, không cần nói thêm nữa, ngươi muốn cướp lấy đại lộ làm mà nói, trước đánh bại ta nói sau. Mộ Quang lão tổ yên lặng, ngắm nhìn Diệp Thần, gặp Diệp Thần tu vi, chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 9, nhưng nghĩ tới Diệp Thần đủ loại truyền thuyết, chân thực không dám tùy tiện ra tay. Hắn trầm tư một hồi, liền nói, luân hồi chi chủ, mọi người ngày hôm nay tuy có khác nhau, nhưng chớ không thể tổn thương hòa khí, như vậy đi, ta nghe nói luân hồi thần uy vô địch, ta cứng rắn bị ngươi một chiêu, ngươi nếu như có thể ở một chiêu bên trong, thương tổn tới ta, ta lập tức rời đi. Nhưng nếu như, ta chịu đựng ở ngươi một chiêu, ngươi liền không thể lại bảo vệ Hàn Viêm thằng nhóc này. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, ngươi muốn tiếp ta một chiêu. Mộ Quang lão tổ nói, đúng vậy. Diệp Thần tâm tư chớp động, Mộ Quang lão tổ không muốn xé rách ra mặt, hắn dĩ nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ thụ địch. Chỉ là, muốn ở một chiêu bên trong, thương tổn tới đối phương, sợ rằng không quá dễ dàng. Nếu như là đỉnh cấp tỷ thí, Diệp Thần là có to lớn lòng tin, có thể đánh bại Mộ Quang lão tổ. Dẫu sao nơi này là thế giới hiện thật, Diệp Thần là hoành đẩy hết thảy vô địch tồn tại. Mộ Quang lão tổ tựa hồ cũng biết Diệp Thần lợi hại, cho nên tuyệt không dễ dàng khiêu chiến, chỉ là ước đấu một chiêu. Hắn muốn cứng rắn bị Diệp Thần một chiêu, nếu như bị được, chính là hắn thắng. Nếu như không chịu nổi, vậy hắn cũng không thể nói gì được. Như vậy ước đấu, nhìn như rất công bình. Nhưng Diệp Thần suy nghĩ kỹ một chút, cái này ước đấu, hắn là 10 phần bất lợi. Bởi vì, Mộ Quang lão tổ tuy nói chỉ là phân thân, nhưng dẫu sao cái này phân thân, có thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp thực lực, nắm giữ rất nhiều thần thông biến hóa, quy luật ảo diệu. Nếu như kéo dài tác chiến, Mộ Quang lão tổ cái này phân thân, khẳng định không phải Diệp Thần địch thủ, nhưng nếu như chỉ là phải chịu đựng Diệp Thần một chiêu, dựa vào rất nhiều thần đạo cảnh thủ đoạn, nhưng cũng không khó khăn. Diệp Thần lặp đi lặp lại cân nhắc, suy tính mình thực lực, còn có Mộ Quang lão tổ thực lực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong đầu nghĩ ở nơi này phiến anh chủng thánh địa, ở cái tế đàn này trong phạm vi, hắn có địa mạch khí vận và tín ngưỡng lực gia trì, một chiêu thủ thắng chắc chắn, cũng không coi là nhỏ. Mộ Quang lão tổ, ước đấu có thể, nhưng phải thêm điểm tiền thưởng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, tim dưới có chủ ý, cười nói. Mộ Quang lão tổ ồ một tiếng. Nói, người muốn cái gì tiền thưởng? Diệp Thần cười nói, ta nghe, 33 thiên thần thuật bên trong, chư thần hoàng hôn bí pháp, chính là xuất từ các ngươi Mộ Quang cổ thành, ta đối cửa này thần thuật, cũng là say mê rất. Nếu như ta thắng, ta muốn đem ngươi chư thần hoàng hôn bí quyết tu luyện, giao cho ta. Nếu là ta thua, ta cũng sẽ cho ngươi một môn thần thuật, chính là lớn mộ thần kiếm, như thế nào? Cái này chư thần hoàng hôn bí pháp. Diệp Thần gặp Hoàng Hôn Cự Nhân thi triển qua, đó là tương đối lợi hại, có để cho chư thần đi về phía Hoàng Hôn suy hủ đáng sợ uy áp. Ở 33 thiên thần thuật bên trong, chư thần Hoàng Hôn là đặc biệt khắc chế thần linh, cửa này thần thuật, nếu như dùng để đối phó ma thần, yêu thú, con rối vân. Vân, uy lực không tính lớn, nhưng nếu như dùng để đối phó thần minh, lực sát thương kia liền dị thường to lớn. Cho dù là thiên đế chủ thần. Nếu như không có bất kỳ phòng bị nào, cứng rắn bị chư thần hoàng hôn tập sát, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, sẽ có bộ phận thời gian tuyến vẫn diệt, làm đạo tâm bị long đong. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết chiến sắp tới, nếu có thể nắm giữ chư thần hoàng hôn, vậy phải giết Vũ Hoàng Cổ Đế, thì đơn giản nhiều. Ma Tổ Vô Thiên đã chém chết, Diệp Thần cũng muốn chém chết Vũ Hoàng Cổ Đế, không lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Tuyệt không cho Vũ Hoàng Cổ Đế bước vào không không thời không cơ hội. Mộ Quang lão tổ nghe được Diệp Thần nói lên đánh cuộc, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cái này chư thần hoàng hôn bí pháp, là Mộ Quang cổ thành chí bảo, là an thân lập mạng căn cơ, cho tới bây giờ không truyền ra ngoài. Làm sao,
ngươi không chịu sao? Không chịu cũng được đi. Diệp Thần gặp Mộ Quang lão tổ tựa hồ đang do dự, liền cười cười nói. Mộ Quang lão tổ khẽ cắn răng, trong đầu nghĩ lấy mình thần đạo cảnh tầng thứ nhất đỉnh cấp thực lực, không có lý do liền Diệp Thần một chiêu cũng không tiếp nổi, lập tức liền bình tĩnh tâm thần, đạm như vậy nói. Có thể, luân hồi chi chủ muốn đánh cuộc, ta dĩ nhiên là phụng bồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nếu như ngươi thua, lớn mộ thần kiếm cho ta, hơn nữa ngươi không thể lại bảo vệ Hàn Viêm thằng nhóc này. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Quang lão tổ ánh mắt, rơi vào Hàn Viêm trên mình, tràn đầy lửa giận cùng hận ý, hận không được đem người sau lột ra tháo xương vậy. Diệp Thần nhất kích trưởng, nói, không thành vấn đề, vậy bắt đầu đi. Mộ Quang lão tổ gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, phía dưới vậy mấy cái Mộ Quang hộ vệ, cũng là khẩn trương. Ở trong lòng bọn họ, Mộ Quang lão tổ là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng Diệp Thần danh tiếng, vậy đặc biệt vang lượng. Chàng này đánh cuộc, ai thắng ai bại, không ai dám dự liệu. Mộ Quang lão tổ hít sâu một hơi, nhẹ giọng ngâm sướng lên tới, quanh người tràn ra tầng tầng hoàng hôn huy quang, rồi sau đó cấu trúc thành một cái cổ xưa đất nước. Đó là chư thần hoàng hôn đất nước, là ngày tận thế thiên khải dấu hiệu. Làm loạn kỷ nguyên sắp hạ xuống, thế gian sắp muốn bước vào mạt pháp thời đại, hoàng hôn sẽ xuất hiện, chư thần sẽ ở hoàng hôn trong đất nước chết đi, sau đó đạt được yên nghỉ, tránh gặp thiên tai cướp giết khổ sở. Mộ Quang lão tổ quanh người, hoàng hôn thiên đường xuất hiện, vũ trụ ở than xúc, tinh không ở phai mờ, bất hủ chư thần đồ đằng, đi về phía suy hủ. Diệp Thần nhìn buổi hoàng hôn này thiên đường, tâm thần lại cũng mơ hồ được một chút kích động, tinh thần có chút hoảng hốt. Không nghi ngờ chút nào, trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, hoàng hôn thiên đường là thật thực tồn tại qua.